Rể quý trời cho. Chương 1301, vệ sĩ cuối cùng. Khống hồn ấn vừa xuất, dạng khôi lỗi như Nguyễn Hùng căn bản không chống đỡ được. Phải biết là lúc ấy còn đang trong hóa cảnh, Lâm Thanh Diện dùng khống hồn ấn khống chế Tần Trường Sinh đang chuẩn bị đoạt xá mình, sau đó đánh giết. Sau đó lúc đối mặt với Thanh Trúc cũng dùng khống hồn ấn. Lâm Thanh Diện bây giờ, thần hồn càng trở nên mạnh hơn, tu vi cũng đột phá thần cảnh, khống hồn ấn mà anh tạo ra, diện tích che phủ cũng càng rộng hơn, Nguyễn Hùng căn bản không có bất kỳ cơ hội trốn thoát gì. Kết thúc rồi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, khống hồn ấn rơi xuống, cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến cho Nguyễn Hùng không kìm lòng được mà quỳ sạp xuống đất. Đừng, đừng mà. Nguyễn Hùng vừa tuyệt vọng nhìn khống hồn ấn đang đè ép mình hoàn toàn, vừa thống khổ hô lên. Ông làm nhiều việc ác vô duyên vô cớ đến đảo nhỏ quấy rầy anh em của tôi, đây chính là sự trừng phạt đối với ông. Lâm Thanh Diện không chút lưu tình, lạnh lùng nói. Tôi tự dưng tới chỗ này. Nguyễn Hùng lên tiếng, rõ ràng chính tôi là người phát hiện ra hòn đảo nhỏ này trước. Sắp chết đến nơi rồi còn cứng miệng. Tần Trường Sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nguyễn Hùng đột nhiên thốt ra cái tên này. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Lâm Thanh Diện đều lộ vẻ kinh ngạc. Ông nói gì? Lâm Thanh Diện thu hồi khống hồn ấn, tay phải hơi dùng sức, đối phương lập tức ngã trên đất. Một chân dẫm lên ngực Nguyễn Hùng, Lâm Thanh Diện lên tiếng hỏi lại lần nữa, sao ông biết Tần Trường Sinh? Ông có quan hệ thế nào với ông ta? Nói mau. Năm đó tôi theo Tần Trường Sinh từ Thương Nguyên giới tới đây. Nguyễn Hùng nói. Lông mày Lâm Thanh Diện cau lại, khó tin nhìn Nguyễn Hùng. Tần Trường Sinh tới địa cầu, trừ một chút chân bảo mang theo người từ Thương Nguyên giới tới, còn có 4 tên hộ vệ. Mà Lâm Thanh Diện xác định được 3 tên đã tử vong, như vậy Nguyễn Hùng này xem ra là hộ vệ cuối cùng của Tần Trường Sinh. Ông là hộ vệ của Tần Trường Sinh, vì sao không ở bên cạnh ông ta? Lâm Thanh Diện chất vấn. Hừ, cái tên Tần Trường Sinh kia tự tư tự lợi, tôi sớm đã ngứa mắt ông ta, 100 năm trước tôi đã rời khỏi ông ta rồi. Nguyễn Hùng nói, cái tên này, lúc rời khỏi Thương Nguyên giới, đã mang theo mấy dương lớn đan dược cấp hoàn mỹ. Ban đầu nói những đan dược này sẽ cung cấp cho chúng tôi cùng sử dụng, thế nhưng ông ta thì hay rồi, chờ đến lúc tôi hỏi tới, ông ta lại không cho tôi, còn rất đường hoàng nói, sau này đối với ông ta có tác dụng lớn. Trong cơn tức giận, tôi liền rời khỏi ông ta. Thì ra là vậy. Lâm Thanh Diện lại hỏi, vậy viên đan dược màu đen của ông kia là chiếm được từ đâu, chẳng lẽ ông vốn là hồn đan sư sao? Nguyễn Hùng bất đắc dĩ nói, điều kiện trở thành hồn đan sư cực kỳ khắc nghiệt, tôi vốn không nổi, có điều đúng là ở Thương Nguyên giới chúng tôi có hồn đan sư tồn tại. Còn về viên đan dược màu đen kia, đúng là của hồn đan sư dung hợp, cũng là năm đó Tần Trường Sinh tiện tay mang từ Thương Nguyên giới tới. Chỉ là đan dược dung hợp hồn đan sư có tác dụng đối với hình nộm bù nhìn, còn không có tác dụng với người tu hành, đồng thời còn phản phệ lại, bởi vậy, khi tôi yêu cầu đan dược cấp hoàn mỹ thì ông ta không chịu cho, rồi cho tôi mấy viên đan dược màu đen này. Ông trời trêu ngươi, sau khi tôi rời khỏi Tần Trường Sinh, một mình xông xáo bên ngoài, không ngờ lại bị một vị cường giả ở chỗ các người truy sát, cuối cùng tôi biến thành hồn phách mới thành như bây giờ. Nguyễn Hùng nói. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, vạn vật đều có tạo hóa, mấy viên đan dược màu đen tưởng như vô dụng này lại thành át chủ bài nâng cao thực lực của Nguyễn Hùng. Sau đó, tôi cảm thấy dường như Tần Trường Sinh từ nơi này biến mất khỏi thế giới, bởi vậy lần này tôi mới tới đây, chính vì muốn thu hoạch mấy dương đan dược cấp hoàn mỹ kia. Nguyễn Hùng tiếp tục nói, làm thế nào mà ông biến được Tần Trường Sinh biến mất khỏi thế giới này từ nơi đây? Lâm Thanh Diện hỏi, Nguyễn Hùng nghe vậy thì có vẻ hơi ngập ngừng. Ánh mắt Lâm Thanh Diện lạnh băng, kiếm chảm tiên từ từ nâng lên. Cho dù là kiếm chảm tiên hay là khống hồn ấn, đều có một loại áp chế tự nhiên đối với loại tàn hồn như Nguyễn Hùng. Hôm nay chạm mặt Lâm Thanh Diện ở chỗ này, đúng là bất hạnh đối với Nguyễn Hùng. Tôi nói. Nguyễn Hùng vội vàng cầu xin, ở Thương Nguyên giới chúng tôi, phàm là người có chút thực lực đều sẽ có một loại năng lực nhận biết đặc thù, chúng tôi gọi là thuật thần triệu, dùng thuật thần triệu này có thể phát hiện được liệu có người tu hành ở Thương Nguyên giới tồn tại hay không. Trước đó tôi liền cảm giác ra được nguyên thần của Tần Trường Sinh đã tiêu tán, có điều tôi lo rằng đây có thể là quỷ kế của Tần Trường Sinh, cho nên tới bây giờ mới dám đi lên hòn đảo nhỏ này. Thuật thần triệu. Trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, xem ra Thương Nguyên giới này đúng là thần kỳ, lại có được loại bí thuật này. Ông nói không sai, đúng là Tần Trường Sinh đã chết rồi. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói.
Nguyễn Hùng gật đầu, Tần Trường Sinh có thể sống đến bây giờ là dựa vào việc ông ta không ngừng chọn lựa người có thiên phú cực tốt rồi tiến hành đoạt xá. Xem ra, đây là do ông ta đoạt xá thất bại, cũng không biết là vị cường giả nào lại có thể chống lại được việc bị Tần Trường Sinh đoạt xá. Đương nhiên là sư huynh Lâm Thanh Diện của chúng ta rồi. Giang Tiểu Nhu ở phía sau kiêu ngạo nói, cái tên Tần Trường Sinh kia muốn đoạt xá Lâm Thanh Diện lại bị Lâm Thanh Diện giết ngược. Nghe nói vậy, Nguyễn Hùng nhìn đến Lâm Thanh Diện, cảm thấy đối phương lại càng khủng bố hơn. Nhưng nghĩ tới kiếm trảm thiên trong tay đối phương, đồng thời có thêm huyền kình, Nguyễn Hùng cảm thấy việc này có thể hiểu được. Lâm Thanh Diện, hôm nay rơi vào tay cậu, coi như là do tôi xui xẻo, có điều, nếu cậu chịu tha cho tôi nguyện ý trung thành suốt đời với cậu. Nguyễn Hùng nói với Lâm Thanh Diện. Chỉ là khi nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh của anh, ông ta căn bản không nhìn ra được trong lòng anh đang nghĩ gì. Ông nói là ông nguyện ý trở thành con rối của tôi, đúng không? Lâm Thanh Diện nói. Đúng vậy, chỉ cần cậu đồng ý tôi nguyện làm khôi lỗi của cậu, tuy tôi chỉ là hóa cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ cần uống đan được thì có thể đạt tới thần cảnh khôi lỗi. Nguyễn Hùng nói, đây cũng là một loại trào hàng, ông ta không muốn bị Lâm Thanh Diện đánh cho hồn bay phách tán chút nào. Thần cảnh khôi lỗi, nghe cũng có chút hấp dẫn đấy. Lâm Thanh Diện thở dài. Ánh mắt của Nguyễn Hùng nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lâm Thanh Diện, chờ mong Lâm Thanh Diện cho ông ta một câu trả lời hoàn hảo. Thần cảnh khôi lỗi, đây là thứ mà tất cả người tu hành đều không từ chối. Giang Tiểu Nhu và đám người Bạch Chỉ Như ngừng thở, tất cả những việc mà Nguyễn Hùng làm khi đi vào hòn đảo nhỏ này đều mang tính hủy diệt đối với người của Trảm Thiên Minh. Mấy ngày nay cũng là mấy ngày u ám nhất trong cuộc sống của bọn họ. Mà bây giờ, Lâm Thanh Diện thế mà lại đang do dự xem có nên tiếp nhận Nguyễn Hùng làm khôi lỗi hay không. Giang Tiểu Nhu muốn tiến lên chất vấn, lại bị Bạch Chỉ ở bên cạnh giữ chặt lại. Tiểu Nhu, đừng xúc động, Lâm Thanh Diện không phải loại người như vậy. Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, ánh mắt ân cần nhìn về phía trước. Cuối cùng, Lâm Thanh Diện đang dạo bước đột nhiên dừng lại, trái tim Nguyễn Hùng khẽ động, biết đối phương hẳn là đã hạ quyết tâm, sống hay chết giờ chỉ dựa vào một câu nói của Lâm Thanh Diện. Ông thật sự muốn làm khôi lỗi của tôi? Lâm Thanh Diện cúi người hỏi. Đương nhiên, lời tôi nói là chắc chắn. Nguyễn Hùng trả lời, ánh mắt long lanh, ông ta đang nghĩ qua được cửa này rồi nói tiếp. Được, có điều, vì muốn thấy được thành ý của ông, trước khi tôi đồng ý với ông nhất định phải làm cho tôi một việc. Việc gì? Nguyễn Hùng hỏi. Tìm người giúp tôi. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương, lại nói tiếp, nói đúng ra thì hẳn là một tia tàn hồn. Tàn hồn? Không sai. Lâm Thanh Diện nói, không phải ông biết thuật thần triệu à? Thuật thần triệu của tôi chỉ có tác dụng với người của thương nguyên giới thôi, hơn nữa cũng có phạm vi thế giới rộng lớn thế này, tôi nên cảm giác thế nào chứ? Nguyễn Hùng như đang nói thật. Lâm Thanh Diện gãi mũi, nói tia tàn hồn mà tôi bảo ông đi tìm chính là từ thương nguyên giới tới, về phần phạm vi thì cứ từ nơi mà năm đó ông tiến vào thế giới của chúng tôi bắt đầu tìm kiếm đi. Cậu nói là đường nối truyền tống. Nguyễn Hùng hỏi, Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu. Lúc này, Nguyễn Hùng càng thêm ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ cậu còn trẻ mà biết nhiều chuyện như vậy, ngay cả đường nối truyền tống mà cậu cũng hiểu rõ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ông chỉ cần dựa theo lời tôi mà làm là được rồi. Được, tôi thử một lần. Nguyễn Hùng nói, lập tức ngồi xếp bằng vào việc. Lâm Thanh Diện có thể cảm giác được trong thể nội của đối phương có một luồng thần niệm đang phiêu tán ra, có điều thần niệm này khác với thần hồn của mình, chỉ có năng lực nhận biết chứ không có bất kỳ lực lượng gì trong đó cả. Ước chừng qua 5 phút Nguyễn Hùng mới mở mắt ra. Sao rồi, có phát hiện tàn hồn ở đường nối truyền tống trong dãy núi Côn Lôn không? Lâm Thanh Diện lập tức hỏi. Nguyễn Hùng nhìn Lâm Thanh Diện, thấy anh lo lắng như vậy thì liền biết chuyện này rất quan trọng với anh. Mau nói, bằng không tôi giết ông. Lâm Thanh Diện cũng không có lòng kiên nhẫn như vậy. Trước mắt ngày càng có nhiều người của thương nguyên giới tới địa cầu, điều này có nghĩa là thuận theo nguyên thần của ma thần Tu La tiêu tan, người của thương nguyên giới tăng cường phá hỏng đường nối truyền tống. Thời gian cấp bách vì bảo hộ linh nguyên, Lâm Thanh Diện nhất định phải xác nhận phải chăng tàn hồn của Tiểu Nguyệt đã tới thương nguyên giới chưa. Tôi nói, Nguyễn Hùng trầm giọng nói, ngay vừa rồi, tia tàn hồn kia đã được người từ đường nối truyền tống đón về. Chương 1302 tự phát nổ. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng chứng thực xong, trong lòng Lâm Thanh Diện vẫn chấn động.
Tàn hồn của Tiểu Nguyệt vừa quay về Thương Nguyên giới, dựa theo suy đoán của Lâm Thanh Diện, Thương Nguyên giới nắm giữ một bí thuật có thể ngưng tụ tàn hồn lần nữa, một khi Tiểu Nguyệt khôi phục thân xác, thì không cần phải nói nhiều, chắc chắn sẽ thông báo cho Thương Nguyên giới biết mọi chuyện về rừng rậm sương mù. Lâm Thanh Diện bắt đầu trầm mặc, anh và thế giới này thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Lâm Thanh Diện, tôi đã nói hết những chuyện tôi biết cho cậu rồi, giờ cậu có thể thả tôi ra được chưa? Nguyễn Hùng hỏi. Lâm Thanh Diện cúi người nhìn đối phương. Tôi hỏi ông, nếu ông làm khôi lỗi của tôi, thì ông sẽ làm thế nào, khi một ngày nào đó tôi khai chiến với Thương Nguyên giới? Lâm Thanh Diện hỏi. Nguyễn Hùng khẽ cười nói, không cần cậu lên tiếng, tôi cũng tự khắc chống lại Thương Nguyên giới. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc như dao, rồi bật cười ha ha. Chẳng lẽ tôi nói sai? Tất nhiên là sai rồi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, Thương Nguyên giới là quê hương của ông, thế mà ông dám nói mình sẽ chiến đấu với người thân bạn bè cùng quê với mình. Thân làm hộ vệ của Tần Trường Sinh, nhưng ông lại không muốn ở cạnh ông ta để bảo vệ, mà âm thầm trốn tránh, giờ lại muốn phản bội quê hương mình, ai biết được liệu sau này ông có phản bội tôi không? Lâm Thanh Diện, cậu. Nguyễn Hùng nhíu mày, tức giận nói, hừ, ngay từ đầu cậu đã không có ý định thu nhận tôi làm khôi lỗi, bằng không, cậu hỏi tôi câu này, dù tôi trả lời sai, cũng sẽ thành đúng. Chính xác. Lâm Thanh Diện lớn tiếng đáp, rồi xoay người nhìn mấy sư huynh đệ sau lưng mình. Nếu tôi thu nhận ông, thì tôi phải đối mặt giải thích thế nào với các huynh đệ này? Huống hồ, chỉ là một khôi lỗi, tôi có hai người là đủ rồi. Cậu đang nói một nam một nữ hai ngày trước, nhưng thực lực bọn họ không bằng tôi. Nguyễn Hùng mang theo tia hy vọng cuối cùng hỏi. Chẳng qua chỉ là đan dược thôi, giết ông rồi tôi sẽ có ngay. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, sát ý hiện rõ trong đáy mắt. Cậu thật đê tiện. Nguyễn Hùng kinh ngạc đến biến sắc, nhanh chóng vươn tay sờ soạng khắp người. Nhưng tốc độ Lâm Thanh Diện nhanh hơn, nháy mắt đã cướp được đồ trong ngực ông ta. Đó là một hộp hình chữ nhật màu đen, anh mở hộp ra, bên trong có 6 viên đan dược màu đen được xếp ngay ngắn. Cậu mau trả cho tôi. Ông có thấy ai ăn rồi lại nhả ra không? Lâm Thanh Diện cất kỹ chiếc hộp đúng lúc đan dược màu đen ở bên trong có thể đưa cho Tú Nương Vân Sơn sử dụng. Được lắm Lâm Thanh Diện, tôi cầu xin cậu như vậy mà cậu vẫn cố ý đùa bỡn tôi. Đùa bỡn ông thì sao, tôi đã được toàn bộ truyền thừa của ma thần Tu La, chỉ cần là người của Thương Nguyên giới thì phải giết. Lâm Thanh Diện cực kỳ khí thế đáp, ánh mắt sáng rực. Cậu! Nguyễn Hùng cắn môi, kiếm Trảm Tiên màu vàng đang dần hiện lên trong mắt ông ta. Cậu đúng là khinh người quá đáng. Nguyễn Hùng lớn tiếng hét, rồi vành mắt ông ta đỏ lên, một luồng hơi thở bùng nổ bắt đầu bành trướng trong người ông ta. Lâm Thanh Diện nhìn thấy tất cả thần niệm xoay chuyển, miệng kinh ngạc thốt lên, không ổn rồi, ông ta sắp tự phát nổ. Lâm Thanh Diện hét lên, đồng thời thần niệm của anh phát ra, đánh thẳng khống hồn ấn lên người đối phương. Trong nháy mắt hơi thở của Nguyễn Hùng đã bình tĩnh lại một chút, nhưng dù là thế, Nguyễn Hùng cũng chẳng còn đường lui khi bước chân trên con đường tự phát nổ này. Khống hồn ấn chỉ tạm thời khống chế hơi thở của Nguyễn Hùng, nhưng dù là vậy, vẫn không thể nào ngăn cản đối phương tự phát nổ bởi vì toàn bộ quá trình tự phát nổ này không thể ngăn cản được. Các người mau đi đi. Lâm Thanh Diện lại hét lên. Lâm Thanh Diện, vậy còn cậu? Mấy người Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu cùng lo lắng hỏi. Mọi người đừng lo cho tôi, sau khi mọi người rời đi, tôi sẽ tự nghĩ cách ra khỏi đây, mau lên. Lâm Thanh Diện lạnh lùng quát. Giờ anh ước gì có thể một kiếm chém chết Nguyễn Hùng, nhưng Lâm Thanh Diện biết chỉ cần anh chém một kiếm, sẽ xuyên thủng cơ thể đối phương, như vậy đối phương sẽ tự phát nổ ngay. Tôi không đi, Lâm Thanh Diện, nếu đi thì anh đi trước đi, anh quan trọng hơn chúng tôi nhiều. Giang Tiểu Nhu nói. Lâm Thanh Diện nhíu chặt mày, con nhóc này, giờ đang là thời khắc mấu chốt mà cô còn làm loạn gì nữa. Không ngờ Giang Tiểu Nhu vừa dứt lời, mấy người Trảm Tiên Minh cũng dứt khoát không chịu rời đi. Lâm Thanh Diện, cậu đi đi, thế giới này cần cậu hơn. Đúng đó. Lâm Thanh Diện, cậu đã làm đủ rồi, nếu cậu chết thì dựa vào chúng tôi làm sao chống lại Thương Nguyên giới. Mọi người muốn tôi trở thành tội nhân à? Một khi Lâm Thanh Diện tôi đã muốn cứu người, thì chắc chắn sẽ cứu được. Mọi người mau rời khỏi đây hết cho tôi. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, giờ hơi thở của Nguyễn Hùng đã làm cả đại sảnh chao đảo, trên đỉnh đầu, mấy viên đá vụn liên tục rơi xuống. Tình thế cấp bách, Lâm Thanh Diện vốn đang tức giận không có chỗ phát tiết, nên nhanh chóng bộc phát một sức mạnh đáng sợ. Long ngâm thức. Một con cự long há to miệng, lao thẳng về phía hành lang.
Mọi người đều ngạc nhiên đến mức chết lặng tại chỗ, dù họ là người tu hành, nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng này. Rồi thần niệm của Lâm Thanh Diện lóe lên, cường giả thần cảnh nắm giữ năng lực rời núi Bình Nguyên. Hành lang phía trước bị cự long đâm thẳng thành một lỗ to, rồi một luồng hơi thở mạnh mẽ quét về phía mấy người Trảm Tiên Minh. Lâm Thanh Diện. Bọn họ chưa kịp phản ứng lại, đã bị luồng hơi thở này đẩy ra ngoài, hành lang đã bị đâm vỡ. Đúng lúc này, một tảng đá lớn rơi xuống, chặn kín hành lang này. Tên Lâm Thanh Diện chết tiệt thối tha, tại sao anh ấy lại làm thế? Mắt Giang Tiểu Nhu ngấn nước, định đánh vỡ tảng đá trước mặt. Giang sư muội, chúng ta vẫn nên nghe lời Lâm Thanh Diện, đứng bên ngoài huyệt đợi cậu ấy đi. Bạch Chỉ nói, em đã chứng kiến thực lực của Lâm Thanh Diện rồi, nên cậu ấy sẽ ổn thôi, hơn nữa, vết thương trên người Vương sư huynh đã không thể chịu nổi sự dày vò như thế. Giang Tiểu Nhu liếc nhìn vẻ mặt trắng bệch của Vương Kiếm, đành phải gật đầu, rồi mọi người cùng đi ra ngoài mộ Tần Vương, đợi Lâm Thanh Diện bước ra. Giờ trong đại sảnh, Nguyễn Hùng tự phát nổ đã ở thế không thể ngăn cản được, Lâm Thanh Diện thấy hành lang bị chặn thì vội vàng phát động Long Ngâm Thức, định đâm vỡ một lỗ hổng nữa, để mình đi ra ngoài. Nhưng lúc Kim Long xuất hiện lần nữa thì trong tay Nguyễn Hùng bỗng biến ra một dao găm màu đen. Chẳng lẽ ông ta định đâm mình? Lâm Thanh Diện kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, ngọn lửa của cự long đã nung chảy tảng đá chặn trước cửa động. Ánh mắt Nguyễn Hùng hung ác, cười cực kỳ đáng sợ. Lâm Thanh Diện, cậu có thể chết cùng tôi cũng xem như tôi được hời rồi. Nói xong, dao găm trong tay ông ta vô tình đâm vào cơ thể cực kỳ bành trướng của mình. Bùm! Một tiếng nổ vang dội làm mấy người Giang Tiểu Nhu đứng bên ngoài mộ Tần Vương cũng chấn động, rồi mặt trước mộ Tần Vương lún thẳng xuống đất. Bia đá viết ba chữ mộ Tần Vương cũng lún xuống, rồi bị cát đá nuốt chửng. Chương 1303 chui lên từ dưới lòng đất. Vinh hoa phú quý công danh lợi lộc chỉ là mây khói. Mộ Tần Vương mang theo Tần Trường Sinh và thi thể Lục Diên Thọ bị Tần Trường Sinh đoạt xá cùng chìm xuống dưới lòng đất. Giờ, mấy người Giang Tiểu Nhu đang đứng phía trước mộ Tần Vương, đều hiện lên vẻ chua xót trong ánh mắt. Bọn họ không quan tâm chuyện mộ Tần Vương bị nuốt chửng, mà điều bọn họ thật sự quan tâm là sự an nguy của Lâm Thanh Diện vẫn đang mắc kẹt ở bên trong. Bạch sư tỷ, Lâm Thanh Diện sẽ không sao đúng không? Giang Tiểu Nhu hỏi. Bạch Chỉ cắn môi, nếu lúc bắt đầu cô rất tin tưởng Lâm Thanh Diện thì giờ cô lại do dự khi chứng kiến sức mạnh to lớn của cường giả hóa cảnh lúc tự phát nổ, trong lòng cô thấp thỏm, không dám chắc chắn giờ anh còn sống không. Mọi người nghe đây, mau cử hai người quay về nơi chúng ta sống, cầm mấy cái xẻng sắc bén trong phòng tạp hóa tới đây, chúng ta có đào sâu ba thước cũng phải cứu được Lâm Thanh Diện. Vương Kiếm yếu ớt nói. Đúng, em sẽ đi ngay. Giang Tiểu Nhu xoay người định rời đi thì bị hai nam đệ tử ngăn cản, Giang sư muội cứ đợi ở đây, để hai chúng tôi đi là được. Nói xong, hai người đó liền chạy như bay. Mà lúc này, trong mộ Tần Vương ở dưới lòng đất vì Nguyễn Hùng muốn tự phát nổ mà không tiếc dùng dao găm đâm thủng người mình. Lâm Thanh Diện đứng gần ông ta như vậy, nên không thể né tránh được. Nếu đổi thành lúc trước có lẽ lần này anh sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng giờ ngoài việc Lâm Thanh Diện đã nâng cao thực lực đến thần cảnh thì anh liên tục chiến đấu với cao thủ hóa cảnh, thần cảnh, nên thứ mà anh thu hoạch nhiều nhất là kinh nghiệm chiến đấu. Cao thủ quyết đấu thường sẽ thắng bại trong tích tắc, Lâm Thanh Diện đã có đủ kinh nghiệm trong việc dùng cách an toàn nhất để bảo vệ mình trong lúc anh gặp nguy hiểm nhất. Lúc đối phương tự phát nổ, Lâm Thanh Diện cũng nhanh chóng phóng huyền kình ra bên ngoài, biến thành một lá chắn bảo vệ khổng lồ, anh nấp dưới lá chắn bảo vệ không cho cát đá liên tục rơi xuống đầu mình. Mà Kim Long khổng lồ sớm bị Lâm Thanh Diện gọi ra ngoài cũng đang xuất hiện trước mặt anh. Chuyện không thể chậm trễ, Lâm Thanh Diện nhanh chóng nhảy lên người cự long. Cự long gầm lên, rồi lao thẳng về phía tảng đá đang rơi xuống. Lâm Thanh Diện cưỡi cự long, một tay cầm kiếm Trảm Tiên, tay còn lại nắm chặt lá chắn. Anh nhíu chặt mày, lao thẳng lên trên, kiếm Trảm Tiên trong tay không ngừng vung vẩy, mấy tảng đá hơi lớn kia liền chém thành hai khúc. Còn cự long thì càng hung dữ hơn, ngọn lửa cháy hừng hực trong miệng không ngừng nung chảy tảng đá bên trên, chân trước to lớn liền dẫm nát mấy tảng đá này. Rồi lao thẳng lên trời. Bên ngoài, mấy người Bạch Chỉ đang chuẩn bị cầm xẻng bắt đầu đào lên, thì thấy Lâm Thanh Diện cưỡi kim long bay trên trời. Mấy người Bạch Chỉ lặng lẽ thả đồ trong tay xuống, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt đầy sùng bái. Trong lòng Vương Kiếm càng cảm thán, bọn anh hoàn toàn không thể so bì với thiên phú của Lâm Thanh Diện, thảo nào ban đầu Tần Trường Sinh lại chọn anh ấy làm mục tiêu để đoạt xá.
Sau khi Nguyễn Hùng tự phát nổ thì bản thân ông ta cũng hồn bay phách tán, nói cách khác trên thế giới này, thị vệ cuối cùng liên quan đến Tần Trường Sinh cũng bị hủy diệt nguyên thần, từ nay về sau Tần Trường Sinh sẽ trở thành quá khứ, không còn ai nhắc đến cái tên này nữa. Lâm Thanh Diện. Giang Tiểu Nhu chạy tới trước, nắm tay Lâm Thanh Diện nói, tôi biết anh sẽ không sao mà, anh biết không, lúc nãy Bạch Chỉ sư tỷ đứng đây lo chết đi được. Bạch Chỉ nghe vậy thì khẽ đỏ mặt, con nhóc này, rõ ràng là cô ta rất lo lắng cho Lâm Thanh Diện, còn cố ý đổ thừa cho mình. Vương Kiếm nghiêng người nhìn Bạch Chỉ, trong lòng hơi buồn bã. Anh cũng muốn làm anh hùng cái thế, bảo vệ mọi người trước mặt người phụ nữ mình yêu. Còn cô không lo lắng cho tôi à? Lâm Thanh Diện khẽ hỏi. Tôi, tất nhiên là có rồi, anh đừng quên, tôi đã chính thức xác nhận anh là bạn trai tôi rồi. Giang Tiểu Nhu cười nói. Lâm Thanh Diện đen mặt, con nhóc này, vẫn ăn nói tùy hứng như thế. Anh đi tới bên cạnh Vương Kiếm đang bị thương nặng định đứng dậy, nhưng bị Lâm Thanh Diện ngăn cản, anh cực khổ rồi, giờ đã thấy đỡ hơn chưa? Vương Kiếm lắc đầu, gượng cười, tôi không sao, vẫn chưa chết được. Lâm Thanh Diện nhìn mọi người nói, lần này, có lẽ người chúng ta nên cảm ơn nhất là Vương Kiếm, nếu không có anh ấy bất chấp quyết đấu, kéo dài Nguyễn Hùng, thì e rằng mọi người không thể đợi tới lúc tôi tới ứng cứu. Đúng vậy, Vương Kiếm sư huynh cũng rất lợi hại. Lúc anh ấy đâm nhát kiếm đâm cuối cùng thật sự rất đẹp trai, nếu không phải ông ta là một hồn phách thì anh ấy đã thắng rồi. Giang Tiểu Nhu nói đến mức làm Vương Kiếm cảm thấy hơi xấu hổ. Cảm ơn anh, Bạch Chỉ cúi người nói nhỏ vào tai Vương Kiếm. Vương Kiếm nhìn người con gái mình yêu, rồi sắc mặt vốn đang tái nhợt bỗng đỏ bừng. Anh theo đuổi Bạch Chỉ lâu rồi, nhưng cô chưa từng nói chuyện với anh ở khoảng cách gần như hôm nay. Không, không có gì, anh là đại sư huynh của mọi người mà, nên bảo vệ mọi người là chuyện anh nên làm. Vết thương của anh cứ để tôi tới chăm sóc. Bạch Chỉ khẽ nói, rồi hơi xấu hổ giải thích, anh cũng đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy anh vì chúng tôi mới bị thương nặng thế này, nên tôi muốn làm chút gì đó cho anh thôi. Vương Kiếm nhìn Bạch Chỉ hơi ngây ngốc. Đại sư huynh, anh gặp may rồi, được nữ thần của tụi em đích thân chăm sóc thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Sớm biết thế này em cũng đi khiêu chiến với Nguyễn Hùng, có thể được Bạch Chỉ sư tỷ chăm sóc một ngày cũng tốt lắm rồi. Đúng đó. Bạch Chỉ sư tỷ, chị xem mấy người tụi em cũng bị thương này, hay là chị chăm sóc mỗi người một ngày đi. Mọi người bắt đầu trêu ghẹo. Thôi đi, vết thương của mấy người các anh có thể so bì với Vương Kiếm sư huynh à, hay để cô đây tới chăm sóc các anh. Giang Tiểu Nhu nói với mấy người này, bọn họ vội cười đùa xua tay từ chối, chọc Giang Tiểu Nhu nổi giận. Mấy người được lắm, dám xem thường tôi, mấy người đáng bị ăn đòn. Nói xong, Giang Tiểu Nhu đuổi theo bắt đầu đánh đấm. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nhìn nhóm người đang đùa giỡn, không khỏi cảm thán, nói tới mới nhớ quan hệ bọn họ tốt như thế còn có thể tụ lại một chỗ, đều nhờ công lao của Tần Trường Sinh. Nếu không phải vì ham muốn cá nhân thu nạp người có thiên phú khắp thiên hạ của ông ta thì rất có thể mấy người này sẽ không quen biết nhau. Như vậy cũng tốt, đúng lúc có thể giảm bớt rắc rối cho Lâm Thanh Diện, ở Dược Thần Cốc vẫn còn 38 viên khí hồn đan đang đợi bọn họ sử dụng. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện cảm nhận được cách nơi này 3 km, có tiếng bước chân đang gấp gáp chạy qua bên này. Xém tí nữa là mình bỏ quên bọn họ rồi. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, rồi ra hiệu mọi người đang ầm ĩ ngừng tay lại. Sao thế, Lâm Thanh Diện? Vương Kiếm hỏi. Mọi người tìm chỗ nào đó trốn trước đi, trên hòn đảo nhỏ này có mấy vị khách không mời mà tới. Lâm Thanh Diện khẽ nói. Mọi người vừa nghe anh nói vậy thì vẻ mặt bắt đầu căng thẳng. Lúc nãy chỉ có một Nguyễn Hùng đã làm nơi này rối tung lên rồi, giờ lại có thêm mấy vị khách không mời mà tới, nếu bọn họ cũng giống như Nguyễn Hùng thì mọi người phải làm thế nào? Tất nhiên Lâm Thanh Diện nhìn ra mọi người đang nghĩ gì, nên cười nói, không sao, trên đời này, chỉ có mấy người đạt được thực lực hóa cảnh đỉnh phong thôi, đây chỉ là mấy tên tép siêu, nên mọi người đừng để tâm, đợi bọn họ tới đây rồi, chúng ta sẽ tóm luôn một thể. Được rồi, mọi người cứ làm theo lời Lâm Thanh Diện tìm một chỗ nấp trước đi. Vương Kiếm nói, giờ, 7-8 người ngồi thuyền lớn tới đảo trước đó, đang đi về phía mộ Tần Vương. Mẹ kiếp, hại chúng ta đi lâu như thế. Đúng đó. Đây chỉ là một hòn đảo nhỏ hoang vu không có người ở, chết tiệt, ông Tây ở thành phố hưởng thụ vinh hoa phú quý không tốt à, tự nhiên đi tới nơi quỷ quái này. Mấy người nói nhỏ thôi, chẳng lẽ mấy người không nghe thấy tiếng nổ lúc nãy à? Có lẽ, lão đại đang ở đó. Người dẫn đầu vừa dứt lời thì mấy người này không dám nói gì nữa. Hóa ra, bọn họ vừa lên trên đảo nhỏ thì nhanh chóng mất phương hướng, đi lung tung như con ruồi mất đầu.
mà lúc nãy bọn họ cũng nghe thấy tiếng nổ vang dội do Nguyễn Hùng tự phát nổ gây ra, nên mới tới đây xem thử. Nhưng giờ bọn họ lại không biết bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng, mấy sư huynh đệ Lâm Thanh Diện và Trảm Tiên Minh đang lặng lẽ đợi bọn họ tới. Chương 1304, lần đầu tiên thực chiến. 7-8 người đàn ông người đầy sẹo đã đi tới trước mộ Tần Vương đã bị cát vàng nhấn chìm. Mấy người chắc chắn tiếng nổ lúc nãy phát ra từ nơi này. Một người trong đó hỏi. Tôi chắc chắn. Tên đại ca cầm đầu nói ông ta là cường giả hóa cảnh duy nhất trong mấy người này, nên không ai dám nghi ngờ lời nói của ông ta. Mấy người nói thử xem, liệu lão đại có ở đây không, có phải tiếng nổ lúc nãy là do lão đại gây ra không? Một người đàn ông có vẻ mặt gian xảo nói. Có lẽ là vậy, mọi người mau tìm thử xem, nếu không tìm thấy thì chúng ta quay về. Người cầm đầu nói. Rồi 7-8 người này bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm thấy lão đại của mình. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện nhảy ra từ trong bụi cỏ bên cạnh, lúc tới đây anh mặc bộ đồ vest mình vừa mới được đặt may, nhưng do lúc nãy chiến đấu nên trông hơi cũ kỹ, bên ngoài cũng dính đầy cát vàng. Mẹ kiếp, dọa ông đây giật cả mình, thằng danh này nhảy ra từ đâu vậy, mau tới đây cho tôi. Người đàn ông có khuôn mặt xấu xí nói với Lâm Thanh Diện, mấy người còn lại cùng nhìn anh. Ông đang nói chuyện với tôi. Lâm Thanh Diện bình tĩnh hỏi, rồi đi tới trước mặt bọn họ. Phí lời, tôi hỏi cậu, ở đây ngoài cậu ra, cậu còn nhìn thấy người nào khác không? Người đàn ông mỏ nhọn nói. Người nào khác, Lâm Thanh Diện cố ý trêu chọc cười nói, tất nhiên là có rồi. Cậu nhìn thấy à, vậy cậu mau nói cho chúng tôi biết người đó đang ở đâu, bằng không, ông đây sẽ giết cậu ngay. Đối phương cảnh cáo. Lâm Thanh Diện hờ hững nói, chẳng phải người khác mà tôi nhìn thấy là các ông à. Chúng tôi. Người đàn ông mỏ nhọn sửng sốt một lát rồi phản ứng lại ngay. Ông ta rút dao bầu ra ngay, chỉ về phía Lâm Thanh Diện mắng, thằng danh này, mày dám trêu tao, ông đây chém chết mày. Ngừng tay. Sắc mặt người cầm đầu thâm trầm, nhìn Lâm Thanh Diện nói, nếu cậu không nhìn thấy người nào khác vậy tôi hỏi cậu, cậu là ai, sao cậu lại tới hòn đảo nhỏ này? Lâm Thanh Diện nhếch miệng cười, ông vẫn chưa đủ tư cách để biết tôi là ai. Đúng là danh con ngông cuồng. Mẹ kiếp, ông đây chém chết mày. Người đàn ông mỏ nhọn hùng hổ, vung dao bầu lên ngay. Lần này, người đàn ông cầm đầu không ngăn cản nữa, đối với họ, giết người chỉ là chuyện thường tình như ăn cơm bữa. Hơn nữa, người đàn ông cầm đầu này không hề cảm nhận được linh khí trên người Lâm Thanh Diện, nên ông ta cho rằng, đối phương chỉ là một thằng nhóc ngu xuẩn không có tu vi. Nhưng ông ta đã bỏ qua một điều, nếu không cảm nhận được cảnh giới trên người đối phương thì sẽ có hai khả năng, một là đối phương hoàn toàn không có tu vi, hai là cảnh giới người đó cao hơn mình rất nhiều, nên mình không thể thăm dò được. Rõ ràng, Lâm Thanh Diện thuộc phía sau. Dao bầu vung thẳng xuống, mắt thấy sắp đánh trúng người Lâm Thanh Diện. Nhưng Lâm Thanh Diện lại khẽ cười, nhanh chóng ra tay, anh chỉ dùng hai đầu ngón tay búng nhẹ một cái, người đàn ông mỏ nhọn đó đã bay xa 10 mét, rồi phun máu, chết ngay tức khắc. Chỉ là một tông sư cảnh mà thôi, nên Lâm Thanh Diện dễ dàng bóp chết ông. Mấy người còn lại không khỏi lùi về sau mấy bước, một tu vi tông sư cảnh, mà lại bị người khác búng chết tại chỗ. Trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ khiếp sợ, ai cũng biết rằng, mình hoàn toàn không chịu nổi người đàn ông trước mặt, ngay cả người cầm đầu là cao thủ hóa cảnh cũng không dám tự tại như Lâm Thanh Diện. 3 giây sau, bọn họ vội co cẳng bỏ chạy. Lâm Thanh Diện mỉm cười đứng tại chỗ, anh đã sớm đoán được hành động này của đối phương rồi, nên chẳng muốn đuổi theo. Toàn bộ đệ tử trong Trảm Tiên Minh nhanh chóng nhảy ra từ bên cạnh bao vây tất cả bọn họ. Thấy nháy mắt đã xuất hiện nhiều người như vậy, hơn nữa ai cũng có tu vi siêu phàm. Trong đó Bạch Kiếm đã tới gần hóa cảnh đỉnh phong, Bạch Chỉ cũng tới hóa cảnh sơ kỳ, còn lại cũng có mấy người đạt được hóa cảnh, thấp nhất cũng là tông sư cảnh viên mãn. Lâm Thanh Diện chậm rãi đi tới bên này, khẽ hỏi, giờ đến lượt tôi hỏi các ông rồi. Nói đi, các ông là ai, tại sao lại tới hòn đảo nhỏ này, có quan hệ gì với Nguyễn Hùng? Anh liên tục chất vấn, làm đối phương sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Người cầm đầu vội lên tiếng, chúng tôi là người có tội, là Nguyễn Hùng, bảo chúng tôi tới đây, nói ông ta có thể giúp chúng tôi tăng thực lực. Người có tội. Đúng vậy. Người cầm đầu nói tiếp, thật ra chúng tôi đều là tù nhân, mấy vết sẹo trên người đều là vết thương do hồi trước ẩu đả với người khác gây ra, Nguyễn Hùng thấy thực lực chúng tôi không tầm thường, nên mới tập hợp tất cả, rồi thành lập tổ chức người có tội. Ha ha, người có tội cái quỷ gì, chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp. Lâm Thanh Diện tức giận nói, nếu là tù nhân thì chắc chắn lúc trước đã làm rất nhiều chuyện ác.
Nghe bọn họ nói, Nguyễn Hùng bảo họ tới hòn đảo này tìm mình, là vì muốn giúp cho tăng thực lực. Nghĩ tới mấy thùng đan dược cấp bậc hoàn mỹ kia, Lâm Thanh Diên chợt vỡ lẽ. Đan dược cấp bậc hoàn mỹ không có tác dụng với Nguyễn Hùng, nhưng lại rất có ích với mấy người này. Vậy thì mấy người này cũng tới đây vì đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Xin cậu tha cho chúng tôi chỉ đánh bậy đánh bạ tới đây thôi, không ngờ lại kinh động đến thần tiên, thật sự xin lỗi cậu. Người cầm đầu nói tiếp. Trong mắt đối phương, hành động lúc nãy của Lâm Thanh Diện thật sự không khác gì thần tiên. Tha cho các ông cảm thấy có thể à? Mấy ông là người ở thế giới này, mà lại nhận Nguyễn Hùng làm lão đại, nói ông là kẻ phản bội cũng chẳng có gì quá đáng. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, anh không định thả đối phương đi dễ dàng như thế. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mắt Lâm Thanh Diện, người cầm đầu đó run rẩy nói, cậu đừng giết chúng tôi có thể nói cho cậu biết một bí mật. Bí mật, Lâm Thanh Diện nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Đối phương gật đầu nói, không sai. Trước cây ếch tôi nói bí mật cho cậu biết, cậu có thể bảo đảm không giết chúng tôi không? Lâm Thanh Diện hừ lạnh, ông cảm thấy giờ ông có tư cách đàm phán với tôi à? Tôi. Dưới áp lực nặng nề của cường giả thần cảnh, đối phương đành phải cúi đầu, giờ thi thể của người đàn ông mỏ nhọn vẫn đang nằm gần đó, đối phương tin rằng, nếu Lâm Thanh Diện muốn giết mình, chắc chắn sẽ không hề do dự. Ông nói đi, nếu tôi hài lòng với bí mật này, thì tôi có thể bảo đảm không giết các ông. Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói. Người cầm đầu vội gật đầu nói, Nguyễn Hùng bảo chúng tôi tới hòn đảo nhỏ này, để tăng thực lực cho chúng tôi, nhưng thực chất là muốn chúng tôi làm giúp ông ta một chuyện. Chuyện gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Ông ta nói, ở nơi nào đó tồn tại một bí cảnh, nhưng vì tính đặc thù của bí cảnh không cho hồn phách của Nguyễn Hùng tiến vào, nên ông ta mới vừa ý với chúng tôi. Người đàn ông cầm đầu nói. Bí cảnh. Lâm Thanh Diện khẽ nhíu mày, anh biết trên mặt đất nước C tồn tại rất nhiều bí cảnh, anh cũng từng đặt chân đến đó rồi, đáy hồ trung tâm lúc trước là một trong số đó. Bí cảnh có tính phong ấn đặc thù, sự hạn chế tiến vào mỗi bí cảnh cũng sẽ khác nhau. Ông ta bảo các ông vào trong bí cảnh làm gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Nguyễn Hùng định tăng thực lực cho chúng tôi, rồi cho chúng tôi vào trong bí cảnh, để hái một quả ở trong đó. Quả. Đúng vậy, quả đó tên là Thánh Quả, ông ta nói ông ta từng nghe người khác nhắc đến. Nên bảo chúng tôi vào trong bí cảnh, để hái Thánh Quả cho ông ta. Lâm Thanh Diện ngẫm nghĩ, Nguyễn Hùng đã sống hơn 200 năm, nên chắc chắn ông ta sẽ hiểu biết nhiều hơn anh. Nếu ông ta dốc hết tâm tư để vào trong bí cảnh hái thánh quả đó, thì có thể tưởng tượng được chắc chắn thánh quả này không phải vật tầm thường. Bí cảnh ở đâu? Lâm Thanh Diện hỏi. Tôi cũng không biết, Nguyễn Hùng chỉ nói nó nằm ở hoang mạc phía tây bắc, nhưng ông ta có đưa bản đồ cho tôi. Nói xong, người đàn ông cầm đầu lấy bản đồ ra. Lâm Thanh Diện cầm lấy, rồi mở bản đồ ra xem, mặt trên cũng khá rõ ràng, bên cạnh viết rất nhiều chữ nhỏ, trông giống như mấy gợi ý. Lâm Thanh Diện cất bản đồ, định lát nữa sẽ nghiên cứu kỹ càng. Tôi đã nói hết những chuyện tôi biết cho cậu rồi, cậu có thể thả chúng tôi đi không? Người đàn ông đáng thương nói với Lâm Thanh Diện. Dù ông ta là cường giả hóa cảnh có thể làm mưa làm gió ở bên ngoài, nhưng trước mặt Lâm Thanh Diện ông ta chỉ có thể vẫy đuôi cầu xin. Đây chính là thực lực. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói, bí mật mà ông nói cũng không tệ, tôi có thể không giết ông. Vậy thì tốt. Người đàn ông vội cúi người nói, rồi nói với mấy người phía sau, chúng ta mau đi thôi. Nhưng bọn họ mới đi được hai bước, Lâm Thanh Diện đã liếc mắt ra hiệu, toàn bộ người trong Trảm Tiên Minh liền chặn đường bọn họ. Vậy, là sao? Người đàn ông khó hiểu quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhún vai nói, tôi chỉ nói không giết các ông, chứ không nói không dạy các ông một bài học, ông yên tâm, lần này tôi hứa không nhúng tay vào. Đây là buổi thực chiến đầu tiên từ khi Trảm Tiên Minh thành lập, mấy ngày nay các sư huynh đệ của Lâm Thanh Diện đã chịu rất nhiều uất ức dưới tay Nguyễn Hùng, nên đã sớm tìm được cơ hội để phát tiết nỗi oán hận trong lòng. Trảm Tiên Minh đối đầu với người có tội, 5 phút sau thắng bại đã rõ, ngoài người đàn ông thực lực hóa cảnh có thể miễn cưỡng quỳ một chân thì mấy người khác đều nằm la liệt dưới đất. Tất cả cút hết cho tôi, sau này không được tới hòn đảo này nữa, nghe rõ chưa? Lâm Thanh Diện lạnh lùng quát, bọn họ vội dìu dắt nhau rời khỏi đây, rất sợ phía sau lại xảy ra biến cố gì. Chương 1305, háo hức muốn thử. Đợi cho những người này rời khỏi, Lâm Thanh Diện cùng các đệ tử của Trảm Tiên Minh nhìn nhau cười. Đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Vương Kiếm trầm giọng nói. Mọi người cũng gật đầu, những người vừa rồi chịu tội, bị đánh cho mập mình, trên người đang bị thương tuy rằng hiện tại mặt mày phấn khởi, nhưng điều cần kíp bây giờ là được nghỉ ngơi gấp.
Đợi đã. Lúc này, Lâm Thanh Diện gọi đám người Trảm Thiên Minh. Dù thế nào đi nữa thì việc chúng ta được gặp nhau ở đây ít nhiều gì cũng nhờ Tần Trường Sinh, có câu một ngày làm thầy cả đời làm cha, tuy rằng Tần Trường Sinh hung ác, xảo quyệt và giáp tâm hại người, nhưng phần lớn võ công của chúng ta thực ra đều là do ông ta truyền thụ. Mọi người nghe xong gật đầu. Trên hòn đảo nhỏ giữa biển cả mênh mông, Lâm Thanh Diện đứng hàng đầu, đoàn người đầu tiên là cúi đầu trước vị trí lăng mộ của vua Tần, sau đó lại phun nước bọt về một nơi nào đó, rồi cười quay về nơi ở. Trở lại nơi quen thuộc, mọi người liền quay về phòng mình nghỉ ngơi. 5 tiếng trôi qua, thời gian đã là buổi tối, Lâm Thanh Diện cảm thấy có lẽ mọi người cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi liền triệu tập toàn bộ đệ tử của Trảm Thiên Minh lại. Vương Kiếm được Bạch Chỉ nâng đỡ đi tới, cả hai đều trông có vẻ hơi ngại ngùng, quả nhiên, để cho một nam một nữ ở chung một phòng là cách bồi đắp tình cảm nhanh nhất. Điều này khiến Giang Tiểu Nhu cảm thấy ghen tị nên đã kéo Lâm Thanh Diện, muốn Lâm Thanh Diện lát nữa vào phòng của mình một lúc để vun đắp tình cảm. Lâm Thanh Diện đen mặt, những cô gái mà mình tình cờ gặp sao lại phóng khoáng như vậy chứ? Mọi người đều đến đông đủ, Lâm Thanh Diện vỗ vỗ tay. Một lúc sau, vài sư đệ của Trảm Thiên Minh sư bước ra, mỗi người cầm trên tay một vài đĩa thức ăn thơm ngon. Mấy ngày nay mọi người chịu khổ rồi nên đặc biệt chuẩn bị cho tất cả một số món ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói. Lâm Thanh Diện cười nói. Hoa, wow, không ngờ anh còn có thể nấu ăn nữa, Giang Tiểu Nhu khen, Lâm Thanh Diện, thật không hổ là bạn trai em, một người bạn trai tràn trề năng lực. Lâm Thanh Diện rất sợ này lại bô lô ba la những lời vô nghĩa nên trực tiếp cầm lấy một cái chân gà nhét vào trong miệng cô ta. Những món ngon trên bàn khiến chúng đệ tử thèm nhỏ dãi ròng ròng, những người đã nhịn đói suốt mấy ngày như bọn họ lập tức quét sạch số thức ăn ngon lành trên bàn rồi nhao nhao khen tay nghề của Lâm Thanh Diện rất được. Ăn uống no say rồi thì tôi cũng nên bàn chính sự với mọi người. Lâm Thanh Diện nói với mọi người. Anh tự mình giao bức thư cho Vân Sơn Tú Nương, nhưng vì Nguyễn Hùng nên họ không kịp mang thư đến cho đám Vương Kiếm. Bởi vậy, vẫn phải đích thân nói rõ ràng với bọn họ. Lâm Thanh Diện, có chuyện gì, anh cứ nói thẳng đi, Trảm Thiên Minh chúng tôi đều nghe lời anh. Vương Kiếm đã đi đầu trong việc thể hiện lập trường của mình, và bản thân anh cũng biết rằng tuy là đại sư huynh nhưng về thực lực và năng lực thì Lâm Thanh Diện đều hơn anh nhiều. Lâm Thanh Diện gật đầu cũng không khiêm tốn nữa, ánh mắt sắc bén, trực tiếp nói, thế giới của chúng ta sẽ sớm nghênh đón một kiếp đại nạn. Sau đó, Lâm Thanh Diện đã kể cho đám Vương Kiếm biết toàn bộ chuyện tàn hồn của Tiểu Nguyệt thoát đi cùng với Linh Nguyên trong khu rừng mù sương. Bọn họ nghe được thì trợn mắt há hốc mồm, không ngờ trong khi bọn họ đang tu luyện trên hòn đảo yên bình này thì Lâm Thanh Diện lại trải qua những hung hiểm như vậy ở bên ngoài. Chỉ nghe Lâm Thanh Diện bình tĩnh kể lại nhưng những người này đều có thể cảm nhận được nguy hiểm trùng trùng trong đó. Hồi tưởng về những thứ trong lăng mộ của vua Tần trước đây, Nguyễn Hùng từng cảm nhận được rằng tàn hồn của Tiểu Nguyệt đã được người của Thương Nguyên giới đón trở về, những người này lại càng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lâm Thanh Diện, Vương Kiếm kiên quyết nói, không ngờ trong khoảng thời gian này cậu lại trải qua nhiều chuyện như vậy ở bên ngoài, thời điểm Trảm Thiên Minh của chúng ta được thành lập đã xem chiến đấu chống lại Thương Nguyên giới là trách nhiệm của mình, hiện tại chính là lúc cần đến chúng ta, chỉ cần một câu nói của cậu chúng tôi sẽ là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của cậu. Đúng, Lâm Thanh Diện sư huynh cần chúng tôi làm gì cứ việc nói đi. Đúng vậy, Thương Nguyên giới thật đáng ghét, chúng ta nhất định không được để nguồn linh khí cuối cùng trên trái đất bị bọn họ cướp đi. Mọi người đều tỏ thái độ. Lâm Thanh Diện rất hài lòng, xem ra quyết định của anh là vô cùng đúng đắn, những người anh em này quả thực là những người đồng đội thân thiết có thể cùng anh gánh vác trọng trách nặng nề, trở thành chiến hữu cùng anh chống lại Thương Nguyên giới. Có những lời này của mọi người, tôi rất yên tâm. Lâm Thanh Diện nghiêm nghị nói, chỉ là, với thực lực hiện tại của mọi người, nếu đối đầu với Thương Nguyên giới chỉ sợ là vẫn còn có chỗ không ổn. Nghe xong, tất cả mọi người đều im lặng một hồi, quả nhiên so với cường giả ở Thương Nguyên giới, ngoại trừ Vương Kiếm đủ sức đấu một trận thì những người còn lại e rằng chỉ là bia đỡ đạn khi chiến đấu với Thương Nguyên giới. Thấy mọi người có chút ủ rũ, Lâm Thanh Diện nói tiếp nhưng không thành vấn đề, tôi đã chuẩn bị một viên linh dược có thể nâng cao thực lực của mọi người ở Dược Thần Cốc là một nơi ngập tràn linh khí, không ở đâu tốt hơn ở đó để mọi người tăng tu vi đâu. Ý của cậu là muốn để chúng tôi đến Dược Thần Cốc? Bạch Chỉ hỏi. Đúng vậy. Lâm Thanh Diện gật đầu, trong lòng anh biết rất rõ trận chiến cuối cùng với Thương Nguyên giới nhất định sẽ diễn ra ở Dược Thần Cốc.
Nghe được những gì Lâm Thanh Diện nói, những đệ tử trẻ tuổi của Trảm Thiên Minh đều nóng lòng muốn thử, họ đã ở trên hòn đảo này quá lâu, và từ lâu đã muốn ra ngoài để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, cho dù phải đối đầu với Thương Nguyên giới thì sao chứ, có thể cống hiến cho thế giới này chính là lý tưởng của bọn họ. Vương Kiếm, Bạch Chỉ, nếu mọi người có thể sử dụng được linh khí ngập tràn trong dược thần cốc thì chính là chuyện tốt đẹp nhất, lát nữa tôi sẽ truyền hấp linh thuật cho các người, đợi sau khi mọi người uống khí hồn đan vào và đạt tới thực lực hóa cảnh đỉnh phong thì có thể lập tức sử dụng hấp linh thuật nhắc lại còn nâng cao thực lực nữa, nhưng nhớ lấy, nhất định phải đợi đến hóa cảnh đỉnh phong mới có thể sử dụng. Các đệ tử còn lại cũng như thế, Lâm Thanh Diện nói. Những người này đều gật đầu, đây là một món quà tuyệt vời mà Lâm Thanh Diện tặng cho bọn họ có thể nhanh chóng cải thiện sức mạnh, chuyện như vậy, ai không muốn chứ? Được rồi. Lâm Thanh Diện, nghe anh nói thì thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, chúng ta cùng nhau đến Dược Thần Cốc đi. Giang Tiểu Nhu sốt ruột nói. Không sao, mấy ngày nữa vết thương của mọi người đỡ nhiều rồi xuất phát cũng được, tôi còn có những việc khác phải làm. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Sao cơ, ý của anh là chúng tôi tự đi chứ không đi cùng cậu à? Giang Tiểu Nhu thắc mắc. Đúng vậy. Lúc chiều nấu ăn cho mọi người, có thời gian nên tôi đã xem bản đồ mà người đó đưa cho tôi muốn đi xem bí cảnh ấy. Lâm Thanh Diện nói. Anh muốn khám phá bí cảnh. Mọi người nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, bản đồ này khá chi tiết, có vẻ như lúc trước Nguyễn Hùng đã chuẩn bị đầy đủ, trên bản đồ nói, bí cảnh ở hoang mạc phía Tây Bắc mỗi 10 năm một lần chỉ có một cơ hội để tiến vào mà năm nay chính là cơ hội đó, hơn nữa căn cứ vào dòng chữ nhỏ trên địa đồ thì chỉ còn 7 ngày nữa là đường nối truyền tống của bí cảnh sẽ mở ra, nếu bỏ lỡ lần này, sẽ phải đợi thêm 10 năm nữa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Kiếm lặng lẽ gật đầu, chẳng trách Nguyễn Hùng nóng lòng gọi đám người chịu tội đến đảo để nâng cao thực lực, hóa ra là vì năm nay tiến vào bí cảnh. Nhưng, theo như lời cậu nói, cơ hội vào bí cảnh 10 năm mới có một lần thì sau khi vào rồi liệu có ra được không? Hay phải đợi 10 năm nữa? Bạch Chỉ có chút lo lắng hỏi. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói, ở trên có ghi chép rằng một khi bí cảnh được mở ra, nội trong 3 ngày đều có thể ra vào. Nếu trong 3 ngày không ra được thì sao? Giang Tiểu Nhu hỏi. Lâm Thanh Diện nhíu mày, nhẹ giọng nói, chuyện này bên trên không có ghi chép. Mọi người đều im lặng, bọn họ đều hiểu đó là ý gì. Yên tâm, hiện tại tôi đã vào đến thần cảnh sơ kỳ, muốn đối phó với tôi cũng không dễ dàng gì, mọi người hãy dốc lòng tu hành ở Dược Thần Cốc đi, tôi và mọi người chắc chắn sẽ tụ họp lại mà. Lâm Thanh Diện nói lớn, Lâm Thanh Diện rất là tò mò về thánh quả đã khiến Nguyễn Hùng thèm khát trong bí cảnh. Chương 1306, Sa mạc lớn Tây Bắc. Nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, những người còn lại cũng không nói thêm gì nữa, bọn họ biết Lâm Thanh Diện đã quyết định thì cơ bản là không ai có thể ngăn cản được. Lâm Thanh Diện, cậu tính khi nào hành động? Vương Kiếm hỏi. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Mọi người vừa nghe được trên mặt họ lập tức hiện lên vẻ âu lo và hụt hẫng. Sư huynh tôi vừa mới gặp mặt còn chưa kịp tâm sự phiếm chuyện, Lâm Thanh Diện lại liền quyết định khởi hành. Sau này thời gian còn dài, đợi sau khi thoát ra khỏi bí cảnh, chúng ta sẽ hẹn họp mặt tại Dược Thần Cốc. Lâm Thanh Diện lớn tiếng cao giọng nói. Anh cũng muốn dừng bước nghỉ chân để thả hồn với phong cảnh tuyệt đẹp đang hiện hữu xung quanh mình, nhưng với trọng trách đã đảm nhiệm của mình, anh không thể không cố gắng hết khả năng của mình vì an toàn của thế giới này. Mọi người cùng Lâm Thanh Diện đi đến bờ biển, chiếc cano vẫn đang đậu bên bờ biển. Tiên chân ngàn dặm cũng phải chia tay, Lâm Thanh Diện, cậu phải cẩn thận, Vương Kiếm nói. Lâm Thanh Diện gật đầu đáp, đơn dược cấp bậc hoàn mỹ mà Tân Trường Sinh để lại, lúc chiều tôi đã kiểm tra lại rồi, những viên nào có thể luyện lại để sử dụng thì tôi cũng đã lựa ra rồi, nhưng phải lưu ý, đơn dược chỉ là hỗ trợ ngoại lực, quan trọng vẫn là tự luyện tập nâng cao thực lực của mình. Chúng tôi biết rồi, Vương Kiếm nói. Lâm Thanh Diện, sau khi anh đến bí cảnh sau, nhớ phải chú ý an toàn, hay là để em đi với anh đi, Giang Tiểu Nhu tiến lên nói. Đừng, một mình tôi đi là được rồi. Lâm Thanh Diện vừa cười vừa nói, lên đường cùng với cô, đặc biệt là cô gái xinh đẹp như cô, không ai có thể chắc chắn rằng trên đường đi không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nào. Hiện tại, thời gian cấp bách, Lâm Thanh Diện không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vì những trục trặc ngoài ý muốn trên đường đi. Nhưng một mình anh trên đường cũng không có ai để tiếp ứng, vậy sao được? Giang Tiểu Nhu nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười, anh lấy tấm hình từ trong lòng ra, đây là tấm hình mà trước đây khi đi đến Dược Thần Cốc Hứa Bích Hoài đã đưa cho anh vẫn luôn giữ nó bên mình. Có họ cùng với tôi là được rồi. Lâm Thanh Diện bình thản nói, trong hình là Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc với nụ cười rất tươi và ấm áp.
Nhìn thấy hai người trong hình, Giang Tiểu Nhu bĩu môi, trong lòng cô không khỏi ghen tị. Được rồi mọi người, cũng không còn sớm nữa, mọi người mau quay về đi, Lâm Thanh Diện đi đây. Nói xong, Lâm Thanh Diện nhảy lên chiếc cano, trong tích tắc tiếng motor của chiếc cano nổ vang trên mặt biển. Những người còn lại của Trảm Tiên Minh đứng bên bờ biển vẫy tay chào Lâm Thanh Diện, cho đến khi anh khuất bóng, trên mặt biển chỉ còn lại màu trắng xóa của sóng biển, hoang mạc Tây Bắc, đây là nơi nóng nhất của nước C. Người bình thường khi đến nơi này, đều rất khó để có thể thích ứng với hoàn cảnh ở đây, đặc biệt là với cả một mảng sa mạc rộng lớn như vậy, nếu như người lần đầu đến đây không có chút kinh nghiệm e là không cần đến một ngày thì đã bị lạc đường rồi. Giờ phút này, ở trên Đại Mạc có một đại đội lạc đà đang du hành. Ngồi trên con lạc đà dẫn đầu là một người thanh niên này trên đầu đội chiếc nón phòng tránh cắt rất lớn, trên người mặc bộ đồ lao động, đôi giày hiệu Dr. Martin dưới chân được gói lại bằng vải để tránh cắt bay vào. Trên lưng con lạc đà đi theo sau là một người già tâm khoảng trên dưới 60, với nếp nhăn trên mặt có thể cho thấy ông ta là người dân đường dày dạn kinh nghiệm ở sa mạc rộng lớn này. Trên lưng những con lạc đà phía sau còn lại chủ yếu là mang vác những thứ đồ nhu yếu phẩm. Làn da của người thanh niên dưới ánh mặt trời càng hiện rõ màu đồng cổ rám nắng, đôi mắt sáng ngời linh hoạt có thể nhìn ra được anh ta là người đàn ông có ý chí kiên định. Cậu chủ Lâm, qua khỏi ngọn núi trước mặt là đến nơi cậu chỉ định rồi, ông già lên tiếng nói. Lâm Thanh Diện đeo kính râm nhìn về phía trước, lúc này, ánh hoàng hôn chiều tà rọi lên đỉnh núi Hàn, khiến cho ngọn núi trước mặt trông có vẻ gần hơn, nhưng trên thực tế thì khoảng cách còn khoảng một tiếng đồng hồ đường đi nữa. Chú Mã, tính ra thì tôi đến đây cũng đã 3 ngày rồi, thêm 2 ngày từ đảo nhỏ trên biển vào đây nữa, tổng cộng là 5 ngày, sa mạc này rộng lớn thật với lại nhìn rất hoành tráng. Lâm Thanh Diện cảm thán nói. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, Lâm Thanh Diện nhìn cảnh sắc tráng lệ trước mặt, bất giác anh nhớ ra được đoạn thơ miêu tả thích hợp với cảnh tượng này. Đại Mạc tuy hoành tráng, nhưng trong đó cũng vô vàn những nguy hiểm ẩn giấu, chú Mã trầm giọng nói. Trong lòng Lâm Thanh Diện biết rõ, sa mạc nhìn có vẻ bình yên này, thực tế bên trong có ẩn chứa mỗi nguy hiểm chết người. Chỉ cần một trận bão cát thôi cũng đủ để thay đổi diện mạo của cả khu vực này, một khi đã lạc đường ở đây, vậy thì cái đợi chờ mình trước mặt chỉ có cái chết. Chú Mã, thật không ngờ rằng ở Đại Tây Bắc này cũng có thể gặp được người phụ trách tốt như vậy. Sao chú lại ở đây, ở thành phố có nhiều chỗ tốt như vậy, chẳng lẽ chú không thích sao? Lâm Thanh Diện bất chợt nổi hứng lên hỏi. Anh trên đường từ đảo nhỏ đến Tây Bắc đã gọi điện thoại báo bình an cho ba. Kết quả vừa mới đến địa giới của Tây Bắc, chú Mã đã chủ động đến gặp Lâm Thanh Diện. Nghe nói Lâm Thanh Diện muốn đi Đại Mạc, chú Mã chủ động xin ứng, muốn dẫn đường hướng đạo cho Lâm Thanh Diện, hơn nữa chỉ với thời gian nửa ngày, ông cũng chuẩn bị đủ vật phẩm thiết yếu cần thiết cho hành trình, đồng thời cũng chuẩn bị đủ một đại đội lạc đà để làm phương tiện di chuyển. Chú Mã châm một điếu thuốc, bất giác khóe môi ông nở nụ cười, con người khi đã có tuổi rồi, điều họ theo đuổi sẽ quay về thực tế hơn. Với những thứ ở trong thành phố thú vui nào tôi cũng thử qua rồi, khu sa mạc rộng lớn này mới là nơi để tôi thực hiện ước mơ của mình, vì vậy nên tôi xin phép ông chủ rồi sau đó đến Tây Bắc. Lâm Thanh Diện tỏ vẻ hiểu ý, chú Mã cũng như anh tuy rằng thân sống bao nhiêu năm bôn ba bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về hai mẹ con Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc. Trong lúc trò chuyện, ánh chiều tàn dần, nhiệt độ ban đêm ở sa mạc hạ xuống rất nhanh. Nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 450 độ, nhưng khi màn đêm buông xuống, gió lạnh rét như muốn khiến cho xương người rét đến nát vụn. Lúc này, Lâm Thanh Diện và chú Mã đã đến dưới chân núi ngọn núi sau cùng, màn đêm lên cao, bầu trời ban đêm ở sa mạc đầy sao, đây là thứ mà ở thành phố không bao giờ nhìn thấy được. Cậu chủ, ban đêm vượt núi có chút nguy hiểm, với lại sắc trời đã tối, hay là chúng ta lập trạm nghỉ lại một đêm ở dưới chân núi này, mai sẽ xuất phát vượt thẳng qua đỉnh núi, ý cậu thế nào, chú Mã nói. Theo ý chú vậy, Lâm Thanh Diện đồng ý nói. Sau khi sắp xếp lạc đà an toàn, hai người họ nhanh chóng dựng lều. Một bình rượu nóng với nồng độ cao, một tụ lửa trại, Lâm Thanh Diện đứng bên ngoài lều trại mà nhìn về phía chân trời xa xăm. Thương nguyên giới, rốt cuộc thì đó là một nơi như thế nào? Lâm Thanh Diện nhấp môi rượu nóng, độ nóng của rượu nồng độ cao như đốt cháy cổ họng rồi từ từ chảy xuống vùng bụng. Đã thật! Lâm Thanh Diện hùng hào ném bình rượu, sau đó đứng dậy. Thì cũng chỉ là thương nguyên giới thôi mà, đàn ông chân đạp đất đầu đội trời, nếu không làm được chuyện lớn oanh oanh liệt liệt vậy khác chỉ hoang phí cả kiếp người. Chú Mã nhìn Lâm Thanh Diện đang hào hùng bên cạnh, mặt ông nở nụ cười mỉm mãn nguyện.
Ngay từ khi Lâm Thanh Diện chưa đến, ông đã nghe phong phanh thông tin trời sinh bất phàm của cậu chủ này rồi, hôm nay tận mắt nhìn thấy, thật quả như lời đồn. Lúc lâu sau, chú Mã đi vào bên trong lều, rồi lớn tiếng hét ra bên ngoài, cậu chủ, bên ngoài lạnh lắm, vào nghỉ sớm đi. Dạ tôi biết rồi, chú Mã, chú ngủ trước đi. Lâm Thanh Diện đáp lại. Lửa trại dần dần tắt mấy ngày liên tục đi đường khiến cho Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, để ngày mai có thể thuận lợi vào được bí cảnh, anh đành lựa chọn vào lều nghỉ sớm để dưỡng sức. Xung quanh yên ẳng tĩnh mịch, vào khoảng lúc nửa đêm, bất ngờ Lâm Thanh Diện mở mắt. Có người! Trong lòng anh xuất hiện tò mò, thần niệm vừa động anh cảm nhận chắc chắn ở cách mình không xa có tiếng bước chân đang hướng về chỗ mình. Lâm Thanh Diện đi đến lều của chú Mã. Vừa định gọi chú dậy thì cũng đúng lúc cửa lầu được mở ra. Chú Mã tuy khoác bộ áo bông rất dày và nặng, nhưng với kinh nghiệm phong phú, hơn nữa hiện tại đang ở giữa sa mạc lớn, ông bắt buộc phải chú ý cảnh giác cao độ. Cậu chủ! Xuyệt đừng lên tiếng, hình như đang đi về hướng chúng ta. Lâm Thanh Diện nhỏ giọng nói, anh kéo chú Mã ra ngoài, hai người chạy đến trốn ở chỗ cách lều không xa. Ước chừng khoảng 5 phút sau, ở nơi xa xa, xuất hiện bóng dáng của hai người này cưỡi trên hai con lạc đà, nhìn có vẻ như họ đang rất mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy lều của nhóm Lâm Thanh Diện ở cách đó không xa, họ rất hưng phấn và nhảy xuống lạc đà. Anh xem, ở đây có người. Chúng ta được cứu rồi. Cô gái vui mừng lên tiếng. Người thanh niên đi theo sau cô cũng kích động không kém, trời ạ, trời không phụ lòng mình, em gái, em khoan vội, chúng ta đến mời người trong lều ra trước đã, xin họ cho chúng ta chút gì để ăn trước. Cô gái với ánh mắt sắc bén đáp, không cần phải mời, chúng ta trực tiếp sở lều luôn, người bên trong sẽ tự động đi ra thôi. Chương 1307, không biết tốt xấu. Được rồi. Làm như em nói đi, lạc trong sa mạc lâu quá, anh sắp chết đói rồi. Nói rồi, người đàn ông rút con dao Tây Tạng ở thắt lưng ra, đâm thẳng vào lều, muốn cắt nó đi. Cô gái nhỏ bên cạnh cũng hét lớn, bên trong có ai đang thở không? Mau ra đây, rượu ngon, đồ ăn ngon lấy hết cho tôi. Này, mấy người làm gì đấy? Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện từ một bên đi tới, ánh mắt lạnh lùng, chú Mã đi theo bên cạnh anh. Mẹ nó, tự nhiên có người xuất hiện dọa chết người ta, người thanh niên cầm dao nói với Lâm Thanh Diện. Cô gái thấy mấy người Lâm Thanh Diện xong thì cũng bước tới. Lô này của hai người hả? Đúng thế. Lâm Thanh Diện bình tĩnh đáp. Vậy thì tốt, chúng tôi đỡ phải gọi, có đồ ăn gì thì lấy ra đây đi, cô gái nói không chút kiêng dè. Hai người, có phải lạc đường rồi không? Chú Mã chợt hỏi. Đúng vậy, chúng tôi nào biết sa mạc này lại rộng đến thế, chẳng bao lâu đã lạc đường. Nếu không phải thấy ở đây có khói bốc lên thì chắc chúng tôi đã không tìm được, người thanh niên nói. Nhìn những làn khói bốc lên từ đống lửa đã tắt trên đất, Lâm Thanh Diện hiểu tại sao đối phương lại tìm được tới đây. Bảo hai người lấy đồ ăn ra, không nghe thấy à? Cô gái hơi sốt ruột. Lâm Thanh Diện lập tức phản cảm với hai người này, rõ ràng là cầu xin người khác mà lại làm ra vẻ anh thiếu nợ họ. Nhưng chú Mã lại tốt bụng, có đồ ăn, để tôi lấy cho hai người, trên sa mạc nên giúp đỡ nhau mới phải. Nói xong ông xoay người đi về phía lều. Thế còn được, tốt nhất ông nên nhanh một chút, đừng để chúng tôi đợi lâu, người thanh niên cũng nói. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện giơ một tay chặn được chú Mã. Thiếu chủ, đồ của chúng ta tại sao phải cho bọn họ ăn? Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Chú Mã thấy thế thì không nói gì nữa, ông vốn tốt bụng định lấy đồ ăn và nước uống ra, nhưng nhìn tính cách hai người này, dường như không cảm kích chút nào. Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, đôi nam nữ lập tức nhảy dựng lên. Thằng nhóc thối tha, nói gì đấy? Chúng tôi ăn đồ của anh là nể mặt anh lắm rồi, anh có tin tôi cướp đồ của anh không? Cả hai người nói người phụ họa, người đàn ông rút con dao Tây Tạng ra còn cô gái thì rút dao găm. Tôi không đưa đồ ăn thì các người cũng không cướp được, Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói, không hề để đối phương vào mắt. Phắc em, đừng khách sáo với cậu ta, một già một trẻ ở đây không biết để làm gì. Nơi này vốn là hoang mạc, giết cậu ta, toàn bộ hành lý của họ đều là của chúng ta, người thanh niên nói. Anh nói đúng, nơi này hẳn là cách nơi chúng ta muốn đến không còn xa nữa. Một già một trẻ này nhìn cũng thấy không phải người tốt, chúng ta giết anh ta rồi cướp đồ đi. Sau đó cả hai lao thẳng về phía Lâm Thanh Diện. Thiếu chủ cẩn thận, chú Mã căng thẳng nói. Mặc dù ông đã được nghe thân thủ của cậu chủ nhà họ Lâm rất lợi hại, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Lâm Thanh Diện nhếch môi cười nhẹ, chẳng hề quan tâm đến công kích của hai người kia.
Một nhát dao này chém xuống, Lâm Thanh Diện dùng tay bắt lấy, sau đó, rắc một tiếng, con dao Tây Tạng tinh xảo gãy làm đôi. Thằng nhóc cậu lợi hại đấy. Nam thanh niên nói, Lâm Thanh Diện không cho đối phương cơ hội thở đã đá một phát. Hai tay nam thanh niên ôm ngực muốn đỡ lại cú đá của Lâm Thanh Diện, nhưng cú đá của anh mang theo huyền kình nên mạnh hơn người thường rất nhiều. Người thanh niên lùi lại phía sau, vừa khéo va vào cô gái đang định tiến lên. Cô gái thấy thế thì vội đưa hai tay ra dốc hết sức chặn sau lưng nam thanh niên. Cho dù là vậy, cả hai cũng trượt trên bãi cát vàng vài mét mới dừng lại được. Chú Mã ở bên cạnh hết sức sửng sốt, thân thủ này chẳng phải chỉ xuất hiện trong phim võ hiệp thôi sao? Quả nhiên cậu chủ nhà họ Lâm lợi hại. Cậu là ai? Nam thanh niên hỏi, trong mắt ánh lên lửa giận. Lâm Thanh Diện nở nụ cười lạnh, hai người luôn kiêu ngạo vậy sao? Chúng tôi kiêu ngạo đấy, thì sao? Cô gái đã chịu thiệt nên không chịu yếu thế nói lại. Lâm Thanh Diện lắc đầu, ra lệnh đuổi khách các người đi đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Đi, đây đâu phải nhà anh, tại sao bắt chúng tôi đi? Cô gái nói. Bây giờ đã là đêm khuya lạnh giá, nếu họ rời khỏi đây thì chỉ có cái chết chào đón họ. Dựa vào việc thực lực của tôi mạnh hơn cô. Nói xong Lâm Thanh Diện cử động cổ tay, huyền kính phóng ra, một con dao dài màu vàng xuất hiện. Chú Mã hoàn toàn hóa đá. Nếu những cú đấm và đá vừa nãy của Lâm Thanh Diện đã khiến chú Mã bị sốc thì bây giờ tự nhiên một vũ khí xuất hiện, cho dù trước kia ở quan lĩnh ông cũng chưa được thấy bao giờ. Ông không ngờ sau khi thấy Lâm Thanh Diện hóa ra một con dao dài mà đôi nam nữ trước mặt lại không có vẻ gì là sợ hãi. Hóa ra cậu cũng là một người tu hành, thật tình cờ, tôi cũng vậy. Vừa nói người đàn ông vừa lắc cổ tay, một con dao dài xuất hiện nhưng so với Lâm Thanh Diện thì hơi thở của con dao hẳn hóa hiện ra yếu hơn nhiều. Lâm Thanh Diện khế cau mày, có thể thấy người đàn ông này đã đạt đến hóa cảnh. Nhưng người thuộc hóa cảnh trong mắt Lâm Thanh Diện cũng chẳng là gì cả. Đúng lúc này, cô gái bên cạnh cũng thay đổi hơi thở, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm sắc bén. Điều này khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy thú vị, tuổi tác hai người này không lớn nhưng đã bước chân vào hóa cảnh, cao thủ ẩn mình trong nhân gian, thiên phú này dù ở Trảm Tiên Minh cũng được coi là hàng đầu. Bây giờ anh còn cho rằng thực lực của mình mạnh hơn chúng tôi không? Cô gái lạnh lùng nói. Lâm Thanh Diện vẫn im lặng, xem ra không cho đối phương biết một chút thì họ Vân không biết trời cao đất dày. Ra tay đi, hai người có thể kiên trì được 10 giây thì coi như tôi thua, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Thằng nhóc thật ngông cuồng, em họ chúng ta cho cậu ta biết tay đi. Nói rồi cả hai cùng nhau nhảy lên. Lâm Thanh Diện không quan tâm chỉ nhướng mắt lên, nhưng sau đó anh lại cảm thấy hai người này hơi kỳ quái. Đao kiếm giao nhau giữa không trung, ngay sau đó hơi thở trên người đôi nam nữ dung hợp lại với nhau. Chuyện gì thế này, sao mình lại cảm thấy thực lực của hai người họ trở nên mạnh hơn rồi? Lâm Thanh Diện dùng mình, nhưng 7321 thôi, sau khi trồi lên từ mặt đất thì một con dao dài chém tới. Keng! Dao dài va chạm với vũ khí trên tay đối phương, cả ba người cùng nhau rơi khỏi không trung. Đòn tấn công này của Lâm Thanh Diện không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho đối phương. Mà đôi nam nữ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt nghỉ hoặc. Hai người dùng thủ đoạn gì? Lâm Thanh Diện lạnh giọng hỏi. Sao, sợ rồi chứ? Nói cho cậu biết, từ nhỏ tôi và em họ đã tâm đầu ý hợp cùng nhau tu luyện bí thuật gia truyền, có thể dung hợp thực lực của hai người, nâng cao cảnh giới, nam thanh niên nói với vẻ tự hào. Anh họ, anh nói với anh ta những điều này làm gì? Vừa nhìn là biết anh ta là kẻ nghèo không có phụ nữ nào yêu, cô gái khinh thường nói. Lâm Thanh Diện cũng không thèm tranh luận với bọn họ, anh chỉ cảm thấy bí thuật mà đối phương tu hành khá tốt, nhưng với người đã đạt đến thần cảnh là anh mà nói, cho dù hai người cùng xông lên cũng chẳng là gì. Cậu nhóc, thực lực của cậu khá lắm, hay là hợp tác cùng chúng tôi, chỉ cần cậu giúp chúng tôi một việc tôi sẽ thả cậu đi, người đàn ông chĩa dao vào Lâm Thanh Diện. Thứ không biết sống chết. Lâm Thanh Diện khẽ thở dài, thân niệm khẽ động, kiếm Trảm Tiên chậm rãi xuất hiện. Vừa nãy tôi chỉ chơi đùa với hai người thôi, bây giờ đến lúc làm thật rồi, Lâm Thanh Diện lạnh lùng bảo. Anh họ, kiếm của tên này cảm giác mạnh lắm đấy. Cô gái ngạc nhiên nói. Mặc kệ cậu ta, em muốn thì cứ việc cướp. Nam thanh niên lớn tiếng nói. Khóe miệng Lâm Thanh Diện nhếch lên, chỉ dựa vào các người mà cũng dám có ý đồ với kiếm Trảm Tiên của tôi. Đột nhiên Lâm Thanh Diện bùng lên một luồng khí mạnh mẽ. Lần này anh đã quyết định nghiêm khắc dạy dỗ đối phương. Đúng lúc này, mây đen trên bầu trời nhanh chóng tụ lại.
Chú Mã ở bên cạnh ngước mắt nhìn lên rồi hô to, không hay rồi, sắp có bão cát. Chương 1308, bão cát. Hai bên lập tức ngừng tay, chàng trai trẻ tức giận nói, hôm nay tôi tha cho anh, đợi bão cát qua đi chúng ta sẽ tính chuyện tiếp. Lâm Thanh Diện cau mày, nhưng anh biết rất rõ sức mạnh của tự nhiên. Gió càng lúc càng mạnh, cuốn theo cát vàng, bay mù trời, đêm tối cũng bị nhuộm thành màu vàng, giống như cảnh tượng tận thế. Con người quả thật quá nhỏ bé khi đối mặt với cơn bão cát khổng lồ này. Mau, mau vào lều đi. Chú Mã vội vàng nói rồi kéo Lâm Thanh Diện đi vào lều. Đôi nam nữ cũng bị sốc trước cơn bão cát bất ngờ, và cũng chui vào một căn lều khác. Chung quanh, cỏ dại, cát đá bay loạn hết cả lên. Cũng may chiếc lều do chú Mã chuẩn bị rất chắc chắn và đã đạt tiêu chuẩn cao nhất mà đội leo núi sử dụng. Nhưng dù vậy, căn lều cũng có thể bị bão cát nuốt chửng trong nháy mắt. Lâu rồi chưa gặp phải cơn bão cát nào lớn như vậy. Chú Mã ngồi trong lều lo lắng nói, cậu chủ, tôi nghĩ lều của chúng ta bị nghiền nát. Chỉ còn là vấn đề thời gian, cuối cùng cũng sẽ bị cát nuốt chửng mà thôi. Chú Mã, vậy bây giờ phải làm sao, trong sa mạc rộng lớn này, tôi chỉ nghe lời chú thôi, Lâm Thanh Diện quyết đoán nói, đem quyền quyết định giao cho chú Mã. Dù sao, người ta cũng là người gốc Tây Bắc quen thuộc sa mạc rộng lớn này hơn anh. Đi, chúng ta đi ra ngoài, đến chỗ lạc đà. Chú Mã lớn tiếng nói, nếu không gào lớn thì giọng nói của chính bạn sẽ bị nuốt chửng bởi tiếng gió gào thét bên ngoài. Lâm Thanh Diện gật đầu, đồng ý theo lời chú Mã. Căn lều mở ra. Và vào lúc này, cát vàng bên ngoài đã ngập một nửa lều. Chú Mã chỉ muốn lao ra ngoài, nhưng gió cát quá lớn, khó có thể di chuyển được. Chết tiệt, cơn bão cát này đang muốn giết chúng ta ở đây sao? Chú Mã không cam lòng nói. Chú thì không sao nhưng còn vị thiếu chủ quan lĩnh bên cạnh là người mà chú đã thể sống chết cũng phải bảo vệ. Chú Mã, hãy bám chặt tôi và đi theo tôi. Lúc này, có giọng nói bình tĩnh của Lâm Thanh Diện vang lên. Ngay sau đó, Lâm Thanh Diện nắm lấy bàn tay có chút già nua của chú Mã, huyền kình phát ra, hóa thành một cái vòng bảo hộ cực lớn, trực tiếp bao bọc lấy hai người bọn họ. Nháy mắt, chú Mã cảm thấy tránh trong lớp vỏ bọc bảo vệ nên cát xung quanh cũng không còn nhiều như trước. Thiếu chủ, cậu đúng là thần thánh, có cái vòng bảo vệ che chở như vậy, dù bão cát có lớn đến đâu cũng chẳng là gì. Chú Mã nói, cái này còn an toàn hơn cả lều. Chú Mã, vòng bảo vệ tuy rằng hay nhưng thần hồn sẽ tiêu hao rất nhiều, huống hồ cơn bão cát này sẽ không chấm dứt trong chốc lát đâu, chúng ta vẫn nên nhanh chân đến chỗ lạc đà thì hơn. Lâm Thanh Diện nói, cậu nói đúng, chúng ta nhanh đi thôi. Nói xong, hai người đi về phía lạc đà. Được biết đến như một ốc đảo sa mạc, nên hiển nhiên là lạc đà có một số cách để tồn tại trong sa mạc. Lúc này bão cát đang xâm nhập, mấy con lạc đà này tựa vào nhau, lông mi thon dài có thể ngăn cản cát vàng làm mù mắt. Chú Mã đến nơi liền nhẹ nhàng vỗ lũ lạc đà. Những con lạc đà đã ở bên chú Mã lâu năm dường như biết mấy người chú Mã định làm gì nên chúng liền nhường ra một lối nhỏ. Mau vào đi thôi, chú Mã nói. Lập tức hai người tiến vào vị trí chính giữa của bọn lạc đà. Lâm Thanh Diện nhìn về phía trước, vào lúc này, chiếc lều đã bị cát vàng nuốt chửng và chỉ có thể nhìn thấy đỉnh của chiếc lều. Nếu còn chậm một bước thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Đúng lúc này, một chiếc lều khác cũng mở hé cửa ra. Đôi nam nữ khó khăn bò ra khỏi bãi cát vàng. Thiếu chủ, có muốn giúp bọn họ không? Chú Ma hỏi. Lâm Thanh Diện lắc đầu, không cần đâu, bọn họ đã là hóa cảnh rồi nên tự nhiên là sẽ có biện pháp. Chú Mã gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Cả hai cúi đầu xuống hết mức có thể, và thân hình rộng lớn của những con lạc đà xung quanh đã tạo cho họ một rào chắn tốt nhất. Còn đôi nam nữ kia thì tình cảnh thảm hơn nhiều, cũng may là bọn họ không ngốc, hai người đều tự huyễn hóa ra một cái khiên che chắn cho cơ thể. Tuy nhiên, cát vàng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc hai người đã bị cát vàng nuốt chửng. Sau một giờ, gió và cát dần lắng xuống. Lâm Thanh Diện cùng chú Mã ngẩng đầu, phủi cát vàng trên người xuống đất. Lúc này, cảnh tượng trước mắt khiến hai người không khỏi kinh ngạc. Đỉnh núi được bồi đắp bởi cát vàng mà họ phải vượt qua lúc nãy đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa, tiện đà thứ hiện ra trước mắt Lâm Thanh Diện chỉ còn lại một mảnh băng phẳng. Năng lực cải tạo của tự nhiên quá mạnh, và đây chính xác là chỗ thần kỳ của nó. Mà thế giới thần kỳ như vậy tuyệt không cho phép người của thương nguyên giới làm sang làm bậy. Cho lạc đà ăn no và uống đủ nước chính là phần thưởng tuyệt vời nhất đối với bọn chúng.
Lâm Thanh Diện cùng chú Mã rời khỏi đoàn lạc đà, hai cái lều trại đã biến mất từ lâu, Lâm Thanh Diện không khỏi cười nói, xem ra, mộng đẹp đêm nay tan tành rồi, chúng ta đành phải ngủ qua đêm ở bên ngoài thôi. Chú Mã cũng cười, vào ban đêm, trời lạnh, vì vậy tôi sẽ nhặt thêm cỏ khô và đốt lửa để giữ ấm. Nói xong, chú liền xoay người cúi xuống nhặt một số cành cây chết và cỏ khô trên mặt đất. Đột nhiên, chú Mã phát hiện đống cát vàng ở trước mặt chú nhúc nhích. Chú lập tức cảnh giác và gọi Lâm Thanh Diện. Ngay sau đó, cát vàng càng động đậy dữ hơn, có một chỗ còn trực tiếp bị trũng xuống. Cũng ngay sau đó, một người bị cát vàng bao phủ hoàn toàn khổ sở chui ra. Lâm Thanh Diện lúc này mới nhận ra người này chính là thanh niên vừa mới nhường thức ăn với mình. Sau khi đi ra, người đàn ông không chút do dự, xoay người vươn tay vào hõm cát vàng. Sau đó, cô em họ của anh ta cũng được giải cứu khỏi bãi cát. Anh họ cô gái tỏ vẻ uất ức, gương mặt nhỏ nhắn vốn dĩ cũng được xem là xinh đẹp lúc này bị cát vàng làm cho tiêu tụy không ít. Nam thanh niên cau mày định ôm em họ vào lòng để an ủi thì trên mặt cô gái chợt lộ ra vẻ phấn khích, chỉ tay về phía trước. Anh họ, mau nhìn kìa, đó là gì vậy? Người thanh niên nhìn lại, sườn đồi đây cát đã biến mất do bão cát, điều này giúp anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng nơi trước mặt mình. Phía trước chẳng phải là nơi mà chúng tôi muốn đến lần này sao? Lâm Thanh Diện đã nắm bắt chính xác những gì người thanh niên nói. Anh ta biết rằng đường nối truyền tống của bí cảnh đang ở ngay phía trước hiện tại, nhìn thấy dáng vẻ của đôi nam nữ này là đoán được hai người cũng muốn tiến vào bí cảnh. Anh họ, chúng ta ăn chút gì rồi nhanh chóng đi thôi, cô gái nói. Người thanh niên gật đầu, khi nói chuyện ăn uống, anh ta vô thức nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Lần này, Lâm Thanh Diện cũng hiểu, nên thấp giọng nói, thức ăn đều đã bị cát lấp rồi, hay là các người thử đào lên xem sao. Hừ, hai người trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, vừa nãy cát lớn như vậy có quỷ mới biết đồ ăn đang nằm ở đâu. Anh họ, em đói rồi, Cố Ninh nói. Nam thanh niên trẻ an ủi cô em họ rồi liếc nhìn về phía con lạc đà đang lặng lẽ nằm nghỉ bên cạnh. Lâm Thanh Diện khẽ cau mày, con lạc đà vừa rồi đã cứu mạng chú Mã và anh, bây giờ, người đàn ông này định giết nó. Lâm Thanh Diện chuẩn bị ngăn cản thì chú Mã nói, thiếu chủ, đây là quy luật của tự nhiên. Đối với chúng ta, những người thường xuyên đi vào sa mạc, những chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra, tất cả đều là vì sinh tồn. Lâm Thanh Diện vẫn im lặng, nhìn đối phương đi về phía con lạc đà của bọn họ rồi quay mặt đi. Lửa trại nổi lên, đôi nam nữ ngồi bên cạnh đang nướng thịt lạc đà. Cô gái vui vẻ dựa vào người thanh niên, còn Lâm Thanh Diện thì nói với chú Mã, ngày mai là ngày tiến vào bí cảnh, chú Mã, lần này chú vất vả rồi. Chú Mã nhìn Lâm Thanh Diện, thiếu chủ, đừng khách sáo như vậy, khả năng của tôi cũng chủ đủ tiễn cậu đến đây thôi, con đường tiếp theo phải dựa vào chính cậu rồi. Đừng lo lắng, chú hãy chuẩn bị rượu ngon ở trấn đi. 3 ngày nữa tôi nhất định sẽ trở về, Lâm Thanh Diện tự tin nói. Tôi nhất định sẽ ở khách sạn tốt nhất Tây Bắc đợi thiếu gia trở về. Chú Mã nói. Ánh ban mai bừng lên, và mặt trời dần ló dạng từ phương đông. Thiếu chủ tôi đi đây, đi đường cẩn thận, phải chú ý hai người kia, chú Mã nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, nhìn đôi nam nữ ngoài cách mình 10 mấy mét, giờ phút này, đôi nam nữ đó cũng đứng dậy, đi về phía trước. Chương 1309, trời có hiện tượng khác lạ. Nói lời tạm biệt với chú Mã vốn nghĩ sẽ cứ ở nơi này đợi 3 ngày, cho đến khi Lâm Thanh Diện xuất hiện mới rời đi cùng Lâm Thanh Diện. Nhưng Lâm Thanh Diện kiên trì bảo chú Mã về trước, vì thế ông cũng không kiên trì nữa. Lần đầu tới sa mạc, lúc bắt đầu Lâm Thanh Diện vẫn chưa quen lắm, bây giờ, được chú Mã hộ tống tới đây, Lâm Thanh Diện tin rằng dựa vào thực lực của mình con đường trở về của anh chắc không quá khó. Lâm Thanh Diện chỉ đeo một chiếc ba lô và một chiếc kính râm, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đang mọc ở đằng xa, đi về phía đó. Dựa theo bản đồ mà người phụ trách đã đưa anh trước đó, phía trước chắc chính là con đường tới bí cảnh rồi. Lâm Thanh Diện biết rất rõ mình không đi sai, đôi nam nữ kia ở ngay trước mặt, là một cao thủ hóa cảnh, lần này bọn họ tới đây chắc chắn cũng vì chuyện bí cảnh. Tuy phía trước là mặt đất bằng phẳng, nhưng mặt trời không ngừng lên cao, nhiệt độ cũng dần dần tăng cao. May mà Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị nước, nhưng lúc này, đôi nam nữ phía đối diện lại thê thảm hơn nhiều. Môi bọn họ khô cong, bước đi cũng không nhanh như lúc mới bắt đầu nữa. Anh, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới thế, cô gái hỏi. Nam thanh niên kia rút ra một thứ trông giống như bản đồ, rồi nói, theo như trên này nói chắc là ở đây rồi, nhưng con đường này nhìn có vẻ như không có điểm dừng vậy. Anh, hay là chúng ta trở về đi, em thật sự sợ mình sẽ chết ở sa mạc, cô gái nói.
Không, em họ à, em nghe anh, chúng ta đã tới đây rồi, đừng quên mục đích của chúng ta, nghe nói nếu có thể phục được quả thánh đó thì thực lực có thể trực tiếp tăng lên. Hơn nữa, chúng ta đã đến đây rồi, hôm nay là ngày bí cảnh mở ra, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta phải đợi hơn 10 năm nữa đó, nam thanh niên nói. Cô gái nhíu mày, nhưng cũng không từ chối. Cũng phải, người tu hành, thực lực phi tôn, một thứ có thể khiến thực lực trực tiếp tăng cao, người bình thường sao có thể từ chối được. Lâm Thanh Diện đi theo phía sau, cuộc nói chuyện của bọn họ truyền vào tai Lâm Thanh Diện, nhưng Lâm Thanh Diện cũng lười lải nhải với bọn họ. Anh xem tên này xem, anh ta đi theo phía sau chúng ta, xem ra cũng muốn đi tới bí cảnh. Cô gái chỉ vào Lâm Thanh Diện ở phía sau. Nam thanh niên gật đầu, ánh mắt tàn độc, tên này, trước đó còn dám ra tay với chúng ta, em họ, nếu anh ta thật sự cùng chúng ta đi vào bí cảnh, chúng ta buộc phải nghĩ cách, không thể để tên này cướp quả thánh đi được. Vâng, chắc chắn rồi, em cũng thấy tên này rất đáng ghét. Cô gái nói, nhưng sau đó, cô ta nhìn sa mạc mênh mông vô biên trước mắt, lập tức cảm thấy, cũng không biết rốt cuộc bí cảnh này ở đâu, nên tìm thế nào. Lúc này Lâm Thanh Diện cũng có chút nghỉ hoặc, tấm bản đồ người phụ trách đưa cho anh viết rất rõ ràng, bí cảnh chính là ở nơi này. Nhưng nơi này nhìn không thấy điểm đầu, bốn phương tám hướng ngoại trừ sa mạc thì còn có vài tảng đá cao chót vót, Lâm Thanh Diện nhất thời do dự, chẳng lẽ định vị trên bản đồ sai rồi sao? Nhưng rất nhanh, một cơn cuồng phong ập tới, Lâm Thanh Diện đánh bay suy nghĩ này. Trận cuồng phong này lướt qua Lâm Thanh Diện và đôi nam nữ ở phía trước, thổi bay đống cát vàng dưới mặt đất. Anh họ, anh nhìn xem. Cô gái chỉ xuống dưới đất, Lâm Thanh Diện cũng nhìn qua phía đó. Trên mặt đất, sau khi cát vàng bị thổi đi, không ngờ lại lộ ra xương trắng chồng chất. Cảnh tượng đó rất đáng sợ, cô gái dứt khoát trốn vào trong lòng nam thanh niên. Lâm Thanh Diện nhíu mày, thầm tính toán trong lòng, có hơn 40 bộ xương. Cũng có nghĩa là có ít nhất 40 người từng chết ở đây. Đây chính là lối vào của bí cảnh sao? Nam thanh niên lẩm bẩm. Lâm Thanh Diện cũng đồng ý với suy nghĩ của anh ta, chỗ xương trắng này chắc là của những người muốn xông vào bí cảnh, kết quả không biết tại sao lại chết ở đây. Chỉ là, lối vào của bí cảnh này, rốt cuộc là nằm ở đâu? Đúng lúc này, sau cơn cuồng phong, sắc trời thay đổi, trời vốn đang trong xanh thì lúc này lại xuất hiện màu tím nhàn nhạt, mặt trời cũng không còn chói chang như trước nữa. Lâm Thanh Diện tháo kính râm xuống nhìn hiện tượng khác lạ trên trời, cái gọi là người vàng có bệnh, trời vàng có nạn, màu tím nhàn nhạt như vậy có nghĩa là gì đây? Gay rồi, không phải là bão cát chứ, nam thanh niên nói. Sắc mặt cô gái lập tức xuất hiện vẻ lo lắng, anh, chúng ta trở về đi, quả thánh gì đó, chúng ta không cần nữa. Nam thanh niên cũng đang do dự, nếu mà có một trận bão cát nữa, anh ta thực sự không thể chống đỡ nổi. Nhưng Lâm Thanh Diện lại không nghĩ như vậy, anh thầm niệm rồi nhạy bén cảm giác được, lúc này lực gió càng lúc càng nhỏ đi, mức độ như vậy, hoàn toàn không thể tạo lên một cơn bão cát quá lớn. Vậy hiện tượng khác thường này là như thế nào? Lâm Thanh Diện lờ mờ cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến bí cảnh. Hẹn ước 10 năm, bí cảnh chỉ mở trong ngày hôm nay, mà trùng hợp lúc này, Lâm Thanh Diện vẫn luôn nhìn lên trời, phát hiện ở phía chân trời xa xa lại xuất hiện một cảnh tượng khác với hoang mạc. Đôi nam nữ kia cũng phát hiện ra cảnh thần kỳ này, lần lượt ngẩng đầu lên nhìn. Ảo ảnh hão huyền. Lâm Thanh Diện lập tức phản ứng lại, không ngờ anh lại có thể nhìn thấy kỳ cảnh này trong sa mạc. Chỉ là cảnh tượng phản chiếu trên bầu trời ngày hôm nay lại là một bức tượng Phật khổng lồ mang theo sự trang nghiêm vốn có. Không lẽ, bí cảnh này nằm trong ảo ảnh hão huyền? Lâm Thanh Diện thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngay sau đó, chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra. Lúc này, mặt trời dần dần di chuyển về phía tây, sức gió giảm đi, đám mây bị mặt trời che đi trước đó cũng tản đi kha khá. Lâm Thanh Diện lại thấy chói mắt mà trùng hợp vào lúc này, một tia sáng chiếu vào bức tượng Phật trong ảo ảnh trên trời, ngay sau đó, hình ảnh phản chiếu của bức tượng Phật chiếu lên trên tảng đá khổng lồ phía trước Lâm Thanh Diện và đôi nam nữ kia. Nhìn qua đó, bức tượng Phật này được tạc vào đá, giống như có sẵn trên đá, linh hoạt sống động. Thần kỳ quá đi, anh đoán, chắc là bí cảnh nằm trên tảng đá này. Nam thanh niên kích động nói. Vậy phải làm sao? Cô gái hỏi. Đơn giản, tách bức tường đá này ra là được. Nói xong, nam thanh niên kích động biến ra một con dao lớn trong tay, chặt về phía bức tường đá. Từ đã. Lâm Thanh Diện kêu lên một tiếng, cản đối phương lại. Làm sao, anh lại có chuyện gì? Nam thanh niên mất kiên nhẫn nói. Lâm Thanh Diện nghiêm túc nói, nếu hai người không muốn trở thành xương trắng dưới đất thì đừng làm như vậy. Anh đang dọa tôi sao?
Nam thanh niên bực tức nói, không thì anh nói nghe xem, phải làm sao để đi vào được tảng đá này. Lâm Thanh Diện chỉ xuống mặt đất, hai người nhìn xem, xung quanh chỗ xương trắng này có các loại binh khí, nếu tôi đoán không nhầm, trong số bọn họ chắc chắn có người giống anh, muốn làm điều giống như anh làm với tảng đá này, kết quả anh cũng thấy rồi đó. Sau khi đôi nam nữ kia nghe thấy vậy cũng quyết định tạm thời không mạo hiểm nữa. Nếu anh đã tham sống sợ chết như vậy, vậy anh nói xem, chúng ta nên vào thế nào? Cô gái nói. Lâm Thanh Diện cười lạnh, người phụ nữ xảo quyệt này còn nói anh tham sống sợ chết. Lâm Thanh Diện ngước mắt lên nhìn, chẳng lẽ hai người không cảm thấy bức tượng Phật này thiếu gì đó sao? Thiếu gì, cánh tay phải có chân đó, nói cho anh nghe, anh đừng có ở đây ra vẻ huyền bí, nếu anh không nghĩ ra cách gì hay tôi sẽ tách bức tường đá hoàng thổ này ra. Lâm Thanh Diện không để ý đến đối phương mà nhìn lên bức tượng Phật trên tảng đá và mặt trời ở bên cạnh. Anh cảm nhận được mặt trời lúc này đang dần dần di chuyển về phía tượng Phật. Tôi hiểu rồi. Lâm Thanh Diện kích động nói, không cần tách tảng đá ra, bí cảnh sẽ tự mở ra. Suy, chém gió. Đúng vậy, có mở thì đã mở từ lâu rồi, tôi thấy anh rõ ràng là đang giả vờ giả vịt, rõ ràng đến anh cũng không biết. Hai người nói. Lâm Thanh Diện không để ý bọn họ, anh đã chuẩn bị xong rồi, một khi anh vào bí cảnh, chuyện đầu tiên anh làm chính là đoạt lấy quả thánh, còn về hai người này, nếu hai người họ không ngăn cản thì tốt, nếu ngăn cản anh sẽ lập tức giết chết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mọi thứ đều giống hệt với những gì Lâm Thanh Diện phán đoán. Một tia sáng di chuyển lên trên tượng Phật, hơn nữa độ cao và góc độ đều rất vừa vặn. Lại qua một phút nữa, tia sáng này chiếu đúng vào giữa hai hàng lông mày của tượng Phật, chấm một chấm đỏ lên đó. Ánh mắt Lâm Thanh Diện đầy mong chờ, trước đó anh nói cảm thấy bức tượng Phật này thiếu gì đó, vừa hay chính là cái chấm đỏ này. Mà tia sáng này lại vừa vặn bổ sung đầy đủ. Một tiếng động lớn vang lên, không ngờ tảng đá lo lớn này lại chìm xuống. Lâm Thanh Diện và đôi nam nữ kia đều lùi lại. Cát bụi tan đi, trước mặt bọn họ là một hồ nước khổng lồ. Phía trước hồ nước này có một tấm đá, Long Đàm. Chương 1310, Long Đàm. Ba người đứng trước Long Đàm, đôi nam nữ kia sợ hãi nhìn vào dòng nước đen thâm sâu thẳm. Anh, bí cảnh chắc là ở dưới đáy của Long Đàm, chúng ta đi xuống đi. Cô gái nói. Không. Ánh mắt nam thanh niên xoay chuyển, nhìn sang phía Lâm Thanh Diện bên cạnh, nhỏ giọng nói vào tai em họ anh ta, ai biết được Long Đàm này có gì kỳ lạ không, để tên này xuống trước, có nguy hiểm gì thì có anh ta chắc trước, chúng ta đi theo sau. Cô gái gật đầu, cách này đúng là không tệ. Vì vậy, cô ta quay sang nói với Lâm Thanh Diện, này, không phải anh cũng muốn vào trong bí cảnh sao, xuống đi. Lâm Thanh Diện nào có thể không biết đối phương có ý định gì chứ, có điều anh đi xuống trước thì cũng có làm sao, trước đó nghe đối phương nói quả thánh có thể nâng cao tu vi, Lâm Thanh Diện càng quyết tâm, phải đoạt được quả thánh về tay. Sao anh không đi xuống? Không phải là không dám chứ, cô gái chế giễu. Hay là cô xuống trước đi? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, đứng sang một bên nhường đường. Chúng tôi chỉ đang khiêm nhường với anh mà thôi. Đúng, thấy anh gấp rút như vậy. Để anh xuống trước đó. Hai người phụ họa nhau nói. Lâm Thanh Diện lạnh lùng, hừ, một tiếng, nếu đã không dám xuống trước thì ngậm cái miệng thối của hai người lại. Nói xong, Lâm Thanh Diện không do dự nữa, nhảy thẳng xuống dưới Long Đàm. Phía bên trên, đôi nam nữ nhìn mặt nước dần dần bình lặng, mực nước rất sâu, bọn họ cũng không rõ rốt cuộc bên dưới đã xảy ra chuyện gì. Anh họ em thấy hay là chúng ta cứ xuống dưới đi, nếu không sẽ bị tên đó xem thường, cô gái nói. Không, để xem sao đã, anh họ nói. Khoảng một phút sau, đột nhiên cát vàng ở xung quanh bắt đầu tràn vào trong đầm nước, diện tích đầm nước càng lúc càng nhỏ lại. Anh, thế này là thế nào? Không hay, sắc mặt nam thanh niên nghiêm túc, thời gian mở đường đến bí cảnh có hạn, chúng ta buộc phải nhảy vào trong đó, nếu không, đợi đầm nước biến mất chúng ta sẽ không vào được nữa. Nói xong, vào giây phút cuối cùng, hai người lắc mình một cái, không thể không nhảy xuống đầm nước. Xung quanh tối mịt, Lâm Thanh Diện nín thở, cơ thể nhanh chóng chìm xuống dưới. Thần niệm của anh bao phủ cả đầm nước này, khoảng 5 phút sau, anh đến phía dưới cùng của đầm nước, trước mặt anh là một hang động. Lâm Thanh Diện chậm rãi bước về phía đó hai bước, ngay sau đó, một con rồng khổng lồ dài khoảng 30 mét, có sừng và vảy đột nhiên lao ra khỏi động. Lâm Thanh Diện kinh ngạc, suy nghĩ xoay chuyển, đây là Long Đàm, trong đầm nước có rồng cũng không kỳ lạ. Con rồng dài này nhìn thấy Lâm Thanh Diện không nói lời nào, xông thẳng tới cần. Dòng nước mạnh mẽ đẩy Lâm Thanh Diện ra xa hơn 10 mét.
Lâm Thanh Diện vô cùng kinh ngạc, hơi thở của con rồng khổng lồ này lớn mạnh như vậy, đã đạt đến kỳ giữa thần cảnh rồi. Chẳng lẽ, đây chính là thử thách đầu tiên của bí cảnh? Liên tưởng đến xương trắng chồng chất bên ngoài, Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, xem ra đám người đó đều chết trong tay con rồng khổng lồ này. Kiếm chảm thiên trong tay, Lâm Thanh Diện ở trong nước đâm thẳng về phía đối phương. Nhưng lực cản của dòng nước như đã làm giảm nhẹ sự tấn công của Lâm Thanh Diện, mà con rồng này ở trong nước lại như cá gặp nước, linh hoạt tránh được lần tấn công này của Lâm Thanh Diện. Chết tiệt! Lâm Thanh Diện chợt nảy ra suy nghĩ, đúng lúc này, đôi nam nữ kia vừa hay lại đang từ bên trên chìm xuống. Là một cường giả hóa cảnh, hai người nín thở xong đều có thể ở dưới nước một khoảng thời gian rất dài. Sau khi nhìn thấy rồng, sắc mặt hai người ngơ ra, nhanh chóng bơi về phía ngược lại, trốn phía sau Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhíu mày, anh biết đối phương định coi anh là tấm khiên, để con rồng tàn sát với anh trước rồi bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Con rồng há cái miệng lớn đầy máu nhào về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cầm kiếm chảm tiên, cơ thể xoay chuyển trong dòng nước đi tới phía trên con rồng. Con rồng vừa chuẩn bị quay người lại bị Lâm Thanh Diện ngồi lên người, kiếm chảm tiên của anh đâm vào cơ thể con rồng, nhưng mà nhát đâm này lại không tạo thành bất cứ tổn hại nào tới con rồng. Chuyện này là thế nào? Lâm Thanh Diện kinh ngạc, chẳng lẽ kiếm chảm tiên trong tay cũng không có tác dụng? Anh không biết con rồng khổng lồ này đã tu hành dưới đáy đầm trên nghìn năm, vảy của nó là bộ giáp cứng nhất trên thế giới, cho dù có là thần binh gì đi chăng nữa cũng không thể khiến nó tổn thương. Con rồng bị Lâm Thanh Diện ngồi lên, sao nó có thể cam lòng, vì vậy cơ thể nó lắc lư mạnh mẽ, muốn hất ngã Lâm Thanh Diện khỏi cơ thể mình. Nhưng Lâm Thanh Diện nắm chặt vào vảy con rồng, bất kể động tác của đối phương có lớn thế nào, anh tuyệt đối không buông tay. Nhất thời, đầm nước bị khuấy động bởi vô số dòng xoáy lớn nhỏ khác nhau, đôi nam nữ kia sợ hãi nhìn cảnh chiến đấu trước mặt, sợi xích huyễn hóa trong tay buộc vào nham thạch ở dưới đáy đầm nước, lúc này bọn họ mới đứng vững, không bị dòng xoáy cuốn đi. Cứ như vậy khoảng 5 phút sau, con rồng này thấy Lâm Thanh Diện ngoan cường như vậy, bèn chuyển sang tấn công đôi nam nữ kia. Cô gái thấy vậy, sắc mặt thay đổi, phản ứng đầu tiên chính là bơi lên mặt nước. Nhưng tốc độ của cô ta nào có thể so với con rồng này được, chớp mắt đã bị con rồng đuổi kịp. Cô lên quay lại nhìn, vừa hay nhìn thấy cái miệng lớn của con rồng, răng rồng và hơi thở lạnh lẽo trong miệng nó như muốn nuốt sạch mọi thứ. Cô gái không khỏi hét lên, nhưng lúc này đang ở trong nước, cô ta nào có thể hét ra thành tiếng. Huyễn hóa một cây bảo kiếm trong tay, cô ta đâm về phía con rồng. Đến cả cây kiếm chảm tiên sắc bén cũng không là gì, chứ đừng nói đến cây bảo kiếm này. Con rồng không chút để ý, sắp nuốt được đối phương, lúc này, nam thanh niên cũng đuổi tới phía dưới con rồng, không ngờ cửa đầu tiên của bí cảnh đã là một con rồng hung tàn như vậy rồi. Cây kiếm lớn của anh ta chém lên cơ thể con rồng, dùng hết sức mạnh của mình nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cô gái tuyệt vọng nhìn cái miệng đầy máu càng lúc càng gần mình, lúc này chắc chắn cô ta rất hối hận sao bản thân lại phải nhảy xuống cái đầm nước này làm gì. Trùng hợp vào lúc này, Lâm Thanh Diện nhảy xuống, dùng huyền kình huyễn hóa ra một cây súng dài 5 mét rồi ngay lập tức bắn vào miệng con rồng. Con rồng rất phẫn nộ, dùng sức cần xuống, làm gãy cây súng dài. Nhưng việc này đã cho cô gái kia cơ hội sống sót, Lâm Thanh Diện kéo cô gái lại, đưa cô ta tránh sang một bên. Cô gái cảm động, thầm nói, không phải tên này nhìn chúng nhan sắc của mình, phải lòng mình rồi đấy chứ. Nhưng cô ta không biết, Lâm Thanh Diện không chút để ý với nhan sắc đáng thương đó của cô ta, ban nãy chỉ là do bản năng cứu người mà thôi. Nam thanh niên đứng phía dưới con rồng không biết tình hình phía trên, chỉ cúi đầu cầm kiếm chém loạn. Con rồng phẫn nộ quay mình nhào về phía nam thanh niên. Sắc mặt cô gái sợ hãi, giãy khỏi tay Lâm Thanh Diện, bơi thẳng xuống dưới. Lúc này, nam thanh niên thấy em họ bơi về phía mình, trước tiên là thấy vui mừng, sau lại cảm nhận được khí thế cuồn cuộn của con rồng. Móng vuốt rồng vươn ra, rộng 8 mét, che đi bầu trời. Cô gái đi về phía anh họ thấy màn tấn công dữ dội này, hai người cùng huyễn hóa kiếm trong tay. Đao kiếm chạm vào nhau, hơi thở của hai người hòa vào làm một, sức lực của binh khí trong tay cũng trở nên mạnh hơn. Vuốt rồng hướng thẳng về phía này, hai người cũng dùng binh khí trong tay đâm về phía vuốt rồng. Lâm Thanh Diện đứng bên cạnh, sắc mặt nghiêm nghị, lần tấn công này của hai người thực lực đã đạt tới thần cảnh. Loại bí thuật mà nam nữ cùng tu luyện này đúng thật là thần kỳ. Đao kiếm đâm thẳng vào vuốt rồng, con rồng gầm một tiếng dữ dội, chịu đủ sự đau đớn, cơ thể cũng bắt đầu ngoại ngọ. Đôi nam nữ nhìn nhau, sắc mặt có vẻ đắc ý.
nhưng không đắc ý được quá lâu, binh khí trong tay đã bị con rồng giận dữ nghiền nát. Lâm Thanh Diện kinh ngạc, sức mạnh này, e là đến anh cũng không làm được. Sắc mặt hai người thay đổi, sợ hãi nhìn con rồng khổng lồ này. Con rồng lại giơ vuốt rồng về phía hai người, nhất thời, hơi thở của cái chết vây lấy hai người, dưới cái vuốt rồng rộng 8 mét, hai người hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Lúc hai người tuyệt vọng, đột nhiên, ánh sáng vàng chiếu tới, hai người nhìn qua, vô cùng kinh ngạc. Một con vàng rồng khổng lồ được Lâm Thanh Diện gọi ra. Long ngâm thức. Con rồng vàng gầm lên, nước trong đầm trào lên dữ dội, tấn công về phía con rồng kia. Con rồng thấy vậy, chỉ nhìn qua đã bị bay ra hàng chục mét bởi làn sóng xung kích này. Hai người được cứu, vội vàng tránh xa con rồng đen ra, không dám tiến lên phía trước nữa. Chương 1311, người trảm long. Ngay sau đó, con rồng vàng nhào về phía con rồng đen, hai con rồng bắt đầu lao vào giao đấu với nhau. Rồng ngao du tứ hải, đây lại là dưới nước, Lâm Thanh Diện biết chỉ có con rồng vàng của mình mới có thể ngang tài ngang sức với con rồng đen này. Lúc này, sắc mặt anh lạnh lùng, kêu gọi thần hồn. Du long thứ. C. Lâm Thanh Diện lại gọi ra 9 con rồng, tuy không to lớn như con rồng vàng, nhưng thẳng ở số lượng. Đôi nam nữ kia vô cùng kinh ngạc, tên này, là người nuôi rồng sao? Thần hồn dung hợp. Lâm Thanh Diện xoay chuyển thần niệm, anh đã đạt tới thần cảnh, có thể trực tiếp khống chế 5 con rồng. Con rồng vàng và con rồng đen giao đấu, 9 con rồng còn lại ở bên cạnh đợi thời cơ tấn công. Cảnh tượng này, cả đời khó mà thấy một lần. Con rồng đen nhất thời bị ép sút vào hang động, vảy rồng trên cơ thể bị móng vuốt của con rồng vàng cào xuống một mảng, con rồng vàng kia lúc này cũng không được bình an vô sự. Lấy cái chết giao đấu, cơ thể nó cũng bị đối phương gây ra thương hại. Lâm Thanh Diện cắn chặt khớp hàm, anh có thể cảm nhận được mỗi lần con rồng vàng bị thương, thần hồn của anh cũng tối đi một chút. Buộc phải tốc chiến tốc thẳng rồi. Lâm Thanh Diện xoay chuyển tâm thần, lấy hồn lực ra vào lúc này. Nhất thời, miệng 9 con rồng cộng thêm con rồng vàng đều đồng thời xuất hiện một quả cầu lửa. Chỉ là quả cầu lửa trong miệng con rồng vàng lớn hơn của 9 con rồng kia rất nhiều. Chớp mắt, nhiệt độ xung quanh mấy con rồng này lập tức dâng cao, Lâm Thanh Diện và đôi nam nữ kia liên tục lùi về phía sau mới không cảm thấy nóng, nếu không, bọn họ sẽ bị chỗ nước nóng này luộc chín. Những quả cầu lửa cùng được bắn về phía con rồng đen, ngọn lửa gặp phải nước đầm lập tức tản ra khí nóng rực. Nhưng cho dù có như vậy, nhiệt độ của quả cầu vẫn vô cùng cao. Cự ly như vậy, con rồng đen hoàn toàn không có cách trốn tránh. Một tiếng ầm vang lên, cơ thể con rồng nặng nề đập vào cái hang động phía sau, trực tiếp đè nát hang động. Chính là lúc này, Lâm Thanh Diện xoay chuyển thần niệm, 5 con rồng do anh khống chế lao về phía con rồng đen đang trong trạng thái bị bao vây mà cần xé, mà lúc này, vì do dự mà mất quá nhiều hồn lực, bóng dáng con rồng vàng dần dần mơ hồ rồi biến mất không thấy đâu. Nhưng cho dù có như vậy, con rồng đen cũng đã bị thương nặng, 9 con rồng kia cùng tiến tới áp chế con rồng đen, Lâm Thanh Diện cầm kiếm trảm tiên trong tay xông lên phía trước. Kiếm trảm tiên chiếu ra hàng vạn tia sáng vàng. Rồng có vảy ngược không thể chạm vào, nhưng hôm nay Lâm Thanh Diện nhất định phải chặt đứt vảy ngựa. Xì phóng thích huyền kình, linh khí cuồn cuộn trong cơ thể Lâm Thanh Diện cũng được thả ra, dung hợp lại làm một với kiếm trảm tiên trong tay. Một kiếm ban nấy vẫn chưa thể chặt đứt vảy rồng, bây giờ có thêm sự hỗ trợ của linh khí, kiếm trảm tiên cũng trở nên càng tinh thuần hơn. Một kiếm chém xuống, khí thế uy vũ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vảy rồng trên cơ thể con rồng đen lập tức rơi xuống, trên người nó cũng xuất hiện vết máu đỏ rực. Lúc này, con rồng đen hoàn toàn không có sự ngang ngược và hung tàn như ban đầu nữa, cả người nó nằm rạp xuống đất, ánh mắt vô thần, dường như đã từ bỏ phản kháng. Lúc này, đôi nam nữ kia thấy con rồng đen không còn sức chiến đấu, lần lượt tiến lên trước cầm binh khí trong tay chuẩn bị dạy dỗ con rồng này, để phát tiết nỗi hận trong lòng. Lâm Thanh Diện thấy vậy, lập tức phung kiếm tiến tới, cản hai người lại. Đôi nam nữ này không hề cảm thấy thương tiếc cho nó, lúc còn trên sa mạc đến cả một con lạc đà đi theo mà bọn họ cũng nhẫn tâm giết chết. Bây giờ, bọn họ lại muốn giết một con rồng đã từ bỏ phản kháng. Vạn vật đều có linh hồn, tuy nói ban nãy lấy cái chết để chiến đấu, con rồng cũng không nương tay, nhưng Lâm Thanh Diện hiểu rõ, đối phương cũng chỉ đang canh giữ long đàm này thôi, anh và đôi nam nữ này đều là những người xâm nhập vào, theo lý mà nói, con rồng đuổi bọn họ đi cũng là điều dễ hiểu. Thấy Lâm Thanh Diện chặn trước mặt mình, ánh mắt đôi nam nữ kia mang theo sự oán hận, nhưng thấy Lâm Thanh Diện không chịu nhường bước, bọn họ ném lại ánh mắt hàn học rồi bực bội lùi về. Lúc này, vì con rồng đen nhận thua, đầm nước cũng dần dần chìm xuống rồi từ rút đi.
Lâm Thanh Diện biết cửa đầu tiên của bí cảnh Long Đàm, xem như là đã thông qua di đầm nước dần bình lặng, Lâm Thanh Diện nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trong này, có tiếng chim có hương hoa, suối chảy róc rách giống như tiên cảnh thế ngoại, có sự khác biệt rõ ràng so với hoang mạc rộng lớn. Anh, nơi này cũng đẹp quá đi. Cô gái kích động nói, cúi người xuống ngửi hương hoa, dáng vẻ say mê. Bí cảnh quả nhiên là phi phàm, ai có thể ngờ được trước đó bọn họ phải chịu đựng cảnh khô nóng, khó chịu trên sa mạc chứ. Nam thanh niên nói, anh xem em có đẹp không? Nam thanh niên quay người lại nhìn, chỉ thấy em họ mình ngắt một bông hoa nhỏ màu vàng cài lên tóc. Đẹp, hoa tươi kết hợp với người đẹp càng xinh đẹp động lòng người, nam thanh niên khen ngợi. Đúng lúc này, có hai người từ đằng xa đi tới, chỉ vào cô gái nói, các người là ai, sao lại tùy tiện hái hoa ở đây? Nói xong, hai người đó đã đến trước mặt. Lâm Thanh Diện quan sát một lượt chỉ nhìn thấy hai người này mặc đồ cổ đại, trên tay còn cầm hai thanh kiếm nặng, một số bộ phận trọng yếu trên cơ thể cũng được quấn lại, dáng vẻ như binh lính. Sao nào, không phải chỉ ngắt một bông hoa thôi sao, nhỏ mọn thế cô gái không vui nói, theo cô ta thấy, đây chẳng tính là gì cả. Hay cho một nữ tử man dợ đi theo ta về gặp chủ nhân. Nói xong, hai người chuẩn bị trói cô gái này lại. Nam thanh niên lập tức chắn trước mặt cô gái, nói, hai vị, chúng tôi là người của Quy Lai Trang, tôi tên là Dư Thụ Tùng, cô ấy là em họ của tôi, Phùng Nhược Hy, đến đây để lấy quả thánh, mong hai vị có thể nói cho chúng tôi biết quả thánh ở đâu, sau khi chúng tôi lấy được sẽ lập tức rời đi. Nghe đối phương nhắc tới Quy Lai Trang, Lâm Thanh Diện khẽ giật mình. Lúc đó khi anh ở thị trấn nhỏ giết Trần Minh Thu, người đến bảo vệ Trần Minh Thu chính là trang chủ của Quy Lai Trang, Dư Thanh Phong, xem ra tên Dư Thụ Tùng này chắc là con trai của ông ta. Hai người ăn nói ngông cổng, quả thánh là thứ hai người có thể tùy tiện lấy được sao, đi theo ta, đi gặp chủ nhân của bọn ta, xử lý thế nào là do chủ nhân định đoạt. Nói xong, hai binh lính này chuẩn bị đi về phía trước. Dư Thụ Tùng hoàn toàn không đặt hai người này vào mắt, anh ta và Phùng Nhược Hy nhìn nhau, khẽ nói, nếu đã như vậy, đừng trách bọn tôi không cho anh mặt mũi. Mặt mũi với không mặt mũi cái gì, đi theo ta. Hai người đi thẳng về phía trước, bắt Dư Thụ Tùng lại. Dư Thụ Tùng cười lạnh một tiếng, đối phương vừa ra tay, anh ta liền biết hai binh lính này hoàn toàn không có chút tu vi gì xem ra qua ải Long Đàm, bí cảnh này cũng chỉ như vậy mà thôi. Dư Thụ Tùng và Phùng Nhược Hy đều nghĩ như vậy. Nhưng Lâm Thanh Diện lại lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là ở đâu thì tạm thời anh cũng không thể nói ra được. Tóm lại, bây giờ hai binh lính này gây phiền phức với Dư Thụ Tùng, không liên quan đến Lâm Thanh Diện. Anh đang tìm chết đấy à? Dư Thụ Tùng khinh miệt nói, sau khi thấy hai người cùng tiến lên, bèn điều chỉnh khí tức huyễn hóa ra một cây kiếm dài không ngờ, hai binh lính kia đã tiến đến, một lúc lâu Dư Thụ Tùng cũng không thể huyễn hóa ra được. Anh họ anh sao vậy? Phùng Nhược Hy không hiểu, muốn tiến tới giúp đỡ, nhưng chuyện như vậy cũng xảy ra với cô ta cũng không thể huyễn hóa ra được bất kỳ binh khí nào, không chỉ như vậy cô ta chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể không thể nào phóng ra được. Hai cây kiếm lạnh lẽo đã kề trên cổ hai người, hai binh lính mạnh mẽ cất cao giọng nói, đi theo ta đi gặp chủ nhân. Dư Thụ Tùng khẽ ngơ ra, nhưng anh ta ở Quy Lai Trang từ nhỏ đã luyện võ, cho dù lúc này không có cách phát huy thực lực hóa cảnh của mình, nhưng công phu tay chân của anh ta cũng không tệ. Ngay lập tức anh ta hất cây kiếm trên cổ mình ra, ngay sau đó anh ta cong người vung nắm đấm, vừa vặn đấm trúng bụng của một tên binh lính. Tên binh lính kia nhíu mày, bị đấm không ngừng lùi về phía sau. Đánh hay lắm, anh họ anh giỏi quá. Phùng Nhược Hy đứng bên cạnh vỗ tay khen ngợi cũng thuận thế uyển chuyển đi tới trước mặt một tên binh lính. Cô ta vung chân lên, tên binh lính còn lại kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, hai người rất đắc ý, Dư Thụ Tùng khinh thường nói, cho dù ông đây không sử dụng được linh lực thì có sao chứ, mấy người vẫn không phải đối thủ của tôi, biết điều thì mau chóng giao quả thánh ra đây. Nói xong, một tên binh lính lấy ra một cái còi từ trong lòng, ra sức thổi. Lâm Thanh Diện đứng bên cạnh cảm nhận được đối phương đang gọi cứu binh tới. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, hơn 50 binh lính mặc thống nhất một trang phục đến từ bốn phía, đám người này ai nấy đều cao to, bao vây ba người Lâm Thanh Diện lại. Chính là bọn họ, ba người này là kẻ xâm nhập. Hai binh lính bị đánh ngã trước đó chỉ vào Dư Thụ Tùng nói. 50 binh lính bước đi ngay ngắn, cây kiếm dài nhắm vào ba người bị bao vây ở chính giữa rồi đồng thời tiến lên một bước. Sắc mặt nghiêm túc khí thế này không kém hơn so với thân long vệ của nước Euro là bao. Phùng Nhược Hy còn định lên tiếp nhưng rất nhanh đã bị Dư Thụ Tùng cản lại.
Đầu óc anh ta vẫn còn tỉnh táo. Bao nhiêu binh lính như vậy, linh lực của anh ta lại không thể nào phát huy, tuy công phu của anh ta và em họ không tệ, nhưng hai địch 50 thì hoàn toàn không có khả năng thắng. Đưa bọn họ đi hết. Binh lính đứng đầu mặc áo giáp đen lạnh lùng nói. Đừng, nghe tôi nói một câu, chúng tôi chỉ cần quả thánh mà thôi, chỉ cần cho chúng tôi lập tức rời đi. Dư Thụ Tùng vẫn không chết tâm nói. Quả thánh, binh lính mặc giáp đen lạnh lùng hỏi, đôi mắt đen nhánh quan sát ba người bị bao vây ở chính giữa. Xem ra các ngươi đều vì quả thánh mà tới, có điều có thể lấy được hay không phải xem tạo hóa của các ngươi, bây giờ các ngươi buộc phải theo ta đi gặp chủ nhân. Tôi không. Phùng Nhược Hy đang định từ chối thì nghe thấy Lâm Thanh Diện đứng bên cạnh nhàn nhạt nói, được tôi đồng ý đi cùng mấy người. Chương 1312, Điện Chủ Vân Hạc. Thằng danh con chết tiệt. Mấy người Phùng Nhược Hy lạnh lùng nhìn chăm chằm Lâm Thanh Diện, lúc nãy mình đánh với hai tên binh sĩ kia anh ta chẳng hề nhúng tay vào, thế mà giờ, đối phương nói cái gì, anh ta liền đồng ý cái đó. Đúng là danh con không có cốt khí. Phùng Nhược Hy đặt biệt hiệu này cho Lâm Thanh Diện. Mười mấy binh sĩ đi tới với vẻ mặt trang nghiêm, không nói câu nào, đã chĩa trường đao vào lưng ba người Lâm Thanh Diện. Đi! Ba người cứ thế bị áp tải đi về phía trước. Lâm Thanh Diện hoàn toàn phớt lờ, chỉ là một thanh trường đao mà thôi, chỉ cần anh muốn, thì có thể cướp đao giết ngược lại bọn họ trong vòng một phút, nhưng anh thoáng cảm thấy nơi này khác với Long Đàm, nơi này có thể phong ấn linh lực trong người anh, làm anh không thể phát huy tu vi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai người này lại không biến ra được vũ khí. Hơn nữa, nếu quả thánh quan trọng như thế, thì anh lựa chọn đi hỏi chủ nhân nơi này, mới là sáng suốt nhất. Không ngờ, bí cảnh mà anh tiến vào lần này lại thần kỳ đến thế, nếu Long Đàm là bí cảnh số 1 vậy thì giờ, một nơi như chốn bồng lai tiên cảnh thế này sẽ là bí cảnh số 2. Trong bí cảnh, Lâm Thanh Diện rất khó tưởng tượng một bí cảnh thế này lại do tạo hóa ban tặng. Hai binh sĩ cao lớn thô kệch áp tải hai người Dư Thụ Tùng và Phùng Nhược Hy, Lâm Thanh Diện thì theo sát phía sau, khoảng 10 phút sau, bọn họ đi tới một nơi tương tự như pháo đài. Lâm Thanh Diện ngước mắt lên nhìn, tòa pháo đài này cao chọc trời, tường thành cao đến mức ngay cả đại bàng cũng không thể nào bay qua được. Bên ngoài pháo đài là một hộ thành hà, con sông cũng không lớn, nhưng đủ ngăn cản bước tiến kẻ địch. Sau khi kết nối với người giữ tường thành, thì một tấm gỗ to lớn từ từ hạ xuống. Đi thôi. Binh sĩ mặc áo giáp đen nói với ba người Lâm Thanh Diện. Rõ ràng Dư Thụ Tùng rất thất vọng, còn Phùng Nhược Hy thì vẫn lạnh lùng, hoàn toàn không để tâm đến việc cô đang bị người khác kề dao vào cổ. Lâm Thanh Diện nhấc chân đi vào pháo đài. Anh nhanh chóng nhìn xung quanh, hy vọng có thể phát hiện một số tin tức liên quan đến quả thánh. Nhưng bí cảnh này quá thần kỳ, hồn lực của anh cũng không thể nào phóng ra được, vì thế Lâm Thanh Diện không nhận được nhiều thông tin hữu ích. Vừa bước vào trong pháo đài, đập vào mắt mọi người là một bãi cỏ xanh ngát, rồi con đường mòn lát đá cuội uốn lượn dẫn đến cung điện nguy nga lộng lẫy ở trung tâm. Ở hai bên đường, cứ cách 2 mét sẽ có một binh sĩ cầm thương thép nhìn mấy người Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt cảnh giác. Rõ ràng, bọn họ đã xem mấy người Lâm Thanh Diện và Dư Thụ Tùng là kẻ xâm lấn. Thoáng chốc ba người đã đi tới cửa cung điện, mấy binh sĩ đi trước bắt đầu canh chừng mấy người Lâm Thanh Diện, còn binh sĩ mặc áo giáp đen thì đẩy cửa đi vào trong. Rất nhanh, bên trong đã truyền ra một giọng nói nam tính. Dẫn ba kẻ xâm nhập vào đây. Mấy người Lâm Thanh Diện cùng bước vào cung điện. Lâm Thanh Diện quan sát xung quanh, là người nhà họ Lâm, tất nhiên anh có thể nhìn ra e rằng chỉ là một chiếc bình sứ trong cung điện cũng có lịch sử hơn 500 năm, nếu lấy một món đồ được trưng bày ở bên trong ra bên ngoài, thì nó sẽ trở thành vật phẩm quý giá chấn động toàn thế giới, ngay cả người có tâm lý vững chắc như Lâm Thanh Diện cũng thầm bái phục, thậm chí đồ cổ trong cung điện này còn nhiều hơn tài sản riêng nhà họ Lâm. Dư Thụ Tùng cũng xuất thân từ gia tộc lớn như Quy Lai Trang, tất nhiên mắt nhìn cũng không tầm thường. Thấy nhiều bảo bối có giá trị liên thành như vậy, thậm chí anh ta còn nảy sinh ý định sau khi hoàn thành chuyện này sẽ quét sạch hết tất cả. Bọn họ lại đi thêm 10 bước nữa. Lâm Thanh Diện nghiêm túc nhìn thì thấy trước mặt mình có một lão giả tóc hoa râm, mặc đồ cổ trang, đang ngồi trên ngai vàng của vua. Trên mặt lão giả không có biểu hiện gì, nhưng Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được rõ ràng lão giả rất khó chịu với ba người bao gồm cả anh. Quỳ xuống. Binh sĩ hai bên đồng loạt hô lên, vang vọng khắp đại sảnh. Mấy người dựa vào cái gì mà bắt tôi quỳ? Phùng Nhược Hy bất mãn nói quỳ xuống. Binh sĩ hai bên lại đồng loạt hô lên. Tôi không quỳ, lão già này, tôi đi trên sa mạc mấy ngày trời, lúc nãy còn suýt bị ác long nuốt đi, không dễ gì mới tới được chỗ này, nhưng ông thì hay rồi, bản thân được ngồi trên ghế còn bắt tôi quỳ xuống. Đừng có mơ, Phùng Nhược Hy ngạo mạn nói.
Tất nhiên Dư Thụ Tùng cũng ủng hộ em họ mình, là con trai trang chủ Quy Lai Trang, bình thường chỉ có anh hạ lệnh cho người khác, sao có thể quỳ xuống trước mặt một lão già trong bí cảnh được. Trên ngai vàng, chủ nhân cung điện nhìn ba người bọn họ, đúng lúc này, binh sĩ mặc áo giáp đen kia đi tới trước mặt Phùng Nhược Hy. Ông muốn làm gì, còn không mau mang mấy cái ghế ra đây, để chúng tôi ngồi xuống. Phùng Nhược Hy không hề nhận ra sát ý thoáng qua trong mắt đối phương, ánh mắt người đàn ông mặc áo giáp đen bình tĩnh, rồi trường đao trong tay bỗng chém thẳng vào chân Phùng Nhược Hy. Em họ cẩn thận. Dư Thụ Tùng hét lớn, nhưng anh ta không kịp đẩy Phùng Nhược Hy ra. Đúng lúc này, từ khi người đàn ông mặc áo giáp đen đi tới đây, Lâm Thanh Diện luôn đứng bên cạnh Phùng Nhược Hy, bỗng chú ý đến nhất cử nhất động của ông ta. Mắt thấy đối phương vung đao chém xuống, anh liền phản ứng, vươn tay kéo Phùng Nhược Hy về phía mình ngay. Nhưng vì tình huống xảy ra đột ngột, nên Lâm Thanh Diện dùng sức quá mạnh. Phùng Nhược Hy chưa nặng tới 50 kg, lại bị Lâm Thanh Diện kéo mạnh như vậy, nên lao thẳng vào ngực anh. Dư Thụ Tùng đứng bên cạnh thấy em họ mình bị Lâm Thanh Diện ôm ấp, thì ánh mắt đầy căm hận. Cũng may Phùng Nhược Hy cũng nhận ra, nên nhanh chóng thoát khỏi ngực Lâm Thanh Diện. Cô hơi nghiền ngẫm nhìn Lâm Thanh Diện, nhớ lại hồi trước ở Long Đàm, người đàn ông trước mặt cũng từng cứu cô 2 lần, giờ anh lại vội vàng cứu mình, giúp cô tránh khỏi vết chém của thanh trường đao. Cô ngày càng chắc chắn, người này đã thích cô. Lâm Thanh Diện không biết suy nghĩ của đối phương, mà ánh mắt rất bình tĩnh, sở dĩ anh cứu Phùng Nhược Hy là vì cảm thấy người này hơi khí phách khi thà chết chứ không chịu quỳ xuống, nhưng vẫn không thể che giấu sự chán ghét với người phụ nữ đầy ngạo mạn này. Binh sĩ mặc áo giáp đen không chém chúng, nên lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không chịu thua, mặc dù anh không thể phát huy thần hồn và linh lực, nhưng đừng quên rằng anh là người luyện nội kình và huyền kình, nên anh nghĩ chỉ cần dựa vào công phu này thì ở đây cũng chẳng có ai là đối thủ của anh. Dương cung bạc kiếm, Lâm Thanh Diện đã làm tốt chuẩn bị để chiến đấu rồi. Nhưng đúng lúc này, lão giả đang ngồi trên cao bông trầm giọng nói, Thiết Diện, ngươi lui xuống đi. Binh sĩ mặc áo giáp đen nghe vậy, cũng không nhiều lời, chỉ đi tới bên cạnh đứng thẳng lưng. Vì một câu nói của lão giả mà cục diện căng thẳng đã được xoa dịu. Dư Thụ Tùng cũng khế thở phào nhẹ nhõm, Phùng Nhược Hy cảm thấy đối phương làm vậy là vì sợ mình, nên càng trở nên kiêu ngạo. Chỉ có Lâm Thanh Diện là nhận ra ở đây lão giả là người nói là làm, sự chấp hành và phục tùng tuyệt đối của thuộc hạ binh sĩ làm người khác phải kính phục. Lão giả từ tốn nói, tại hạ là Vân Hạc, là chủ nhân cung điện này, ba vị có thể tới được đây, thì chắc chắn đã vượt qua thử thách ở Long Đàm, nhất định ba vị cũng là cường giả ở bên ngoài, mấy trăm năm qua, ba vị là một trong những số ít người có thể đứng trong cung điện này, thật khiến người khác phải bái phục. Nếu ông đã biết sự lợi hại của chúng tôi, thì mau giao quả thánh ra đây, Phùng Nhược Hy nói. Vân Hạc khẽ cười, trầm giọng nói, cô gái này, ở đây chưa đến lượt cô làm chủ đâu. Chương 1313, luận võ chiêu thân. Anh, Phùng Nhược Hy đang định nổi giận lại bị Dư Thụ Tùng ở bên cạnh kéo lại. Trong cung điện này có hơn 300 binh sĩ, ít khó đánh lại nhiều, nếu Vân Hạc nổi giận, chỉ sợ hôm nay sẽ mất mạng ở tại nơi này. Vân Hạc nói tiếp, tôi cũng biết mục đích ba người đến đây ngày hôm nay, tất cả đều vì quả thánh, nhưng nói thật các người cũng biết rõ điểm khác biệt ở nơi chúng tôi, những thứ như linh lực này nọ không thể nào phát huy ra được. Lâm Thanh Diện âm thầm gật đầu, xem ra tên Vân Hạc này cũng biết được chỗ thần kỳ của bí cảnh. Quả thánh có thể tăng cao tu vi cho những người tự xưng là người tu hành như các người, nhưng mà đối với chúng tôi thì không có tác dụng quá lớn, Vân Hạc nói. Lâm Thanh Diện nhíu mày, chủ nhân của tòa cung điện này nói cũng khá có lý. Đối với anh và Dư Thụ Tùng mà nói, quả thánh chính là bảo vật vô cùng quý hiếm, nhưng đối với những người trong bí cảnh này thì lại không có tác dụng gì. Bí cảnh ngăn cản tất cả kinh khí và hồn lực, tuy binh lính nơi này có dáng người vạm vỡ cao to nhưng lại không hề có tu vi. Nếu đã thế, hy vọng điện chủ có thể giao quả thánh ra, Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói. Vân Hạc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó nói, cũng không phải không thể cho, nhưng mà các ngươi có 3 người, mà chúng tôi chỉ có 1 quả thánh, rốt cuộc là phải cho ai? Đương nhiên là cho tôi. Dư Thụ Tùng không chút suy nghĩ lập tức trả lời, Phùng Nhược Hy đương nhiên cũng đứng về phía anh họ. Lâm Thanh Diện chỉ lạnh lùng liếc nhìn bọn họ không nói gì. Vân Hạc vô cùng hứng thú, ông đương nhiên có thể nhìn ra được Lâm Thanh Diện là cô đơn một mình, không phải cùng một phe với nhóm Dư Thụ Tùng. Sao nào, cậu trai trẻ, người ta đã lên tiếng, không lẽ cậu không muốn tranh thủ một chút sao? Vân Hạc hỏi Lâm Thanh Diện. Ánh mắt Lâm Thanh Diện vô cùng bình tĩnh, lanh nhạt nói, không sao cả, cho dù ông cho bọn họ quả thánh thì cuối cùng nó cũng sẽ rơi vào tay của tôi.
Những lời này thật sự chọc cho nhóm Dư Thụ Tùng tức muốn nổ phổi. Nhóc con, đừng có ngông cuồng, anh nói chúng tôi không đánh lại anh sao? Nói cho anh biết, lúc ở sa mạc, nếu không phải có bão cát thì thằng nhóc con anh đã chết từ lâu rồi. Đúng đó, anh họ tôi có thân thủ rất mạnh, chỉ dựa vào anh, hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ấy. Đừng tưởng rằng anh cứu tôi 3 lần thì tôi sẽ mang ơn anh, ai mà không biết trong lòng anh đang nghĩ gì chứ, Phùng Nhược Hy cũng nói. Bọn họ cũng biết rõ nếu hai bên so tu vi cho dù hai người đao kiếm hợp nhất thì cũng không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện. Việc này, khi còn ở Long Đàm, Lâm Thanh Diện cũng đã thể hiện ra tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng bây giờ lại khác rồi, chỗ này không phân chia tu vi cao thấp, chỉ so đánh thực lực nằm đấm. Dư Thụ Tùng học võ từ nhỏ, nội kình đã đến viên mãn, hơn nữa Quy Lai Trang cũng cất giữ không ít sách võ thuật quý hiếm. Dư Thụ Tùng đương nhiên sẽ cho rằng anh chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta. Cô rất xấu, Lâm Thanh Diện khẽ nói. Phùng Nhược Hy lập tức hóa đá, anh nói gì thế? Lâm Thanh Diện không quan tâm đến cô, nói với Dư Thụ Tùng, nhớ cho kỹ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh anh. Anh, Dư Thụ Tùng cũng nắm chặt tay lại, rất muốn liều mạng với Lâm Thanh Diện ngay tại chỗ. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không để hai tên nhỏ bé như hai con kiến này vào mắt. Quy Lai Trang thì sao chứ, Dư Thanh Phong nhìn thấy anh còn phải cung kính, đây chỉ là một tên ăn chơi quậy phá mà thôi, cũng dám đứng đây la hét với anh. Vân Hạc đứng trên cao nhìn thấy tất cả mọi chuyện đang diễn ra, ông mỉm cười nói, các cậu cũng đừng kích động, tuy tôi đã đồng ý cho các người quả thánh, nhưng nó cũng không ở trong tay tôi. Hả? Dư Thụ Tùng hơi bực bội, ông già này đang chơi bọn họ à? Xin hỏi điện chủ quả thánh ở nơi nào? Tôi có thể tự đi tìm, Lâm Thanh Diện nói. Vân Hạc khá hài lòng với thái độ cung kính của Lâm Thanh Diện. Ông cười nói, tuy quả thánh không ở trong tay tôi, nhưng là do chúng tôi cất giữ. Sau đó ông vỗ tay nói, Giao Nhi, ra đây đi. Vừa nói xong, có một cô gái từ bên cạnh bước ra. Cô mặc một chiếc áo dài màu trắng, dáng người thướt tha như ẩn như hiện, ánh mắt cô mơ màng giống như ai oán, gương mặt xinh đẹp như vừa bước ra từ trong truyện tranh. Cô gái đi đến bên cạnh Vân Hạc cười nói, Giao Nhi, hôm nay có 3 vị khách quý đến, con chào hỏi bọn họ đi. Cô gái nhìn 3 người đứng bên dưới, lạnh nhạt ôm tay chào, cũng không nói gì. Lúc này, hai mắt Dư Thụ Tùng đã đăm đăm, anh nhịn không được nuốt nước bọt. Thật không ngờ rằng trong bí cảnh này lại có một người phụ nữ xinh đẹp như thế. Phùng Nhược Hy đứng bên cạnh nhìn cô gái đứng trên đài bằng ánh mắt đầy thù địch thâm so sánh trong lòng, nhưng càng so sánh thì càng phát hiện ra cho dù là gương mặt, dáng người hay khí chất của cô gái kia đều hơn xa cô. Sau đó, cô lại nhìn vẻ mặt như một kẻ theo đuổi cuồng si của Dư Thụ Tùng, trong lòng lại càng thù hẳn hơn. Anh họ anh mà còn nhìn nữa thì sẽ rơi nước bọt đó. Phùng Nhược Hy chào phúng nói, lúc này Dư Thụ Tùng mới phát hiện ra anh hơi mất khống chế, vội vàng thu lại vẻ mặt nhưng vẫn nhịn không được nhìn cô gái kia thêm vài lần. Khác hẳn với Dư Thụ Tùng, Lâm Thanh Diện bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô gái đứng trên đài rất xinh đẹp, trong lòng Lâm Thanh Diện rất đồng ý về điểm này, nhưng các cô gái mà Lâm Thanh Diện quen biết có cô gái nào mà không phải là người xinh đẹp nhất trần đời chứ? Huống chỉ nếu chỉ bàn về mặt nhan sắc Hứa Bích Hoài cũng không thua kém cô. Vì thế, Lâm Thanh Diện chỉ nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt về. Xin hỏi điện chủ cô gái này là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi, tên họ là gì? Dư Thụ Tùng gấp gáp hỏi, chỉ chờ hỏi xem người ta đã gả chồng chưa? Vân Hà cười nói, đây là con gái tôi, tên là Vân Tịch Giao. Dư Thụ Tùng thầm gật đầu, nghĩ thầm, ông già này trông rất bình thường nhưng lại sinh được một cô con gái xinh đẹp như thế, xem ra mẹ của cô gái này chắc chắn là một người cực kỳ xinh đẹp, quả nhiên, khả năng sao chép tốt thật. Lâm Thanh Diện tỉnh bơ, Vân Hạc giới thiệu con gái của ông vào lúc này chắc chắn có ý đồ khác. Vân Hạc nói tiếp, quả thánh mà các ngươi muốn là do con gái của tôi đích thân cất giữ. Nghe vậy, Lâm Thanh Diện hơi ngẩn ra, hai mắt Dư Thụ Tùng cũng đã tỏa sáng. Anh lập tức bước lên, cung kính cúi người chào, sau đó nở một nụ cười tự cho rằng rất đẹp trai nói, em Tịch Giao, không biết có thể giao quả thánh cho ta không, nếu giao cho tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không quên ngươi. Phùng Nhược Hy nghe xong, cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, giỏi thật mới có vài phút mà đã bắt đầy gấp gáp đổi xưng hô người ta thành em gái rồi. Ai ngờ, Vân Tịch Giao lại đáp trả với vẻ mặt lanh như băng, ai là em gái của ngươi? Câu nói này thật ra cũng là Dư Thụ Tùng hơi lúng túng không biết làm sao, nhưng anh vẫn cảm thấy giọng nói của Vân Tịch Giao cực kỳ êm tai. So với cô ta, cô em họ đứng bên cạnh lập tức trở nên tẻ nhạt nhàm chán.
không biết phải là sao mới có thể lấy được quả thánh của cô nương, hy vọng được nói cho biết, Lâm Thanh Diện cũng nói. Anh chỉ có thể ở trong bí cảnh 3 ngày, Lâm Thanh Diện nhất định phải cố gắng hết sức lấy được quả thánh trong thời gian nhanh nhất. Vân Tịch Giao nhìn Lâm Thanh Diện cũng không nói gì, chỉ thì thầm với phụ thân của cô một lúc. Vân Hạc mỉm cười, các vị đừng khách sáo, lần đầu tiên con gái tôi nhìn thấy người ngoài nên có chút ngượng ngùng, là thế này, ngày mai chỗ chúng ta sẽ tổ chức một trận thi đấu, người giành chiến thắng cuối cùng, trừ quả thánh ra, cũng sẽ đính hôn con gái tôi cho người đó, bởi vì chuyện này có liên quan đến hôn nhân đại sự của con gái, nếu vị cô nương bên dưới giành được thắng lợi thì chỉ có thể lấy đi quả thánh mà thôi. Luận võ chiêu thân, Dư Thụ Tùng buột miệng thốt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng. Vân Hạc khẽ gật đầu nói, ba người các ngươi có thể đi xuyên qua Long Đàm đến nơi này, như thế võ công tu vi chắc chắn không tầm thường, không biết các ngươi có đồng ý với chuyện tôi vừa nói khi nãy hay không? Đồng ý. Dư Thụ Tùng lập tức đồng ý không chút do dự nào, ánh mắt nhìn về phía Vân Tịch Giao tràn ngập dục vọng, giống như Vân Tịch Giao đã là thứ trong tay anh ta. Anh họ anh, mặt Phùng Nhược Hy đỏ bừng, lập tức giơ tay tát lên mặt Dư Thụ Tùng. Dư Thụ Tùng không thèm để ý, bây giờ trong mắt anh toàn là Vân Tịch Giao, làm gì còn có thể chứa thêm em họ của anh nữa. Vân Hạc bình tĩnh hỏi Lâm Thanh Diện, cậu ta không có ý kiến, vậy cậu thì sao? Lâm Thanh Diện bước lên bình tĩnh nói, tôi có thể tham dự thi đấu, nhưng tôi không thể cưới con gái của ông. Chương 1314, AI đến. Vừa mới thốt ra lời này, giống như một quả bom vậy. Ngay cả Vân Tịch Giao vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh từ khi bước vào đến tận bây giờ cũng hiện lên một chút nghi ngờ. Vân Hạc lại càng buồn bực, sau đó lại tức giận, đứng dậy chỉ thẳng vào Lâm Thanh Diện, cậu nói vậy là có ý gì? Không lẽ con gái nhà tôi còn không xứng với cậu sao? Khi nói chuyện, binh lính ở hai bên đồng loạt bước lên một bước, trường đao đều chỉ vào phía Lâm Thanh Diện. Trong cung điện tràn ngập không khí sơ sát tiêu điều. Điện chủ thắng nhóc này điên rồi, ông đừng để ý đến anh ta không tham dự thì tôi tham dự là được. Dư Thụ Tùng bước lên nói, nghĩ thầm nếu anh tham gia thì không phải anh sẽ thiếu đi một đối thủ sao. Ai ngờ, Vân Hạc không thèm nhìn Dư Thụ Tùng, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Lâm Thanh Diện. Tốt nhất cậu phải cho tôi một câu trả lời hợp lý, phải biết là ở nơi này không có ai dám trái lệnh tôi cả. Lâm Thanh Diện không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, thẳng lưng ưỡn ngực nói, điện chủ tôi đến nơi này chỉ vì quả thánh, 3 hôm sau tôi chắc chắn sẽ rời đi, hơn nữa tôi đã có vợ, hơn nữa cũng đã có một cô con gái vô cùng đáng yêu, vì thế tôi không thể đồng ý cưới con gái của ông được, đây là không chịu trách nhiệm với cô ta cũng không chịu trách nhiệm với vợ của tôi, chuyện này tôi không thể làm được. Vân Hạc trầm mắt xuống, nhưng sau khi nghe Lâm Thanh Diện giải thích xong lại có một chút nghi ngờ, ồ thì ra cậu đã cưới vợ, nhưng đại trượng phu tam thê tứ thiếp cũng là chuyện rất bình thường, huống chỉ thi đấu vẫn còn chưa bắt đầu, sao cậu biết bản thân chắc chắn sẽ chiến thắng chứ? Điện chủ, Lâm Thanh Diện còn định nói gì đó, lại bị Vân Hạc ngắt lời, được rồi, hôm nay ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho 3 người các cậu, mọi chuyện cứ chờ đến ngày mai thi đấu xong lại nói tiếp. Nói xong, Vân Hạc tức giận rời khỏi, Vân Tịch Giao cũng đi theo, lúc rời đi, giống như vô tình mà liếc nhìn Lâm Thanh Diện ở bên dưới. Cái liếc nhìn này không quen trọng, nhưng lại làm Dư Thụ Tùng vui như mở cờ trong bụng. Liếc mắt đưa tình, cô gái này rõ ràng là thích mình rồi. Mời 3 vị đi theo tôi. Thiết Diện nói với bọn họ, sau đó dẫn bọn họ đi. Nhóm Lâm Thanh Diện theo sát phía sau, chỉ chốc lát đã được sắp xếp vào phòng riêng của mỗi người nghỉ ngơi. Nhìn chung thì ông điện chủ này cũng không tệ, không phải kiểu người ngang ngược. Trừ khi anh vừa mới bước vào nơi này, nhưng binh lính kia tràn đầy địch ý với anh ra, cái tên Vân Hạc này cũng không tệ. Nhưng sao cô ta vừa bước lên đã muốn luận võ chiêu thân rồi? Hay là cô ta thật sự thích anh hay là Dư Thụ Tùng? Hay là còn có ý đồ gì khác? Lâm Thanh Diện ngồi trong phòng, trong đầu suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra lý do, anh dứt khoát lại thử thúc đẩy thần hồn chỉ lực nhưng vẫn giống như lúc trước, không có bất cứ hiệu quả gì. Tới đâu hay tới đó, Lâm Thanh Diện nằm trên giường mềm mại, chiến đấu một trận với Hắc Long xong, bây giờ anh cũng hơi mệt mỏi rồi. So với anh thì trong phòng của Dư Thụ Tùng lại ồn ào hơn nhiều. Dư Thụ Tùng, anh nói cho em biết, rốt cuộc anh có ý gì? Nếu hôm nay anh không nói cho rõ ràng, em sẽ không bỏ qua cho anh. Trong phòng, Phùng Nhược Hy một tay chống nạnh, tay còn lại chỉ thẳng vào Dư Thụ Tùng đang ngồi trên giường hỏi. Dư Thụ Tùng mặt mày vô tội, ý gì là gì chứ? Anh làm sao? Anh, không biết xấu hổ, Phùng Nhược Hy tức giận nói, trong mắt tủi thân ngập nước, tuy em là em họ hàng xa của anh, nhưng từ nhỏ đã học võ ở Quy Lai Trang cùng anh, bây giờ anh đối xử với em như thế sao?
Dư Thụ Tùng nhìn Phùng Nhược Hy, trong đầu lại toàn là hình bóng của Vân Tịch Giao. Em đang nói chuyện với anh có nghe không? Phùng Nhược Hy thấy Dư Thụ Tùng không có phản ứng gì, võ liên tục lên người anh. Dư Thụ Tùng thấy thế, lập tức kéo Phùng Nhược Hy vào trong lòng anh làm gì đó. Phùng Nhược Hy tức giận nói. Ui, em họ anh như thế nào với em, không lẽ em còn không biết sao? Nếu không lúc em sắp sửa bị Hắc Long nuốt sống ở Long Đàm, anh cũng đã không sốt ruột đến thế rồi, Dư Thụ Tùng nói. Vậy anh vừa nghe ông già Vân Hà kia nói đến luận võ chiêu thân, xem anh vội vàng như thế, giống như muốn lập tức cướp được người phụ nữ tên Vân Tịch Giao kia về, còn không phải là vì anh thấy cô A xinh đẹp sao? Phùng Nhược Hy nói với Dư Thụ Tùng. Cô ta đúng là rất xinh đẹp mà, Dư Thụ Tùng đáp lại theo bản năng. Anh! Nhưng Dư Thụ Tùng vội vàng giải thích người phụ nữ có xinh đẹp cỡ nào, trong mắt anh đều chỉ là mây bay. Vậy sao anh không nói là sẽ không cưới người phụ nữ đó giống như tên kia đi? Nói đến cùng thì anh cũng chỉ là ham sắc đẹp, Phùng Nhược Hy nói. Dư Thụ Tùng bất đắc dĩ lắc đầu, hay cho nên mới nói, phụ nữ các em cứ thích làm việc theo cảm tính, không biết đến kế hoạch vĩ đại trong lòng anh. Kế hoạch vĩ đại trong lòng anh, Phùng Nhược Hy hơi khó hiểu, đương nhiên, Dư Thụ Tùng đứng dậy, em đến cung điện này thì chắc cũng đã nhìn thấy, trong đây có rất nhiều thứ quý hiếm, món nào cũng có giá trị cực cao, huống chỉ quả thánh mà chúng ta cần còn đang trong tay Vân Tịch Giao, nếu muốn lấy được quả thánh thì ngày mai chắc chắn phải thắng trận thi đấu đó. Rồi sao? Dư Thụ Tùng trầm giọng nói, cho nên ngày mai anh nhất định phải thẳng, như thế chúng ta sẽ lấy được quả thánh như mong muốn. Hơn nữa anh nghĩ, Vân Tịch Giao là con gái của Vân Hạc của hồi môn chắc chắn sẽ rất xa xỉ. Em đừng quên, sau khi ba của anh trải qua kiếp nạn lần trước, thực lực của Quy Lai Trang đã tụt xuống rất nhiều. Nếu những thứ đó thuộc về anh, Quy Lai Trang sau này chắc chắn có thể phát triển thêm một bậc. Nhưng, chẳng lẽ anh nhất định phải cưới người phụ nữ kia sao? Phùng Nhược Hy nghe xong lại hỏi, em họ, Dư Thụ Tùng bước lên ôm eo Phùng Nhược Hy nói nhỏ, em yên tâm, anh hứa với em, nếu ngày mai anh chiến thẳng thi đấu cưới được Vân Tịch Giao, anh lập tức yêu cầu làm hôn lễ, sau khi anh lấy được những thứ anh muốn rồi, sẽ lấy cớ về báo cho ba để rời khỏi nơi này. Có được không? Phùng Nhược Hy ngây ngốc hỏi. Đương nhiên, 10 năm bí cảnh mới mở một lần, chỉ cần anh ra ngoài, bọn họ muốn tìm được anh còn khó hơn lên trời. Anh họ. Phùng Nhược Hy nhào vào lòng đối phương, nếu như thế thì cô đúng là hồ đồ thật, thì ra Dư Thụ Tùng luôn nghĩ cho Quy Lai Trang. Em họ, nếu chuyện này có thể thành công, sau khi quay về anh nhất định sẽ nói cho ba, để chúng ta kết hôn, vì thế cuộc thi đấu ngày mai nhất định không được có sai sót gì, Dư Thụ Tùng nói. Phùng Nhược Hy ngẩng đầu nhìn anh cần em làm gì? Anh không lo những người khác, nhưng anh thật sự không yên tâm về thằng nhóc kia, nói thật khi ở Long Đàm, thực lực của anh ta làm anh rất hoảng sợ, Dư Thụ Tùng lại nói tiếp, nhưng cũng may mà nơi này không thể sử dụng linh lực, chỉ dựa vào công phu quyền cước thì anh cũng không sợ anh ta, nhưng mọi chuyện đều phải chuẩn bị cẩn thận, không một sai sót nào, cho nên chỉ có thể dựa vào em. Dựa vào em? Ừ. Dư Thụ Tùng nhìn Phùng Nhược Hy đang khó hiểu, nói thằng nhóc đó từng cứu em 2 lần ở Long Đàm, lúc nãy ở trên đại đường còn làm em không cần phải quỳ, anh xem hơn 80% là thích em rồi. Anh họ anh nói bậy bạ gì đó, Phùng Nhược Hy đỏ mặt nói, anh đương nhiên biết em sẽ không phản bội anh, nhưng muốn thẳng thì chắc chắn phải làm một vài thứ. Nói xong anh lấy một cái hộp sắt hình vuông ra, vừa mở ra đã thấy bên trong đựng một viên đan dược đỏ thẫm. Đây là, Phùng Nhược Hy hỏi. Trước khi đi ba đã giao cho anh, là do người của công hội luyện kim lúc trước từng tặng cho nhà họ Dư chúng ta, em cho anh ta nuốt viên đan dược này vào, ngày mai tên kia sẽ chết bất đắc kỳ tử, Dư Thụ Tùng nói xong tiện tay bỏ viên độc dược vào trong tay Phùng Nhược Hy, nhưng em phải làm sao mới làm anh ta uống nó chứ? Phùng Nhược Hy hơi ngơ ngác hỏi, thằng nhóc kia cũng sẽ không ngu đến mức chủ động nuốt một viên đan dược không rõ nguồn gốc đúng không? Dư Thụ Tùng cười nhạt, đánh giá dáng người quyến rũ thướt tha của Phùng Nhược Hy từ trên xuống dưới, chuyện này, phải xem bản lĩnh của em rồi. Phùng Nhược Hy nghe vậy lập tức hiểu rõ ý của Dư Thụ Tùng. Hơn 10 giờ tối, trước cửa phòng của Lâm Thanh Diện, lúc nãy Lâm Thanh Diện vừa mới nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ cảm thấy đã khôi phục bình thường, bây giờ đang ngồi trên ghế dựa đọc mấy. Cuốn sách được bày biện trong phòng anh. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Lâm Thanh Diện hơi khó hiểu, giờ này có ai đến đây nhỉ? Chương 1315, tiếng đàn lúc nửa đêm. Ai đó? Lâm Thanh Diện ngồi trong phòng gọi. Nhưng bên ngoài không có ai trả lời, vẫn như cũ khẽ gõ nhẹ lên cửa phòng. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa. Sau khi nhìn thấy Phùng Nhược Hy, Lâm Thanh Diện theo bản năng nhìn đối phương bằng ánh mắt đề phòng. Khuya thế này rồi, cô đến đây làm gì? Có phải tìm nhầm phòng không?
Lâm Thanh Diện nói. Phùng Nhược Hy mặc một cái áo thun đen bó sát, bên dưới là một cái quần jean bó chặt mông, dáng người khá là nóng bỏng, ánh mắt của cô như chất chứa ngàn vạn lời nói. Nhưng Lâm Thanh Diện cũng không dừng ánh mắt trên người cô quá lâu, Phùng Nhược Hy cũng không để ý đến. Tên này rõ ràng là thích cô, nhưng cứ cố ý giả bộ như phong độ lịch thiệp lắm, đạo đức giả. Phùng Nhược Hy nghĩ thầm trong lòng, phả ra hơi thở như hương lan, tôi không đi nhầm phòng, tối nay đến đây là để thăm anh. Thăm tôi. Lâm Thanh Diện nổi lên lòng nghi ngờ, bình tĩnh nói, giờ này không phải cô nên ở trong phòng của anh họ cô sao, đến phòng tôi làm gì? Hai, đừng nhắc đến anh họ tôi nữa. Trong mắt Phùng Nhược Hy lóe lên vẻ buồn bã, không còn vẻ ngang ngược như lúc trước. Cô gái này đổi tính à? Lâm Thanh Diện không tin. Anh cũng nhìn thấy rõ biểu hiện của anh họ tôi ngày hôm nay rồi, anh ấy có mới nới cũ, rõ ràng là thích cô con gái Vân Tịch Sao của điện chủ rồi, Phùng Nhược Hy vừa nói, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lâm Thanh Diện. Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Thanh Diện thờ ơ. Ừ. Lâm Thanh Diện chỉ lạnh nhạt trả lời. Phùng Nhược Hy vẫn chưa bỏ cuộc, cố ý nói, so với anh ta thì bây giờ tôi lại cảm thấy anh mới là người đàn ông thật sự, những lời anh từng nói ở đại điện mới là lời mà một người đàn ông chân chính phải nói. Lâm Thanh Diện không quan tâm cười cười, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của tôi mà thôi, không có gì to tát cả. Ai nói? Phùng Nhược Hy tận dụng kẽ hở, tối hôm nay tôi cãi nhau với anh họ của tôi, cẩn thận ngẫm lại, lúc trước tôi đối xử với anh như thế nhưng anh vẫn đối xử tốt với tôi, ngược lại là tôi không đúng. Khoan đã. Lâm Thanh Diện ngắt lời cô nói, tôi đối xử tốt với cô. Tôi đối xử tốt với cô ở chỗ nào? Sao tôi lại không biết? Ai nói, không lẽ anh đã quên, lúc trước ở Long Đàm anh đã cứu tôi hai lần, sau đó lúc ở trên đại điện anh còn kéo người ta vào lòng anh nữa. Nói xong, trên mặt Phùng Nhược Hy dần dần ửng hồng. Lâm Thanh Diện nghe xong, lại nhìn vẻ mặt này của đối phương, cuối cũng hiểu. Thì ra người phụ nữ này đến đây vào lúc đêm hôm khuya khoét như thế, là để báo ân sao? Cô nghĩ nhiều rồi, đó chỉ là động tác theo bản năng của tôi mà thôi, cũng không phải là đối xử tốt với cô, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, sau đó lập tức đóng cửa phòng lại, trời tối rồi, tôi muốn đi ngủ. Khoan đã! Phùng Nhược Hy giơ tay chặn cửa lại, hơi vội vàng nói, mọi người thường hay nói hành động theo bản năng là thứ thể hiện nội tâm của một người rõ ràng nhất, lúc trước anh theo bản năng bảo vệ tôi, không phải cũng có nghĩa là anh rất thích tôi hay sao? Lâm Thanh Diện lập tức hóa đá, có thể nói, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phùng Nhược Hy, anh chưa bao giờ có tí hảo cảm nào đối với một người phụ nữ ngang ngược tùy hứng này cả. Người phụ nữ này lấy đâu ra tự tin, hay là còn có dụng ý gì khác? Lâm Thanh Diện không có nghĩ nhiều, chỉ lạnh lùng nói lại lần nữa, cô nghĩ nhiều rồi, tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có cảm giác gì với cô. Anh! Trong mắt Phùng Nhược Hy toát ra chút tức giận, cô vốn nghĩ dựa vào việc Lâm Thanh Diện thích cô, sau đó cố ý tiếp cận đối phương, rồi tìm cơ hội bỏ viên độc dược kia vào trong nước để anh uống vào. Nhưng cô đứng ở cửa suốt 10 phút nhưng còn chưa bước qua được cửa phòng. Tôi biết anh chắc chắn đang rất lo lắng về vợ của anh, nhưng anh yên tâm, chúng ta đang ở ngoài, tôi cũng sẽ không nói chuyện tối nay cho cô ấy biết, tôi đã nghĩ rất rõ, so với anh họ, anh mới là một người đàn ông chân chính, cho dù là tài năng hay tu vi thì cũng đều cao hơn anh họ của tôi rất nhiều. Lâm Thanh Diện cười khẩy, cái tên Dư Thụ Tùng có tài đức gì để so sánh cùng anh chứ? Tối này tôi cũng không có yêu cầu gì khác, nếu anh họ đã thay lòng đổi dạ tôi chỉ muốn trôi qua một đêm tốt đẹp cùng anh, cho dù tối nay anh chỉ ngồi tâm sự cùng tôi cũng đã hài lòng, Phùng Nhược Hy sốt ruột nói. Tâm sự với cô, xin lỗi, tôi muốn ngủ. Nói xong, Lâm Thanh Diện lại đóng cửa mạnh hơn. Cái tên này, biến. Lâm Thanh Diện không thể nhịn được nữa, mở miệng mắng, sau đó lập tức đóng chặt cửa lại. Phùng Nhược Hy ở bên ngoài mặt mày ngơ ngác, cô hoàn toàn không ngờ rằng không chỉ cô, mà cả Dư Thụ Tùng cũng thế, cả hai đều đã đoán sai về Lâm Thanh Diện rồi. Người ta hoàn toàn không có bất cứ cảm giác gì với cô, thậm chí từ cách nói năng và hành động của anh vào tối nay là có thể thấy được anh cực kỳ ghét cô, lười đến nói chuyện cùng cô. Đáng chết, mình đang làm gì thế này? Mắt Phùng Nhược Hy bốc lửa, vì muốn kế hoạch tối nay thành công, cô còn cố ý đi thay một bộ quần áo nóng bỏng, nhưng xem ra mọi thứ đều cực kỳ buồn cười. Cái tên này chắc chắn đang nằm trên giường cười nhạo cô. Phùng Nhược Hy nghĩ thầm trong lòng, trong tay nắm chặt viên độc dược màu đỏ sậm, thầm thề cuộc thi đấu ngày mai nhất định phải dạy cho Lâm Thanh Diện một bài họ. Mà rõ ràng lần này cô cũng suy nghĩ nhiều rồi, Lâm Thanh Diện nằm trong phòng hoàn toàn không hề nghĩ quá nhiều về việc Phùng Nhược Hy dụ dỗ anh tối đêm nay.
Lúc này anh đang nắm trên giường, tay cầm ảnh của Bích Hoài và nặc nặc trong đầu toàn là hình bóng của hai mẹ con khoảng hơn một tiếng sau, bây giờ đã rất khuya rồi. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần ập đến, đang chuẩn bị thay quần áo đi ngủ, đột nhiên có một tiếng đàn du dương vang lên trong buổi tối yên tĩnh. Lâm Thanh Diện nhíu mày lại, tiếng đàn này làm cơn buồn ngủ anh vừa ấp ủ bay đi mất. Người phụ nữ này còn chưa chịu thôi nữa. Lâm Thanh Diện còn tưởng là cô Phùng Nhược Hy kia phá rối, vừa mới chuẩn bị mở cửa phòng ra hỏi cô ta định làm gì, nhưng mới đi được vài bước thì anh lại ngừng lại. Lúc này Lâm Thanh Diện đã bị tiếng đàn du dương kia hấp dẫn, trong tiếng đàn này hình như còn mang theo chút ý ai oán. Lâm Thanh Diện mở cửa sổ ra cẩn thận lắng nghe từ tiếng đàn ai oán này, anh đã đoán được người đang đàn chắc chắn không phải là người phụ nữ như Phùng Nhược Hy vậy là ai. Lâm Thanh Diện tò mò, dù sao bây giờ cũng không ngủ được, dứt khoát đi ra ngoài tìm hiểu cho rõ. Ra khỏi phòng, lần theo hướng tiếng đàn, Lâm Thanh Diện nhanh chóng đi đến một cái lầu các ba tầng. Anh ngước mắt nhìn về phía trước, Lâm Thanh Diện nương theo ánh đèn tối tăm trên lầu ba, có thể nhìn thấy lúc này đang có một cô gái đứng ở bên cửa sổ mở ra, đang diễn tấu nhạc khúc này. Mà thông qua bóng người này, Lâm Thanh Diện nhanh chóng đoán ra được người đang diễn tấu chính là con gái của Vân Hạc, Vân Tịch sao. Đúng lúc này, ở đằng xa truyền đến tiếng bước chân. Lâm Thanh Diện như người trốn vào một góc cây một cạnh, thì ra là binh lính trong tòa cung điện này đang tuần tra ban đêm đợi nhóm binh lính này đi rồi, Lâm Thanh Diện lại bước ra lần nữa. Tiếng nhạc khúc vẫn cứ vang lên từng đoạn, Lâm Thanh Diện đã am hiểu cầm kỳ thư họa từ khi còn bé, đương nhiên cũng có thể nghe ra được tình cảm chất chứa trong âm nhạc của Vân Tịch sao, bất chi bất giác anh lại hơi ngẩn ngơ. Đúng lúc Lâm Thanh Diện đang đắm chìm trong nó, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Trên lầu các Vân Tịch Giao duỗi người ra ngoài chuẩn bị đóng cửa sổ lại. Đột nhiên, cô nhìn thấy hình như có một người đàn ông đang ngồi bên dưới, tuy buổi tối không thấy rõ lắm, nhưng Vân Tịch Giao vẫn có thể thông qua quần áo mà đoán được người đàn ông này chắc. Chắn không phải là binh lính tuần tra trong cung điện. Ai ở bên dưới? Vân Tịch Giao hơi căng thẳng hô to. Lâm Thanh Diện ngước mắt lên xem, hai người vừa khéo chạm phải ánh mắt của nhau. Là anh. Đôi gò má trắng nón của Vân Tịch Giao lập tức hiện lên vẻ đỏ ửng. Lâm Thanh Diện nghe tiếng đàn của người ta, lại bị người ta phát hiện, anh đứng dậy trầm giọng nói, xin lỗi, bị tiếng đàn của cô hấp dẫn đến nơi này, nếu như có quấy rầy thì xin hãy thứ lỗi. Vân Tịch Giao nhìn Lâm Thanh Diện cũng không nói gì, đóng cửa sổ lại. Lâm Thanh Diện nhún vai, không quá để ý chuyện này. Nhưng lúc anh chuẩn bị rời khỏi nơi này, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Tịch Giao vốn đang ở trên lầu các đã đi xuống, hơn nữa vẻ mặt của cô rất hoảng loạn, trông có vẻ rất căng thẳng. Anh lại đây. Vân Tịch Giao vẫy tay với Lâm Thanh Diện, bất giác nhìn ngó hai bên. Chương 1316, trò chuyện suốt đêm. Lâm Thanh Diện khó hiểu nhìn cô, đêm hôm khuya khoắt cô công chúa này lại gọi anh qua, không lẽ cũng có ý đồ gì với anh sao? Không lẽ anh đã đẹp trai đến mức bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng đã nhất kiến trung tình rồi? Lâm Thanh Diện nghĩ thầm trong lòng, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mau đến đây, tôi có việc muốn nói với anh, lát nữa nếu bị binh lính gác đêm phát hiện ra thì anh sẽ thảm lắm đó. Cho dù bị binh lính phát hiện thì Lâm Thanh Diện cũng không thèm để ý đến, nhưng anh thấy cô nôn nóng như thế, gật đầu đi qua. Hai người đi lên cầu thang, lên lầu ba. Cô à, đêm hôm khuya khoắt trai đơn gái chiếc ở chung một phòng hình như cũng không được ổn lắm. Lâm Thanh Diện nói như đùa. Vân Tịch Giao không nói gì, chỉ mở cửa phòng ra. Mời vào. Vân Tịch Giao nói với Lâm Thanh Diện. Lúc đầu Lâm Thanh Diện còn hơi do dự, sau đó lại nghĩ, nếu cô công chúa này đã hào phóng như thế, anh cứ ngượng ngùng xoắn xít làm chi, không bằng nghe thử xem rốt cuộc cô muốn nói gì với anh. Bước vào, Lâm Thanh Diện ngửi được một mùi hương kỳ quái. Hương trong phòng của cô là Long Tiên sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Anh cũng biết sao? Vân Tịch Giao kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện. Long Tiên được chế tạo từ phân của cá nhà táng, mùi hương dài lâu, thời gian giữ mùi cũng dài. Bởi vì tính đặc biệt của nguyên liệu này, cho nên giá cả rất đắt đỏ, người xưa kể lại nó đều dành cho các vị hoàng thất quý tộc sử dụng. Lâm Thanh Diện cười gật đầu, trong nhà cũng có một ít cho nên tôi mới biết. Xem ra anh xuất thân từ gia tộc lớn, xin hỏi tên họ của anh là gì? Kinh Đô, Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nói ngắn gọn. Nếu bốn chữ này đặt trong đô thị bị người khác nghe thấy, thì người khác chắc chắn sẽ nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt đầy sùng bái và kính trọng. Nhưng sau khi Vân Tịch Giao nghe xong lại không có chút phản ứng nào. Kinh Đô,
Đó là đâu? Có phải cũng giống chỗ chúng tôi không? Vân Tịch Giao ngây thơ hỏi, trông có vẻ rất đáng yêu. Lâm Thanh Diện cười cười, kinh đô không yên tĩnh được như chỗ của cô, nhưng lại nhộn nhịp hơn nơi này, người đến người đi, xe cộ tấp nập. Ồ, Vân Tịch Giao gật đầu, cô ở trong bí cảnh, chỉ có thể dùng trí tưởng tượng để phác họa ra cảnh ở kinh đô. Nếu có cơ hội, thật sự rất muốn đến xem, nhưng sợ là kiếp này cũng không có cơ hội. Vân Tịch Giao buồn bã thản nhiên nói. Vì sao? Lâm Thanh Diện khó hiểu hỏi, theo tôi được biết mỗi 10 năm bí cảnh chỗ cô sẽ mở ra một lần, nếu như có thể cô hoàn toàn có thể đi ra ngoài tham quan mà. Vân Tịch Giao yên lặng lắc đầu, đi đến bên cửa sổ, không thể nào, tôi là con gái của ba, đời này cũng chỉ có thể sống ở đây, ông ấy sẽ không cho phép tôi rời khỏi nơi này. Thấy ánh mắt của Vân Tịch Giao có chút buồn bã, hình như Lâm Thanh Diện cũng có thể hiểu được vì sao trong tiếng đàn của cô lại tràn ngập cảm giác yêu thương. Tuy tòa cung điện này rất xa hoa rộng rãi, nhưng nó giống như một cái lồng sắt nhốt Vân Tịch Giao ở bên trong, mà chú chim bị nhốt trong lồng như Vân Tịch Giao hoàn toàn không có quyền lời được ba ra ngoài. Lâm Thanh Diện, nếu không anh kể cho tôi biết rốt cuộc bên ngoài trông như thế nào đi, tôi đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được một người đến từ bên ngoài là anh, Vân Tịch Giao mỉm cười nói. Lâm Thanh Diện không nỡ từ chối, ngồi xuống kể cho cô nghe rất nhiều cảnh đẹp ở thế giới của anh. Thành phố, rừng rậm, sa mạc, biển, núi tuyết, đồng bằng, cũng may Lâm Thanh Diện có được kiến thức rộng rãi, gần như anh đều từng đi đến những nơi đó, cho nên diễn tả rất sống động, Vân Tịch Giao nghe một cách vô cùng tập trung. Không ngờ thế giới của các anh lại đa dạng như thế, tốt hơn chỗ của tôi nhiều. Vân Tịch Giao nói, nếu có thể, sau này tôi sẽ dẫn cô ra ngoài, Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Thôi bỏ đi, chỗ này do ba của tôi quyết định, chắc buổi sáng anh cũng đã thấy rồi, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự của tôi cũng. Nói đến đây, Vân Tịch Giao hơi ngừng lại, dùng đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn Lâm Thanh Diện, hồi sáng tôi đứng trên đại điện nghe anh nói, hình như anh đã có một người vợ ở quê nhà của anh đúng không? Lâm Thanh Diện gật đầu. Vậy anh có yêu vợ của anh không? Vân Tịch Giao hỏi. Đương nhiên, Lâm Thanh Diện nghiêm mặt nói, tôi yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này, cho dù bảo tôi từ bỏ tất cả mọi thứ tôi đang có được bây giờ thì tôi cũng không thèm để ý. Vân Tịch Giao nhìn Lâm Thanh Diện hơi ngẩn ngơ, sau đó khẽ thở dài, thật tốt. Cho nên xin hãy tha thứ cho những lời nói vô lễ của tôi đối với hai người ở trên đại điện, nếu ngày mai tôi chiến thắng tôi chắc chắn sẽ không cưới cô, đây cũng xem như là chịu trách nhiệm với cô. Tôi hiểu, Vân Tịch Giao thầm gật đầu, hình như đang nghĩ về chuyện khác. Lâm Thanh Diện thấy hình như cô đang có tâm sự khác cũng không quấy rầy, chỉ nhìn xung quanh quan sát cách bày biện trong căn phòng này, thuận tiện kiểm tra thử xem quả thánh có thể giấu trong căn phòng này hay không. So với đại điện nguy nga lộng lẫy kia, nơi này có vẻ mộc mạc hơn nhiều. Nội thất cổ kính, một cái bàn trang điểm tinh xảo đặt bên cạnh một chiếc đàn violon, trong phòng còn thoang thoảng mùi hương đặc trưng của phái nữ, làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Lúc này, bên chân bàn trang điểm có một thanh kiếm nhỏ xinh đẹp đã hấp dẫn lực chú ý của Lâm Thanh Diện. Theo lý thuyết, trong phòng một cô gái không nên có thứ này. Thanh kiếm này đẹp thật, có thể cho tôi xem một chút không? Nói dứt lời, Lâm Thanh Diện chỉ vào thanh kiếm nhỏ kia. Không, không được, anh không thể đụng vào. Vân Tịch Giao nghe xong vội vàng cất thanh kiếm nhỏ này vào trong bàn trang điểm, nói, đây cũng không phải thứ sang quý gì, là do tôi, nhặt được ở bên ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô, Lâm Thanh Diện biết thanh kiếm nhỏ này chắc chắn không bình thường. Nhưng anh cũng không vạch trần cô gái trước mặt. Lâm Thanh Diện, tôi hỏi anh một việc, nếu bắt anh cưới một người anh không thích, hoặc là anh không thể sống cùng với người anh yêu, anh sẽ như thế nào? Vân Tịch Giao hỏi. Lâm Thanh Diện nhíu mày, trên đời này có quá nhiều thứ không xác định, chuyện người yêu nhau nhưng không đến được với nhau cũng rất thường xảy ra, nhưng cho dù là như thế thì vẫn nên cố gắng theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Cố gắng theo đuổi. Vân Tịch Giao yên lặng nói, sau đó gật đầu, anh nói đúng, phải cố gắng giành lấy. Lâm Thanh Diện nhìn thấy cô có phản ứng như thế, nhịn không được hỏi, xem ra cô đã có người trong lòng rồi. Vân Tịch Giao nghe vậy, ngước mắt lên nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện, những lời tôi nói với anh ngày hôm nay, anh nhất định không được nói cho ba tôi biết, tôi có thể tin anh không? Đương nhiên là được, đây là cuộc nói chuyện giữa hai người chúng ta, vì sao phải nói cho ba của cô chứ? Lâm Thanh Diện nói. Vân Tịch Giao cắn môi, sau đó nghiêm túc nói, hôm nay anh đã nói cho dù có thắng cũng sẽ không cưới tôi cũng như thế, cuộc thi đấu ngày mai, cho dù là ai thắng thì đều không phải là người tôi muốn gả. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe thấy cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của đối phương ngay từ đầu rồi.
Nhưng, ở chỗ chúng tôi, chuyện hôn nhân đại sự đều do ba của tôi quyết định, ông ấy không nghe ý kiến của tôi, Vân Tịch Giao buồn bã nói. Lâm Thanh Diện đứng dậy, nhìn đối phương. Hai, Vân Tịch Giao thở dài nói, xin lỗi, khuya thế này rồi mà còn bắt anh ở đây nghe tôi lải nhải mấy chuyện này, làm trễ giờ nghỉ ngơi của anh. Lâm Thanh Diện cười nhẹ nói, không có gì, dù sao lúc trước tôi cũng không ngủ được bị tiếng đàn của cô hấp dẫn đến. Vậy sao, anh cũng hiểu đàn, Vân Tịch Giao hỏi. Lâm Thanh Diện không nói gì, cầm đàn violon lên. Thành thạo nhấn dây đàn, Lâm Thanh Diện đứng trước cửa sổ, ánh trăng kéo bóng của anh ra thật dài, dưới ý cảnh như thế, một khúc nhớ nhà nhẹ nhàng vang lên. Tiếng đàn uyển chuyển liên miên, Vân Tịch Giao nghe có chút si mê. Mãi đến khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Vân Tịch Giao đã rơm rớm nước mắt. Lâm Thanh Diện, anh đang nhớ vợ của anh sao? Vân Tịch Giao hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu, lần trước chỉ ở nhà mấy ngày, thời gian ở cùng Bích Hoài và Nặc Nặc quá ngắn ngủi. Xem ra tối nay tìm anh tâm sự đúng là đã tìm đúng người rồi, ngay từ lúc nhìn thấy anh ở cung điện tôi đã cảm thấy anh tốt hơn tên Dư Thụ Tùng kia nhiều, có lẽ là hợp mắt hơn đi, tôi thật sự rất ghét ánh mắt mà tên đó nhìn tôi, mà anh lại khác, Vân Tịch Giao nói. Lâm Thanh Diện cười nhạt, chẳng qua là vì anh đã có hứa Bích Hoài, nếu đổi lại vào lúc anh chưa kết hôn, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Vân Tịch Giao, anh chắc chắn cũng không thể bình tĩnh như thế. Cũng trễ rồi, anh về đi, Vân Tịch Giao khế nói. Sau khi Lâm Thanh Diện buông đàn violon xuống, khóe môi nở một nụ cười nhạt. Yên tâm, tôi sẽ giúp cô thực hiện được mong ước. Hả, Vân Tịch Giao nghe thấy câu nói đột ngột không hiểu ra sao này của Lâm Thanh Diện, rất kinh ngạc. Không thể ở cùng với người trong lòng đúng là một chuyện rất tiếc nuối, ngày mai tôi sẽ giúp cô. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Anh giúp tôi bằng cách nào? Vân Tịch Giao hỏi. Lâm Thanh Diện cười nói, đơn giản thôi, chỉ cần để cho chủ nhân của thanh kiếm nhỏ kia giành chiến thắng, không phải là được rồi sao? Hả, anh biết rồi, Vân Tịch Giao kinh hoàng, mặt mày đỏ bừng. Lâm Thanh Diện hơi mỉm cười, khẽ nói, lúc nãy tôi đã nhìn thấy, trên thanh kiếm kia có khắc hai chữ, chắc là tên của người đó đúng không, nhưng không ngờ là công chúa cao quý lại thích anh ta. Lâm Thanh Diện, tôi, Vân Tịch Giao cắn môi, cô hơi ngượng ngùng vì bí mật bị phát hiện. Đừng xấu hổ, nếu lần này có thể tác hợp được chuyện tốt của hai người thì chuyến đi này của tôi cũng coi như không tệ, cũng trễ rồi, tôi phải về đây. Nói xong, Lâm Thanh Diện xoay người định rời đi. Khoan đã, Vân Tịch Giao lại gọi Lâm Thanh Diện lại. Sao vậy, Lâm Thanh Diện hỏi. Vân Tịch Giao nghiêm túc nói, nếu ngày mai anh thật sự làm được những gì anh nói, tôi nhất định sẽ tặng quả thánh cho anh. Lâm Thanh Diện nghe xong, ngẩn người. Nếu quả thánh ở trong tay của cô, vậy cô muốn cho ai thì cứ cho. Được, quyết định thế đi. Chương 1317, bắt đầu thi đấu. Lúc anh về phòng đã rạng sáng. Bí cảnh và bên ngoài không khác nhau lắm. Đến khoảng 5 giờ trời đã tờ mờ sáng. Lâm Thanh Diện mới ngủ mấy tiếng đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mở cửa phòng, Thiết Diện đang đứng ngoài cửa, mặt mày vẫn lạnh tanh như ngày hôm qua. Điện chủ mời anh đi đến sân thí luyện, mời đi theo tôi, Thiết Diện nói. Được, chờ tôi một chút. Vào phòng sửa soạn đơn giản xong, Lâm Thanh Diện mặc áo khoác rồi đi ra ngoài cùng Thiết Diện. Đương nhiên còn có Dư Thụ Tùng và Phùng Nhược Hy đi cùng. Tối hôm qua, bởi vì kế hoạch của họ đã thất bại, khi hai người Dư Thụ Tùng nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì vẫn chưa thèm quan tâm hòa nhã với Lâm Thanh Diện. Nhưng đối với Lâm Thanh Diện mà nói, có thể hoàn toàn làm lơ mấy loại người như thế. Đi khoảng 20 phút, đám Lâm Thanh Diện đi đến một khu đất trống đằng sau cung điện. Ở nơi này, một kiến trúc hình tròn to lớn xuất hiện trước mắt họ. Lâm Thanh Diện đi vào, nơi này giống như một sân bóng, nhưng bị chia thành nhiều khu vực. Xem ra hôm nay sẽ thi đấu ở nơi này. Đúng lúc này, bên ngoài sân thí luyện vang lên tiếng bước chân đều nhịp. Một đám binh linh mặc giáp tay cầm trường thương bước vào, ngay sau đó, Vân Hạc và Vân Tịch Giao cũng cất bước đi vào, đi đến chỗ trung tâm của khu vực quan sát. Tối hôm qua mọi người ngủ ngon không? Vân Hạc tùy ý hỏi. Cảm ơn điện chủ Vân Hạc quan tâm, chúng tôi ngủ rất ngon, nghĩ đến trận thi đấu ngày hôm nay, trong lòng vô cùng kích động. Dư Thụ Tùng bước lên nói. Vân Hạc hơi gật đầu, sau đó nói, nếu đã thế, vậy thì xin mời các thành viên tham dự cuộc thi đấu ngày hôm nay vào sân thí luyện đi. Nói xong, trừ ba người Lâm Thanh Diện ra còn có mấy binh lính mặc giáp đi đến đứng cạnh Lâm Thanh Diện. Điện chủ Vân, ý ông là những binh lính này cũng sẽ tham gia sao? Dư Thụ Tùng hỏi. Không sao, Vân Hạc gật đầu nói, hôm qua tôi đã nói, nếu đã là thi đấu, bất cứ ai có ý định muốn thử thì đều có thể tham gia.
Vậy xem ra, nếu cuối cùng là những binh lính này chiến thắng, vậy chẳng phải cô Vân xinh đẹp động lòng người phải hạ giá gả thấp cho đám người hầu này hay sao? Dư Thụ Tùng nói. Ánh mắt Vân Hạc trở nên sắc bén, lập tức nói, có gả hay không đã có tôi quyết định, tôi làm thế chỉ là muốn xem thử các cậu rốt cuộc có tài năng thật hay không. Được rồi. Dư Thụ Tùng cười nói, xin điện chủ cứ yên tâm, con gái của ông cao quý như thế, nói thế nào thì tôi cũng sẽ không để cô ta phải gả cho mấy tên người hầu này đâu. Sau khi Vân Hạc nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng Vân Tịch Giao lại càng thêm ghét Dư Thụ Tùng. Anh mở miệng ra là người hầu, không lẽ thân phận của anh cao quý lắm sao? Vân Tịch Giao nói. Tịch Giao, không được vô lễ, Vân Hạc lạnh lùng nói. Vân Tịch Giao bĩu môi, cố nhịn cơn tức trong lòng xuống. Lúc này Lâm Thanh Diện phát hiện ra, trong số những binh lính tham gia thi đấu, quả nhiên có một người mà anh nghĩ đến. Cậu đã nghĩ kỹ chưa, vẫn còn kiên quyết muốn giữ lại suy nghĩ ngày hôm qua, cho dù có thăng cũng sẽ không cưới con gái tôi sao? Vân Hạc hỏi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười nhìn Vân Hạc rồi lại nhìn Vân Tịch Giao. Anh còn chưa nói gì, Dư Thụ Tùng đã giành trước nói, điện chủ tên này cứ kiên quyết làm theo ý của anh ta, hoàn toàn không xem công chúa của ông ra gì, nếu anh ta không muốn, tôi đề nghị ông hãy hủy bỏ tư cách dự thi của anh ta, sau đó bắt anh ta lại. Đúng vậy, điện chủ tối hôm qua anh ta đến nói với chúng tôi, nói là cho dù có thắng cũng sẽ không cưới con gái của ông, chính miệng anh ta. Nói anh ta là một người trọng tình trọng nghĩa. Phùng Nhược Hy cũng ở bên cạnh nói hùa theo. Khả năng đổi trắng thay đen giỏi thật, rõ ràng tối hôm qua là cô ta đến tìm anh, bây giờ lại nói thành anh tìm cô ta. Lâm Thanh Diện cũng phải nhìn người phụ nữ Phùng Nhược Hy này với một con mắt khác. Nói anh trọng tình trọng nghĩa, rõ ràng là không muốn cho anh có cơ hội giảng hòa. Bọn họ nói có thật không? Vân Hạc lạnh lùng hỏi, nếu Lâm Thanh Diện gật đầu đồng ý ông sẽ lập tức hủy tư cách dự thi của anh. Vân Tịch Giao rất căng thẳng, cô cũng biết từ trước đến giờ ba của cô luôn nói 102. Lâm Thanh Diện hơi mỉm cười, bước lên một bước. Anh dùng ánh mắt trào phúng nhìn hai người Dư Thụ Tùng đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói, hai người cực lực xúi dục điện chủ hủy tư cách dự thi của tôi như thế, không lẽ hai người sợ tôi sao? Anh nói cái gì, tôi mà sợ anh đừng quên, nơi này không giống với bên ngoài, anh không thể nào sử dụng được mấy cái thủ đoạn của anh. Dư Thụ Tùng nói, nhóc con ngu xuẩn. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, sau đó nhìn Vân Hạc đang đứng trên đài và Vân Tịch Giao đang căng thẳng nói, điện chủ Vân, tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu, mấy lời nói trên điện chiều hôm qua đúng là có chút thiếu sót. Hả? Dư Thụ Tùng và Phùng Nhược Hy đều kinh ngạc. Lâm Thanh Diện cũng không thèm để ý, nói tiếp, cô Vân Tịch Giao xinh đẹp như thế, làm tối hôm qua tôi không thể ngủ được, đầu óc luôn nghĩ về cô, hơn nữa tôi cảm thấy cuộc sống nơi này rất tốt, cho dù ở lại 10 năm 100 năm thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Thanh Diện, anh, không phải anh nói chỉ yêu vợ của anh thôi sao? Phùng Nhược Hy ở bên cạnh la lối. Vợ thôi mà đổi người khác cũng chẳng sao, nhưng mà nói nữa thì nếu cô cũng có thể xinh đẹp như cô Vân, nói không chừng tôi cũng sẽ thích cô. Lâm Thanh Diện khinh bỉ nói. Anh, giết người chu tâm, đây đúng là đang gián tiếp nói Phùng Nhược Hy xấu. Phùng Nhược Hy nắm chặt tay, nói với Dư Thụ Tùng anh họ, lát nữa anh phải đánh anh ta một trận cho em. Nếu thế cậu đồng ý tham dự thi đấu? Vân Hạc hỏi. Đương nhiên, có cơ hội lấy được quả thánh, lại ôm được người đẹp về, chuyện này ai mà không muốn chứ? Lâm Thanh Diện cười nói. Trên khu vực ngồi xem, Vân Tịch Giao nghe được câu này, trong lòng lại dần bình tĩnh lại, không còn căng thẳng như lúc đầu. Ngàn vàng dễ kiếm, chi kỷ khó tìm. Tối hôm qua Lâm Thanh Diện đi theo tiếng đàn của cô đi đến lầu các hai người lại trò chuyện với nhau, lúc này Vân Tịch Giao đã vô cùng khẳng định. Nếu Lâm Thanh Diện đã hứa với cô thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Được, nếu đã thế, tôi sẽ nói quy tắc thi đấu. Vân Hạc đứng dậy. Tuy ông đã lớn tuổi nhưng cơ thể vẫn rất cao to, vẻ mặt cũng không giận tự uy. Lần này, binh lính của chúng ta có thể thi đấu với các cao thủ ở bên ngoài cũng coi như là một cơ hội hiếm có. Người tham dự thi đấu đều là những người xuất sắc nhất trong số những vệ sĩ anh dũng của tôi kiêu ngạo vì mọi người. Điện chủ vạn phúc, điện chủ vạn phúc. Mọi người cùng kêu to, uy danh rung trời. Vân Hạc nâng tay, mọi người lập tức yên lặng lại. Lần này tổng cộng có 16 người tham dự thi đấu, trừ 3 người ở thế giới bên ngoài ra, còn có 13 người là người ở chỗ chúng ta. Các ngươi tổng cộng chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 8 người, thi đấu tay đôi với nhau. Đến cuối cùng, hai nhóm chọn ra 4 người mạnh nhất bắt đầu so đấu tay đôi, người chiến thắng cuối cùng chính là người thắng trận thi đấu. Vân Hạc nói. Được, điện chủ Vân, mau bắt đầu đi, Dư Thụ Tùng gấp gáp nói.
Vân Hạc lạnh lùng nói, đừng quá vội vàng, trong lúc thi đấu khó tránh khỏi sẽ xảy ra tình huống bị thương, cho nên hy vọng trước khi mọi người thi đấu hãy ký giấy sinh tử tự gánh lấy tất cả hậu quả. Giấy sinh tử. Phùng Nhược khi nghe nói xong thì lại có hơi do dự, anh họ chúng ta, đấu không? Đấu. Sao lại không đấu, đã đến nước này rồi, không lẽ muốn bị tên kia xem thường sao? Dư Thụ Tùng nói. Không bao lâu sau, tất cả đã ký xong giấy sinh tử. Trước khi bắt đầu thi đấu, lại tiến hành rút thăm. Dư Thụ Tùng và Phùng Nhược khi cộng thêm 6 tên lính chia cùng một tổ, mà Lâm Thanh Diện lại bị chia đến một tổ khác. Coi như anh gặp may, nếu không tôi đã dạy dỗ anh ngay từ lúc bắt đầu rồi. Sau khi có kết quả bốc thăm, Dư Thụ Tùng dõng dạc nói. Lâm Thanh Diện cười lạnh nói, tôi cũng muốn với anh như thế đấy, hy vọng anh có thể chịu đựng được đến trận cuối cùng, như thế thì tôi mới có thể đánh anh một trận. Hừ, chúng ta chờ xem, Dư Thụ Tùng lạnh lùng nói. Dư Thụ Tùng vô cùng tin tưởng vào công phu quyền cước của anh. Hai nhóm thi đấu được chia ra bắt đầu ở hai sân khác nhau. Trên sân thí luyện, Vân Tịch Giao rất hồi hộp nhìn bên dưới. Đối thủ đầu tiên của Dư Thụ Tùng chính là một trong hai tên binh lính đã đến tra hỏi khi bọn họ vừa mới đến đây. Sau khi nhìn thấy anh ta, Dư Thụ Tùng cười khẽ nói, nhóc con, lần trước chưa kịp dạy dỗ anh đàng hoàng, hôm nay vừa khéo mượn cơ hội này dạy dỗ anh. Nói xong, Dư Thụ Tùng đấm ra một đấm bí mật kèm theo chút nội kình. Tên binh lính này sắc mặt lạnh lùng, cũng đấm ra một đấm. Răng rắc, năm ngón tay của đối phương đã bị nội kình đánh gãy. Dư Thụ Tùng cong môi cười, ta thực lực thế này mà cũng dám đến thi đấu. Đúng là nực cười. Chương 1318, bỏ quyền. Anh ta đạp mũi chân xuống đất nhẹ nhàng nhảy lên tung cước đá vào ngực đối phương. Năm ngón tay của người lính kia đã bị đứt mất đi khả năng chiến đấu, nhưng vẫn nhấc đầu, sau khi nhìn thấy cú đá này thì vội đặt một bàn tay khác lên trước ngực để ngăn cản. Nhưng sức mạnh nội lực của anh ta đâu phải là thứ gã có thể ngăn cản, huống gì Dư Thụ Tùng còn đặc biệt muốn thể hiện tất cả thân thủ trước mặt Vân Tịch Giao, nên một cước này không hề nương tay. Người lính kia bay xa 10 mét lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dư Thụ Tùng đi tới trước mặt đối phương, một tay đè đối phương, một tay khác tung nắm đấm vào mặt đối phương. Được rồi. Giọng nói của Vân Hạc kịp thời khiến Dư Thụ Tùng dừng lại. Dư Thụ Tùng cười kinh miệt, điện chủ, trận này tính là tôi thắng chứ. Vân Hạc gật đầu, xem ra tôi đoán không sai, các người ngoài tu vi, thân thủ cũng rất tốt. Binh lính của tôi thua rồi, mong cậu cho cậu ta một con đường sống. Nếu điện chủ đã mở lời, vậy tôi sẽ buông tha cho gã. Dư Thụ Tùng thoải mái nói, rồi lại nhìn về phía sân bên kia. Lâm Thanh Diện ra sân rồi, đối thủ của anh cũng là một binh lính. Anh không phải đối thủ của tôi, đi xuống đi, Lâm Thanh Diện nhàn nhã nói. Nhưng sau khi người lính này nghe xong lại không hề có phản ứng. Sự chuyên nghiệp khiến người lính này cho dù đối mặt với bất cứ đối thủ nào cũng chỉ có thể tiến không thể lùi, nên không hề sợ hãi. Siết chặt bàn tay, người lính kia lao về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vẫn đứng bất động, ánh mắt bình tĩnh. Trên khán đài, ánh mắt của Vân Tịch Giao trở nên căng thẳng, vì sao Lâm Thanh Diện lại thờ ơ khi đối mặt với đòn tấn công như vậy? Vân Hà cũng nghi ngờ trong lòng, người này nếu không phải không có bất cứ võ công gì thì là có khả năng quá lớn. Người lính này vốn đã là người giỏi nhất trong số các thuộc hạ của ông ta, đối mặt với đòn tấn công như vậy, anh lại không có phản ứng gì, khóe miệng còn hiện lên một nụ cười. Giây tiếp theo, bóng dáng bay thẳng ra phía sau, mà người này lại không phải Lâm Thanh Diện. Tên lính nặng nề ngã xuống đất, thậm chí trước khi rơi xuống, anh ta còn chưa kịp nhìn thấy Lâm Thanh Diện ra chiêu gì đã cảm thấy lồng ngực hứng chịu một sức mạnh cực lớn, bay thẳng ra ngoài. Trên khán đài, đám Vân Hạc cũng sợ ngây người. Xem ra tất cả suy nghĩ trước đó của mình là sai, Lâm Thanh Diện này thật sự phi phàm, sức mạnh của cơ thể không ngờ lại kinh khủng như vậy. Vân Tịch Giao cũng thầm yên lòng, thân thủ của Lâm Thanh Diện ngay cả Dư Thụ Tùng cũng không bằng. Giao Nhi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần thi đấu này cậu ta sẽ chiến thắng, thế nào, con đã vừa lòng chưa? Vân Hạc nói với Vân Tịch Giao. Vân Tịch Giao cắn môi, ánh mặt lại nhìn chăm chú một sân thi đấu khác. Một chỗ khác, Thiết Diện cũng đang vật lộn với một người lính. Mỗi một lần hai người ra chiêu, ánh mắt Vân Tịch Giao cũng vì thế mà rung động. Giao Nhi, con sao vậy? Ba đang nói chuyện với con đấy. Ba con, vẻ mặt của Vân Tịch Giao hơi hoảng loạn. Vân Hà cười nói, cuộc thi lần này quả thực rất tuyệt, trong sự xuất sắc cũng mang theo sự tàn khốc, để con xem ngay ở hiện trường, đúng là thật sự hơi làm khó con. Không sao, ba, đúng rồi, ba vừa hỏi con gì vậy? Vân Tịch Giao hỏi.
Ba nói, bảo con kết hôn với cậu ta con bằng lòng không? Ngón tay của Vân Hạc chỉ Lâm Thanh Diện đang chuẩn bị thi đấu trận thứ hai trong sân. Anh ấy, Vân Tịch Giao cắn môi, nhẹ giọng nói, chờ đến khi kết thúc cuộc thi rồi nói sau cũng không muộn. Vân Hạc hơi mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Trận đấu thứ hai sắp bắt đầu, so với người lính lúc trước thực lực của người Lâm Thanh Diện đối mặt lần này mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, dáng người của đối phương rất cường tráng, thân thể cơ bắp cuồn cuộn khiến anh gã có thể chịu được sức mạnh lớn hơn. Nhưng dù vậy, Lâm Thanh Diện vẫn hạ gục gã bằng một đấm, trận chiến bình thường cũng chỉ kéo dài trong khoảng 5 giây. Trong cơ thể anh có huyền kính mà ngay cả người thương nguyên giới cũng thèm muốn, ở đây, Lâm Thanh Diện có thể xem thường bất cứ ai. Bên này, Dư Thụ Tùng không ngừng di chuyển, trước mặt Vân Tịch Giao, anh ta ước gì có thể thể hiện ra tất cả ưu điểm của mình. Tất cả các động tác đều cực kỳ đẹp mặt, một phút sau, đối thủ của anh ta cũng ngã xuống đất. Vân Hạc nói khẽ, thân thủ của người này thật sự cũng không tồi, nhưng có vẻ hữu danh vô thực, không biết khi hai người họ quyết đấu trận cuối cùng, cậu ta có thể kiên trì bao lâu. Bởi vì Dư Thụ Tùng và Lâm Thanh Diện chia ra so tài, sân thi đấu của hai người cách nhau khá xa cho nên Dư Thụ Tùng không thể quan sát động thái của Lâm Thanh Diện ở bên kia. Nếu anh ta biết Lâm Thanh Diện chỉ một đấm là kết thúc trận đấu, không biết trong lòng anh ta sẽ có cảm tưởng gì. So sánh với Dư Thụ Tùng, bên Phùng Nhược Hy lại phải cố hết sức. Gã to con đối diện cao hơn 1m9, lại có sức mạnh đáng kinh ngạc. Gã vừa xông lên đã bày ra tư thế chủ động tấn công. Mỗi một quyền dường như đều âm thầm mang theo tiếng gió. Phùng Nhược Hy phán đoán, nếu chỉ nhìn sức mạnh người này dường như đã đạt tới trình độ cực hạn của con người. Nhưng dù sao Phùng Nhược Hy cũng là người có thực lực xuất sắc, cho dù cô ta là phụ nữ thì đã sớm tập luyện có nội kình. Có thêm nội kình, sức mạnh của cô ta đã mạnh hơn người đàn ông trước mặt này không ít. Người lính tung một đấm, Phùng Nhược Hy linh hoạt né tránh, sau đó, gã vạm vỡ này lại cầm dao lao tới. Phùng Nhược Hy một chân chạm đất nhảy lên cao áp sát rồi võ mạnh từ trên xuống dưới. Đối phương vội vàng dùng dao để ngăn cản. Dùng tay đỡ dao, Phùng Nhược Hy nắm lấy chuôi dao, dùng một chút lực, không ngờ cô ta có thể cướp đi con dao dài của đối phương, sau đó ném nó sang một bên. Người lính hơi ngạc nhiên, bị người ta đoạt vũ khí là nỗi nhục đối với gã. Không phải là vũ khí sao? Tôi cũng có. Nói đoạn, Phùng Nhược Hy móc ra một con dao găm từ trong ngực đâm thẳng về phía đối thủ. Gã to con nhanh chóng lùi lại, trong tích tắc Phùng Nhược Hy lập tức đâm mấy chục nhát, nhất thời nguy hiểm bao trùm khắp nơi. Lúc này, đối phương đã ý thức được sự chênh lệch của mình và người phụ nữ này rất lớn, gã vốn không phải là đối thủ của cô ta. Gã nói, tôi nhận thua. Nhưng lúc này Phùng Nhược Hy đang đánh rất hăng, sao chịu buông tha cho đối phương. Tối hôm qua cô ta đã ôm một bụng tức ở cửa phòng Lâm Thanh Diện, bây giờ vừa lúc cần chút giận một phen. Muốn nhận thua, chỉ sợ còn chưa phải lúc đâu. Phùng Nhược Hy nhẹ giọng nói, tung chân, đá thẳng về phía đối phương, ngay sau đó, khi đầu của đối phương cúi thấp theo quán tính, cô ta lên gối, hung hăng nện thẳng vào mặt đối phương. Ngay sau đó, máu mũi phun ra, gã to con ngửa ra sau, ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Phùng Nhược Hy tiến về phía trước, một chân dẫm lên mặt đối phương, lạnh lùng nói, bây giờ mới là lúc anh nhận thua. Trên khán đài, sắc mặt Vân Hạ âm trầm, ông ta không ngờ một cô gái trông xinh đẹp đến thế lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Sau khi trận đấu của Thiết Diện kết thúc, cuối cùng bốn người cùng được vào vòng trong. Bốn người Lâm Thanh Diện, Dư Thụ Tùng, Phùng Nhược Hy và cả Thiết Diện cùng tranh chức vô địch trong cuộc thi này. Người có thể xông qua Long Đàm quả nhiên thực lực không tầm thường, Vân Hạc nói, ngay sau đó đứng lên nói với bốn người dưới đài. Chúc mừng các bạn, bây giờ các bạn chia ra mỗi tổ hai người để quyết định trận đấu cuối cùng. Bốn người gật đầu, Dư Thụ Tùng nói với Lâm Thanh Diện, không ngờ anh lại có thể kiên trì đến tận bây giờ, nhưng tốt nhất anh nên cầu nguyện sau đây không gặp phải tôi đi. Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói, động lực duy nhất để tôi tham gia cuộc thi này là có thể đánh anh một trận. Hừ, vậy chúng ta chờ xem, Dư Thụ Tùng khinh miệt nói. Bốn người lại bốc thăm. Lâm Thanh Diện hơi ngạc nhiên vì không ngờ anh và Thiết Diện lạ thật sự cùng một tổ, còn Dư Thụ Tùng và Phùng Nhược Hy cùng một tổ. Kết quả này khiến Vân Tịch Giao trên đài cao cũng trở nên căng thẳng, ánh mắt cô ta vẫn luôn dừng lại trên người Thiết Diện và Lâm Thanh Diện. Vân Hạc nhìn con gái bên cạnh mình, ông ta đã chắc chắn con gái thật sự có tình cảm với Lâm Thanh Diện, nói cách khác cũng sẽ không căng thẳng như thế. Yên tâm, cậu ta nhất định sẽ thắng, Thiết Diện không phải đối thủ của cậu ta, Vân Hạc nói. Vân Tịch Giao thật thà gật đầu, trên thực tế, trong lòng cô ta vốn không hề nghĩ như vậy.
Sau khi có kết quả, Dư Thụ Tùng cười nhẹ nói, xem ra anh cũng may mắn đấy, nhưng cho dù anh có vào trận chung kết tôi cũng sẽ đánh bại anh. Sau khi nghe xong, Lâm Thanh Diện không nói gì, cuộc trò chuyện với Vân Tịch Giao trên gác mái đêm qua vẫn rõ ràng trước mắt. Hai chữ trên thanh kiếm nhỏ đó lại chính là đối thủ thiết diện trong vòng bán kết này. Mà ý trung nhân trong miệng Vân Tịch Giao cũng chính là thống lĩnh binh lính, người vẫn luôn không nói nhiều lắm, cứ mãi lạnh lùng này. Nếu anh cố ý bại thiết diện, mặc dù anh ta vào trận chung kết, nhưng chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Dư Thụ Tùng, kết quả còn trải đường cho Dư Thụ Tùng. Lâm Thanh Diện thâm nghĩ trong lòng, lưỡng lự hồi lâu. Đúng lúc này, trên sân bên cạnh hai người, Phùng Nhược Hy đi lên trước hai bước, nói với Vân Hạc, điện chủ Vân, vòng bán kết này, tôi bỏ quyền. Chương 1319, rác rưởi chính là rác rưởi. Nghe vậy, Vân Hạc cau mày lại, vì sao cô nói như vậy? Phùng Nhược Hy cười nói, tôi và anh họ được phân đến một tổ, ban đầu tôi tự biết bản thân không phải đối thủ của anh họ mình, sau đó coi như tôi may mắn thắng được, coi như tôi giành được chiến thắng sau cùng cũng không thể cưới cô công chúa nhỏ nhà ông đi, bởi vậy tôi quyết định bỏ quyền, để cho anh họ tôi trực tiếp thăng cấp. Đây là quyết định cuối cùng của cô sao? Vân Hạc hỏi. Phùng Nhược Hy gật nhẹ đầu, không sai, đây chính là quyết định cuối cùng của tôi. Vậy được rồi, Vân Hạc đồng ý nói. Phùng Nhược Hy và Dư Thụ Tùng nhìn nhau cười một tiếng. Trên thực tế, sau khi ra khỏi phân tổ, hai người đã bàn bạc xong, theo như bọn họ nghĩ, cuộc tỉ thí hôm nay, đối thủ lớn nhất chính là Lâm Thanh Diện. Để người có thể lực tốt hơn sẽ đối phó với Lâm Thanh Diện trong vòng chung kết, hai người liền bàn bạc, Phùng Nhược Hy từ bỏ quyền, cho Dư Thụ Tùng mạnh hơn trực tiếp thăng cấp. Cứ như vậy có thể cho Dư Thụ Tùng càng nhiều thời gian khôi phục thể lực, thứ hai cũng có thể đạt được mục đích tiêu hao năng lượng của Lâm Thanh Diện, thế thì sẽ càng củng cố thêm được mấy phần tự tin trong trận chung kết. Thấy thỉnh cầu của mình được cho phép, sau khi đạt được mục đích, Phùng Nhược Hy trực tiếp rời khỏi trận tỉ thí. Được, hai vị có thể bắt đầu đối chiến. Dư Thụ Tùng một mặt nhẹ nhõm cười, ôm tâm trạng xem kịch vui, nói với đám người Lâm Thanh Diện. Chờ đã. Đúng lúc này, Vân Tịch Giao kêu dừng tỉ thí, sau đó thì thầm bên tai Vân Hạc một phen. Sau mấy phút, Vân Hạc trầm giọng nói, vừa rồi con gái cho tôi một đề nghị, tôi cảm thấy rất được, bởi vậy ở đây nói rõ với ba vị một chút. Đề nghị gì? Dư Thụ Tùng có chút không hiểu hỏi. Vân Hạc tiếp tục nói, vốn là bốn người, vì cô Phùng rời trận bây giờ chỉ còn ba người, nếu cậu không đánh mà trực tiếp tiến vào trận chung kết thì có chút không công bằng với hai người còn lại. Không công bằng, Dư Thụ Tùng cau mày, chuyện đột nhiên thay đổi làm cho anh ta có chút trở tay không kịp. Lâm Thanh Diên bên kia ngược lại thở phào một cái, anh nhìn gương mặt bình tĩnh của Vân Tịch Giao trên đài, trong lòng thầm nghĩ cô gái nhỏ này. Đúng là cực kỳ thông minh. Luôn có thể tùy cơ ứng biến. Đúng vậy, để cho công bằng, tôi quyết định trận đấu cuối cùng sẽ được tiến hành một đấu một theo vòng tuần hoàn đối với ba người, người chiến thắng cuối cùng sẽ là quán quân của cuộc tỉ thí lần này. Vân Hạc nói. Vân Điện Chủ tôi kháng nghị. Rõ ràng bà đang nhằm vào tôi. Dư Thụ Tùng nói. Vốn tưởng là mình có thể dễ dàng tiến vào trận chung kết nên mới bảo Phùng Nhược Hy bỏ quyền thi, bây giờ lại thành tự bê đá đập vào chân mình, toàn bộ tính toán đều thất bại. Cậu nói là tôi cố ý thiên vị đối phương. Trong mắt Vân Hạc lóe lên vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nói, cậu đừng quên, nơi này là địa bàn của tôi, với cả cường giả chân chính sẽ không quan tâm đối thủ là ai, nếu cậu đã sợ chiến như vậy, có phải là lo thực lực mình không đủ không? Tôi, chuyện này sao có thể chứ? Dư Thụ Tùng xấu hổ nói. Đã vậy thì cứ dựa theo ý tôi nói mà làm, tôi cảm thấy cách này là công bằng nhất, nếu cậu còn muốn tham gia tỉ thí thì đừng có nhiều lời nữa. Vân Hạc nói, giọng điệu không cho phép từ chối. Dư Thụ Tùng đành phải nhịn nỗi bất bình trong lòng. Thôi, dù sao sớm hay muộn đều phải qua cửa này, đánh sớm hay đánh trễ đầu như nhau. Tôi tuyên bố tỉ thí cuối cùng bắt đầu. Nói xong, Vân Hạc ngồi xuống. Trên sân thí luyện chỉ còn lại ba người Lâm Thanh Diện. Con người Dư Thụ Tùng hơi chuyển, nói với hai người họ, hai người đánh trước, ai thắng thì lại đánh với tôi. Lâm Thanh Diện đương nhiên biết đối phương có ý định quỷ quái gì, anh chế nhạo nói, sao vậy, vừa rồi không phải còn muốn dạy dỗ tôi một trận sao, bây giờ cơ hội đang ở trước mặt, anh thế này là sợ à? Sợ, tôi mà phải sợ anh à? Dư Thụ Tùng trừng mắt khinh bỉ nhìn Lâm Thanh Diện một cái. Nếu đã không sợ, chi bằng chúng ta bắt đầu trận này trước, một trận phân thắng thua. Lâm Thanh Diện nói xong thì tiến lên một bước. Tôi. Trong đầu Dư Thụ Tùng nhanh chóng suy nghĩ, ý định của anh ta rất đơn giản, chính là muốn cái tên thiết diện kia có thể tiêu hao sức lực của Lâm Thanh Diện, sau đó mình ngồi làm ngư ông đắc lợi.
Không được, tên này đang cố ý chọc giận mình không thể mắc bẫy, Dư Thụ Tùng suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, trên đài truyền đến tiếng của Vân Tịch Giao. Cậu Dư thân thủ mạnh mẽ, hai vị còn là cao thủ ngoại giới, tôi đúng là có chút chờ mong muốn xem hai vị quyết đấu, cũng để thưởng thức một chút vẻ oai hùng của cậu Dư. Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ lại chui vào trong lỗ tai của Dư Thụ Tùng. Trong lòng anh ta trực tiếp nở hoa, không kìm được mà liếc mắt đưa tình với Vân Tịch Giao. Thì ra cô công chúa nhỏ này vẫn luôn chú ý tới mình, đồng thời còn chính miệng nói rất tán thưởng mình. Lúc này không xông thì còn chờ đến khi nào? Dư Thụ Tùng quên hết tất cả cười nói, nếu công chúa đã mở lời vàng ngọc sao tôi có thể từ chối được chứ? Vậy thì trận đầu này để tôi lên trước đi. Dứt lời, anh ta phóng khoáng đứng ở vị trí trung tâm sân thí luyện, nhìn đám người Lâm Thanh Diện nói, hai người ai lên tìm đường chết trước? Thiết Diện muốn lên trước lại bị Lâm Thanh Diện ở bên cạnh kéo lại. Để tôi lên, đây là chuyện của tôi và anh ta. Lâm Thanh Diện nhẹ nói, lập tức đi tới trước mặt Dư Thụ Tùng. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện ra sân, trong lòng Dư Thụ Tùng ít nhiều cũng có chút do dự. Nhưng nghĩ tới việc ở đây không dùng tu vi để phán đoán thực lực cao thấp của một người, mà là dựa vào lực lượng của cơ thể cùng với võ công bình thường mình luyện tập. Dư Thụ Tùng chắc chắn bản thân tuyệt đối mạnh hơn đối phương rất nhiều ở phương diện này. Được lắm, quả nhiên là anh lên trước tìm cái chết. Dư Thụ Tùng nói cho anh hay, lúc ở ngoại giới tôi đã sớm muốn đánh anh rồi, hôm nay vừa hay có cơ hội này, anh cũng đừng có trách tôi không nương tay. Lâm Thanh Diện cười mỉa mai, ở ngoại giới, anh chắc chắn có thể đánh được tôi không? Tôi, Dư Thụ Tùng nhất thời nghẹn họng, đúng là so tu vi thì mình kém đối phương rất nhiều, lúc ở Long Đàm, nếu không nhờ đối phương, chỉ sợ mình đã sớm bị Hắc Long giết chết, kết cục sẽ giống như đống xương trắng xếp từng chồng bên ngoài bí cảnh. Anh đừng quên, nơi này khác với ngoại giới, dựa vào sức lực và võ công anh không phải đối thủ của tôi. Dư Thụ Tùng nói. Lâm Thanh Diện khinh miệt nói, anh yên tâm, cho dù dùng cách nào, thì anh vĩnh viễn còn lâu mới là đối thủ của tôi, rác rưởi chính là rác rưởi, sẽ không vì địa điểm thay đổi mà có chỗ khác biệt. Anh muốn chết à? Dư Thụ Tùng hoàn toàn bị chọc giận, lập tức móc ra một con dao găm, đâm về phía Lâm Thanh Diện. Nội kình cả người anh ta tập trung vào tay phải, bầu không khí chung quanh giường như bị xé mở ra. Vẻ mặt Vân Tịch Giao trên đài có chút khẩn trương, không ngờ thực lực của Dư Thụ Tùng này lại mạnh thế. Lâm Thanh Diện có thể ngăn cản được lực đạo cỡ này sao? Đáp án là có, mà trên thực tế, Lâm Thanh Diện chỉ duỗi ra hai ngón tay đã nhanh chóng kẹp chặt lưỡi dao găm của đối phương. Sao có thể, Dư Thụ Tùng đơn giản không dám tin vào hai mắt mình. Một đòn như sấm sét của mình lại bị đối phương phá bằng hai ngón tay. Tôi đã nói rồi, rác rưởi mãi mãi cũng chỉ là rác rưởi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, ngón tay hơi dùng sức, con dao gặp được tinh chế bằng thép này lập tức bị bẻ gãy. Ánh mắt Dư Thụ Tùng lóe lên tia hoảng sợ, thần kinh cả người cũng căng lên. Ông cha đáng thất vọng, con trai càng là đồ bỏ đi, Quy Lai Sơn Trang cũng chỉ có vậy. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, sau đó vọt thẳng tới. Anh vốn không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, lực lượng nội kình và huyền kình trong cơ thể anh càng không gì sánh kịp. Má trái, ngực phải, đầu gối, xương sống. Lâm Thanh Diện vừa ra tay, vừa báo cho đối phương biết mình sắp tấn công chỗ nào. Dư Thụ Tùng sao có thể nghĩ đến động tác phong độ gì, anh ta chỉ biết bận rộn đối phó. Nhưng tốc độ đối phương cực nhanh, lực lượng lại là đập nện, mỗi một lần ra tay đều có thể đánh chính xác mục tiêu. Chỉ một hồi, cả người Dư Thụ Tùng giống như biến thành người khác, vết thương trên mặt càng trực tiếp sưng lên. Anh biết ba của tôi, Dư Thụ Tùng thở hổn hển nói. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, chẳng lẽ sau khi Dư Thanh Phong trở về không có nói cho anh biết ông ta vì sao bị thương à? Hả, thì ra người đã thương ba tôi hôm đó là anh, vậy chẳng phải anh là Lâm Thanh Diện sao? Dư Thụ Tùng khiếp sợ nói. Chương 1320, nhận thua. Từ lần đầu gặp mặt Lâm Thanh Diện tới giờ, anh ta vẫn luôn không hỏi danh tính của Lâm Thanh Diện, việc này đương nhiên là xuất phát từ tâm lý kiêu ngạo của anh ta, khinh thường hỏi đến. Ngay cả lúc ký giấy sinh tử, anh ta cũng không nhìn kỹ chữ ký của Lâm Thanh Diện. Bây giờ, sau khi biết được thân phận chân chính của Lâm Thanh Diện, cả người anh ta đều trở nên không ổn. Đối với bí cảnh này, cái tên Lâm Thanh Diện không tính là gì, nhưng ở ngoại giới, trong thành thị, ba chữ Lâm Thanh Diện tuyệt đối có quyền lực. Thì ra anh chính là Lâm Thanh Diện. Dư Thụ Tùng nói, trong lòng liền trở nên rối bời.
Quy Lai Sơn Trang sau lần trước trang chủ Dư Thanh Phong bị Lâm Thanh Diện đả thương liền không gượng dậy nổi, mà hợp tác luyện kim của Quy Lai Sơn Trang với công hội cũng không biết vì sao ngừng cung cấp đan dược cho nhà họ Dư. Cũng chính vì nguyên nhân này, Dư Thụ Tùng mới mạo hiểm đi vào bí cảnh, muốn thu hoạch được quả thánh có thể tăng thực lực lên, khôi phục uy phong ngày xưa của nhà họ Dư. Bây giờ, thủ phạm biến Quy Lai Sơn Trang thành dáng vẻ như hiện tại đang đứng ngay trước mặt, nhưng xem ra, mình căn bản không có sức đánh một trận với kẻ này. Dư Thụ Tùng nắm chặt tay, sững sờ nói, tất cả mọi người đều là nội kình hoàn hảo, vì sao lực của anh lại lớn hơn tôi nhiều như vậy? Lâm Thanh Diện cười mỉa mai, bởi vì anh là rác rưởi, còn tôi thì không. Anh khinh người quá đáng. Dư Thụ Tùng tức giận nói, chỉ ngắn ngửi mấy phút Lâm Thanh Diện đã ba lần nói mình là rác rưởi. Khinh người quá đáng thì sao? Tôi đã sớm nói với anh, lần này tham gia tỷ thí chính vì tôi muốn tới đánh anh. Nói xong, cơ thể Lâm Thanh Diện lại lần nữa lao lên, tốc độ cực mạnh nhất thời làm cho bụi đất tung bay trên sân thí luyện. Dư Thụ Tùng mệt mỏi chống đỡ, nếu không phải tập võ từ nhỏ, bây giờ nhất định anh ta đã ngã trên đất không thể động đậy. Liên tục mười mấy vòng, vết thương vốn có trên người Dư Thụ Tùng lại lần nữa bị rách ra, máu tươi cũng không ngừng chảy ra. Bọn họ có hận thù gì sao? Sao Lâm Thanh Diện lại ra tay ác thế? Vân Hạc nói. Vân Tịch Giao bình tĩnh trả lời, trước khi lúc Dư Thụ Tùng đối đầu với người của chúng ta, không phải cũng không nương tay sao, con nghĩ, đây là Lâm Thanh Diện muốn dạy dỗ anh ta một trận. Vân Hạc gật đầu cũng không nói gì thêm. Tôi, nhận thua. Giờ phút này, Dư Thụ Tùng quỳ trên mặt đất cuối cùng cũng nói ra ba chữ này, anh ta cúi đầu ủ rũ. Vốn còn tính đoạt quả thánh, lại ôm người đẹp về nhà, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Tôi hỏi anh tối qua có phải do anh chỉ điểm bảo Phùng Nhược Hy đi vào phòng của tôi không? Lâm Thanh Diện vừa kéo cổ áo đối phương, vừa trầm giọng hỏi. Giờ phút này Dư Thụ Tùng căn bản không dám nhìn vào mắt Lâm Thanh Diện, anh ta cúi đầu nói, đúng, đúng là tôi chỉ điểm, lúc ấy chúng tôi đều cho rằng anh có ý với em họ tôi. Ồ, đúng là nực cười, vậy tôi qua anh bảo cô ta tới là vì cái gì? Lâm Thanh Diện hỏi lại lần nữa. Tôi, Dư Thụ Tùng cắn môi, không muốn trả lời. Lâm Thanh Diện trực tiếp giẫm ngã anh ta, nói đi. Không nói, ông đây sẽ hành chết anh. Phần bụng của Dư Thụ Tùng cực kỳ đau đớn, anh ta đành phải trả lời, tôi nói, tối qua tôi cho con bé một viên độc dược chính vì muốn hôm nay anh không thể nào tham gia tỷ thí được. Đúng là tên độc ác. Biết được sự thật, Lâm Thanh Diện giận không kìm được, huyền kình trong cơ thể anh trực tiếp phóng ra, nhấc cả người Dư Thụ Tùng lên, lập tức dùng sức ném đi. Cả người Dư Thụ Tùng hơn 50 cân trực tiếp bị ném xa mấy chục mét, đập lên trên hàng rào. Phụt! Dư Thụ Tùng trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương thoi thóp, cũng ngừng tấn công, nếu tiếp tục đánh, chỉ sợ đối phương sẽ lập tức chết tại chỗ. Anh họ! Bên ngoài sân Phùng Nhược Hy thấy tất cả, lúc cô ta nhìn thấy Dư Thụ Tùng bị Lâm Thanh Diện đánh bại, liền liều lĩnh vọt tới. Anh, cái tên khốn này, tôi phải giết anh. Phùng Nhược Hy hung hãn nói, vừa mới chuẩn bị tiến lên lại bị Dư Thụ Tùng ngã trên đất gọi lại. Em họ, đừng cua. Vì sao chứ? Phùng Nhược Hy quay đầu lại hỏi, anh ta khiến anh bị thương thành thế này, em phải báo thù cho anh. Anh ta là Lâm Thanh Diện. Dư Thụ Tùng lớn tiếng nói. Phùng Nhược Hy hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cô ta nhìn gương mặt lạnh lùng của Lâm Thanh Diện phía đối diện, cực kỳ kinh sợ. Anh ta chính là Lâm Thanh Diện ư? Chính là thiếu chủ của nhà họ Lâm quyền lực thông thiên, thiên phú dị bẩm Lâm Thanh Diện sao? Phùng Nhược Hy sững sờ nói. Nếu như cô muốn báo thù thì cứ tới đi. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói, đối với người phụ nữ này, anh cũng không có cảm tình gì. Cả người Phùng Nhược Hy không nhịn nổi mà run rẩy, anh họ của mình bị đánh thành thế này, mà đối phương lại là Lâm Thanh Diện, cho dù mình làm thế nào cũng không phải là đối thủ của anh ta. Cậu chủ Lâm, chúc mừng cậu, quả thánh và Vân Tịch Giao đều thuộc về cậu. Dư Thụ Tùng yếu ớt nói ra từng chữ một. Anh ta thấy thăng bại đã phân, mà cái tên Thiến Diện kia vốn không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện. Cuộc tỷ thì còn chưa kết thúc, tôi có thể thắng hay không còn chưa quyết định đâu. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng nói, mắt nhìn về phía Vân Tịch Giao trên đài. Vân Tịch Giao đang lo lắng nhìn chằm chằm vào tình hình trên sân thí luyện, thấy Dư Thụ Tùng đã mất năng lực chiến đấu, lúc này mới yên lòng lại. Ha ha, con gái, xem ra chồng chưa cưới của con đã được xác định chính là người tên Lâm Thanh Diện này. Nói thật cha rất tán thưởng cậu ta, tuổi còn trẻ mà có thân thủ thế này, ngay cả khí chất cũng cao hơn nhiều so với đám người kia. Vân Hạc vừa cười vừa nói.
Vân Tịch Giao không nói gì, chỉ yên lặng thì thầm trong lòng, Lâm Thanh Diện hy vọng anh có thể tuân thủ lời hứa đêm qua. Lúc này, trên sân thí luyện, Thiết Diện vẫn luôn một mực sống chết mặt bay đi ra. Căn cứ theo quy tắc, nếu Lâm Thanh Diện đã thăng trận đầu, vậy cuối cùng chỉ cần phân cao thấp với Thiết Diện là được. Người nào thắng, người đó sẽ là quán quân. Tất cả mọi người ở đây sau khi chứng kiến thủ đoạn của Lâm Thanh Diện thì đều chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ không tốn chút sức nào mà thắng Thiết Diện một trận. Ngay cả Thiết Diện cũng tin điều này. Anh rất mạnh, Thiết Diện lạnh lùng nói, xét về thực lực tôi không phải là đối thủ của anh. Lâm Thanh Diện mỉm cười, lập tức trầm giọng nói, đã vậy thì sao anh không trực tiếp đầu hàng đi? Lời vừa dứt, sắc mặt Vân Tịch Giao lập tức thay đổi, cái tên Lâm Thanh Diện này, sao lại muốn Thiết Diện đầu hàng chứ? Chẳng lẽ anh ta không biết người trong lòng mình là Thiết Diện à? Sau khi Thiết Diện nghe được, cơ bắp trên gương mặt có hơi run rẩy. Đầu hàng đi, bằng không kết quả của anh sẽ giống như anh ta, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Thiết Diện nắm chặt trường đao trong tay, lúc này tư tưởng của anh ta cũng đang đấu tranh kịch liệt. Luận thực lực, anh ta còn không có cả lòng tin đánh bại Dư Thụ Tùng, chứ đừng nói là Lâm Thanh Diện. Đúng lúc này, Thiết Diện nhìn về phía khán đài, anh ta thấy Vân Tịch Giao đang nắm chặt hai tay, ánh mắt lo lắng nhìn về phía này. Xin lỗi, tôi sẽ không đầu hàng, cho dù chết tôi cũng sẽ dốc hết sức mình một lần. Ánh mắt Thiết Diện lạnh đi, giống như lần đầu tiên Lâm Thanh Diện nhìn thấy anh ta vậy. Sau đó, trường đao trong tay anh ta khế động, ra tay đi. Ánh mắt Lâm Thanh Diện mang theo nụ cười hài lòng, sở dĩ anh nói vậy chỉ muốn thăm dò xem cái tên Thiết Diện này có thật lòng với Vân Tịch Giao hay không thôi. Bây giờ xem ra anh ta có thể không sợ địch mạnh, chủ động nghênh chiến, cho dù biết kết quả cuối cùng cũng không sợ hãi chút nào đã đủ để chứng minh tấm lòng chân thành của anh ta. Dư Thụ Tùng và Phùng Nhược Hy ở một bên xem, bọn họ tin rằng Lâm Thanh Diện chỉ dùng tối đa 10 giây để giải quyết Thiết Diện. Thấy Lâm Thanh Diện bất động, Thiết Diện cầm trường đao vọt thẳng tới, ngay sau đó trường đao vung lên, ánh đao khắc trên mặt Lâm Thanh Diện. Tốc độ quá chậm, sơ hở quá nhiều, tên này chắc chắn thua. Dư Thụ Tùng nói, ngay cả anh ta cũng có thể nhìn ra chỗ khiếm khuyết trong một chiêu này của Thiết Diện, huống chỉ là Lâm Thanh Diện. Nhưng chuyện xảy ra một giây sau đó lại làm cho Dư Thụ Tùng phải trợn mắt há hốc mồm. Nương theo trường đao vung xuống, cơ thể Lâm Thanh Diện bay thẳng ra sau, rồi té lăn trên đất. Vẻ mặt Thiết Diện hoang mang, bởi vì anh ta có thể cảm giác được một đao này của mình vốn không đánh trúng đối phương, vậy sao đối phương lại ngã xuống chứ? Lâm Thanh Diện té lăn trên đất, híp mắt xoa xoa người, lên tiếng, thực lực của anh quá mạnh, tôi không phải là đối thủ, tôi xin nhận thua. Lời vừa dứt, toàn trường liền nghẹn họng nhìn chân chối, Dư Thụ Tùng thì hóa đá tại chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1320.